hắn sau khi cười xong, đưa cánh tay uốn éo, sau đó liền khôi phục nguyên hình, trên thân cũng giống vậy, mặc kệ là lỗ máu vẫn là từng đạo làm người ta sợ hãi vết máu, vung tay toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu, trừ trên quần áo vết máu cùng lưu lại vết rách nói cho chúng ta biết doanh câu đã từng nhận qua tổn thương, không phải chúng ta căn bản nhìn đoán không ra. Doanh câu đứng lên, bẻ bẻ cổ, thở dài một cái, các ngươi vẫn là quá yếu. Cùng mấy trăm năm trước âm nhân quả thực không cùng đẳng cấp, liền cái này mã gia thần long cũng đổ lui nghiêm trọng. Doanh câu sau khi nói xong, mã lâm hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ trên mặt đất, tiếp lấy mí mắt lật một cái, thân thể cũng đi theo ngã trên mặt đất. Thua, âm hành thực lực gần như có thể xếp vào trước 13 đại cao thủ liên hợp đều thua cương thi vương doanh câu, mà lại cơ hồ là tính áp đảo thắng lợi, thua, lần này thua rất thảm. Tần Minh bàn tính đánh sai, đem mình góp đi vào cũng không thể báo thù, hắn thực sự thật không thể giải thích doanh câu thực lực kinh khủng. Mã Lâm, ta kéo xuống quần áo một tấm vải đem bao tay của nàng ghim, nhưng máu vẫn là ngăn không được một chút xíu ra bên ngoài thấm, nếu như còn tiếp tục như vậy, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, mã ra thần long chú quả nhiên muốn mạng người. Ngay tại lúc này, đột nhiên Mã Lâm hất ra ta tay, đem tay khoác lên trên vai của ta. Nàng dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu lên, sau đó trùng điệp án lấy bờ vai của ta nói, Lâm Nguyên, kéo ngăn chặn, chờ trời một, trở về. Sau khi nói xong, Mã Lâm liền triệt để đổ xuống, ta ôm lấy đầu của nàng gọi một lúc lâu cũng không thể để nàng tỉnh lại. Ta lại kéo xuống một tấm vải cho nàng chói chặt thủ đoạn, hy vọng có thể nhiều ngừng lại một điểm máu. Hiện tại tình hình này, cái mạng nhỏ của nàng thật là khó đảm bảo. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, doanh câu cũng không có trực tiếp tới lấy tính mệnh của bọn hắn, mà là không nhìn thẳng, có một loại để bọn hắn tự sinh tự diệt cảm giác, nhưng ba người bọn họ tình huống này nếu như không gấp rút cứu viện, coi như không cho một kích cuối cùng cũng sống không lâu. Doanh Câu lúc này không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp lôi kéo Trương Tiểu Mạn tay đánh tính rời đi, nhưng Trương Tiểu Mạn lại hất ra Doanh Câu tay. Doanh Câu có chút không hiểu nhìn xem Trương Tiểu Mạn, Trương Tiểu Mạn cũng lấy vẻ mặt giống như nhau đối mặt với hắn. "Ngươi vì cái gì?" Doanh Câu hỏi. "Cái gì vì cái gì, ngươi muốn đem ta mang đến đâu?" Doanh Câu thắng lợi Trương Tiểu Mạn so với ai khác đều cao hứng, nhưng nàng nhưng thật giống như cũng không định cùng doanh câu đi. Đi cái kia đều được, chân trời góc biển, liền phải có thể đi cùng với ngươi là được, ta muốn rời xa đám này âm nhân, không nghĩ lại bị bọn hắn quấy dày. Trương Tiểu Mạn liều mạng lắc đầu, biểu thị không đồng ý. Vì cái gì, doanh câu mày nhíu lại thành một đoàn, cực kỳ không hiểu. Ta không phải quỷ tử, ta có ba ba, ta có bằng hiểu, ta không muốn cùng ngươi đi, ta không thể quên đi tất cả đi theo ngươi. Trương Tiểu Mạn nói, bọn hắn tính là gì, những người kia trăm năm qua đi đều sẽ hóa thành bụi đất, mà ta có thể cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ, một ngàn năm, một vạn năm. Doanh câu nói nói liền xa vào đến Mỹ lệ ảo tưởng ở trong. Không, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ta cũng không muốn vĩnh hằng sinh mệnh, ta chỉ muốn sinh lão bệnh tử, thật vui vẻ sống tốt cả đời này. Trương Tiểu Mạn lại một lần nữa cự tuyệt đem đắm chìm ở ảo tưởng doanh câu tỉnh lại. Chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Doanh câu ôm lấy Trương Tiểu Mạn bả vai không ngừng lung lay, nhưng bởi vì hắn quá kích động, lại biến thành bóp. Buông tay, ngươi bóp ta đau quá. Trương Tiểu Mạn liều mạng mới dẫy dụa ra. Thật xin lỗi, khả năng ta quá kích động, ngươi nói, ngươi đến cùng có yêu ta hay không? Doanh câu buông, tiếp tục hỏi. Trương Tiểu Mạn lúc này đột nhiên nhìn về phía ta, sau đó cắn môi một cái, cúi đầu. Không có, Trương Tiểu Mạn dứt khoát đáp. Không có khả năng, không có khả năng. Doanh câu thương tâm lắc đầu, người không yêu ta vì cái gì tìm ta làm bạn trai, vừa rồi vì cái gì vẫn đứng ở ta nơi này một bên, vì cái gì lo lắng như vậy ta. Kỳ thật, mặc kệ ngươi là tần phong cũng tốt, Doanh câu cũng tốt, ngươi đều là bạn tốt của ta, người đối ta tốt, ta sẽ cả một đời nhớ kỹ, cũng có thể ba lần hoàn trả, nhưng là... Đối với ngươi, ta, thật thật xin lỗi. Trương Tiểu Mạn cắn môi khẩn trương nói, nàng lúc nói chuyện có chút sợ hãi, dù sao hiện tại ở trước mặt mình thế nhưng là cương thi vương. Ta không tin, ta không tin, ta muốn nhìn trí nhớ của ngươi. Doanh câu tốt giống như phát điên. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, chúng ta đều đột nhiên ý thức được cái gì, bao quát Trương Tiểu Mạn. Không thể, Trương Tiểu Mạn thét lên một tiếng, sau đó muốn đi sau né tránh, nhưng ở trước mặt nàng thế nhưng là doanh câu, nàng làm sao có thể trốn được, doanh câu một cái liền đem nàng cho kéo vào trong ngực. Không muốn, không cho phép hôn ta. Cứ việc trương tiểu mạn liều mạng giấy dụa cùng thôi táng, nhưng doanh câu liền cùng bùng nổ đồng dạng, thề phải nhìn trương tiểu mạn ký ức, hắn chăm chú nắm trương tiểu mạn cái cằm, mắt thấy là phải hôn đi, nhưng lúc này ta ngũ lôi chú mạnh mẽ đánh vào hắn trên đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, doanh câu đầu bị nện ra một cái động lớn, cũng có điện hoa tại trên tóc du tẩu, phát ra chật chật thanh âm, mà lại một phần ba tóc đều bị đốt cháy khét. Doanh câu dừng động tác lại, mạnh mẽ xoay đầu lại chừng mắt ta, hắn vung một chút đầu, vừa rồi ta tạo thành thương thế nháy mắt lại khôi phục, cái này khiến trong lòng ta lạc trèo lên một chút, xem ra ta cùng hắn tranh lệch khả năng cách mấy đầu biển xa như vậy. Lâm Nguyên, người đi ra, không nên ép ta. Doanh câu đối ta lạnh lùng nói, không có chút nào đem ta để vào mắt, chẳng qua hắn hay là không muốn ra tay với ta khả năng trải qua ngắn ngủi ở chung, hắn cũng đối với ta có chút cách mạng hữu nghị. Ta cũng không hề rời đi, mà là chỉ vào Trương Tiểu Mạn nói, buông nàng ra. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi, doanh câu nhíu mày, giống như đối ta cực kỳ bất mãn, vẻ mặt mang theo khinh miệt. Nàng không phải quỷ tử, nàng là Trương Tiểu Mạn, doanh câu ngươi tỉnh. Ta không sợ hãi chút nào, cho dù chết, ta cũng không thể để hắn khi dễ Tiểu Mạn. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, cút cho ta, không phải ta không khách khí. Doanh câu diện mục bắt đầu giữ tợn lên, đối ta lại lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, còn có cặp kia để người kính sợ trong mắt màu vàng óng. Ta dương lên đầu, không nhúc nhích, chỉ là y nguyên chỉ vào trương tiểu mạn nói, ta bảo ngươi buông nàng ra. Muốn chết, doanh câu vừa dứt lời, trương tiểu mạn hoàn toàn chính xác bị buông ra, nhưng hắn lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở chỗ cũng lưu lại một đạo tàn ảnh. Lâm Nguyên, cẩn thận, lâm tuyết đột nhiên lớn tiếng hô một cuống họng ta lập tức phản ứng lại nhưng lúc này ta chỉ cảm thấy trên mặt có một chỗ kình phong thổi qua ta liền bị một quyền đánh vào trên bụng nhỏ ta phát ra rên lên một tiếng liền đau khổ cũng không kịp phát ra tới lại một chân đạp đến trên ngực của ta ta phun ra một ngụm máu tươi sau đó bay ngược đến giữa không trung ta vốn cho rằng sẽ mạnh mẽ rơi trên mặt đất nhưng là cũng không có doanh câu bắt lấy đầu của ta chân sau đó mạnh mẽ ném tới trên đầu gối của hắn đau nhức, cực kỳ đau nhức, cảm giác mình toàn thân xương cốt đều bị đỉnh nát, có người đem đau khổ chia làm 10 cấp bậc, bị con mũi đốt là cấp 1, sinh nở là 10 cấp, nhưng ta cảm thấy ta cái này đau khổ tối thiểu là 20 cấp, loại kia đau nhức tiến tủy não cảm giác, thật là liền hô hấp đều là nóng bỏng, ta muốn để mình ngất đi, nhưng căn bản không có khả năng, quá đau, liền thần kinh não đều bị chăm chú dẫn dắt. Ta miệng lớn phun máu tươi, cũng không biết có phải hay không là phổi cũng thụ thương, đem liền không ngừng ho khan để ta càng thêm khó chịu, máu tại trong miệng sặc trở về. Doanh câu đem ta quăng ra, trùng điệp ném xuống đất, sau đó hắn không tiếp tục để ý tới ta, lại trực tiếp hướng Trương Tiểu Mạn đi tới. Không, không, Lâm Nguyên, ô ô, Lâm Tuyết nghĩ xông lại, nhưng lại bị ta kịp thời hét lại, cũng phân phó mập hòa thượng giúp ta ngăn lại nàng, Lâm Tuyết giấy dụa hướng ta chạy tới, nhưng lại bị mập hòa thượng cho túm trở về, quá nguy hiểm, ta chết không quan hệ, nhưng không thể để cho nàng cho dính vào. Thả ta ra, thả ta ra, Lâm Nguyên, ô ô, không nên cản, lăn đi. Lâm tuyết đối mập hòa thượng vừa đánh vừa mắng, thậm chí còn điên cuồng cắn mập hòa thượng cánh tay, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Mập hòa thượng không ngừng đọc lấy a di Đà Phật, chết cũng không chịu buông tay, bởi vì hắn vừa để xuống tay, Lâm tuyết khả năng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc này tiểu hoa cùng lương thư đình cũng đỏ lên mắt, hai người chủ tử đều nằm trên mặt đất, các nàng cũng không còn sợ chết, hét lớn một tiếng hướng phía doanh câu vào tới, nhưng còn không có tới gần doanh câu, một đạo cương phong nương theo lấy thi khí từ trong thân thể của hắn băng ra tới, đem hai người bọn họ cho mạnh mẽ bắn đi ra. Hai người cùng một đạo đường vòng cung đồng dạng, ở giữa không chung lại mạnh mẽ ném tới trên mặt đất, sau đó lăn trên mặt đất không sai biệt lắm có tầm 10 vòng mới dừng lại, khi đó các nàng đã miệng đầy máu tươi, đầy bụi đất hôn mê bất tỉnh. Miểu sát, lại là miểu sát, các nàng thậm chí ngay cả doanh câu thân đều gần không được, trừ Mã Lâm những cái này đạo hành tương đối cao người, chúng ta thật liền hắn một đầu lông tơ đều không động đậy. Trước đó Trương Tiểu Mạn biến thành tử mắt cương thi thời điểm ta liền gặp qua uy lực của nó, nhưng không nghĩ tới đỉnh cấp kim nhãn sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, mà lại nó bất diệt thân xác càng làm cho người cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ liền không ai có thể ngăn cản hắn sao? Chẳng lẽ liền mặc cho hắn làm sằng làm bậy sao? Trước đó ta là không có tính toán đứng tại hắn mặt đối lập, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ càng ngày càng quá phận. Không được, ta lâm nguyên không đáp ứng, ai hắn đều có thể khi dễ, nhưng trương tiểu mạn không được. Nam Mao Bắc Mã, sẽ bắt cương thi cũng không chỉ mã ra, chúng ta Mao Sơn đạo sĩ cũng nhất thiện giết cương thi, Mao Sơn quỷ đạo bên trên cũng không ngoại lệ, nó trong thư tịch liên quan tới cương thi ghi chép cùng đạo thuật cũng là tầng tầng lớp lớp, ta mặc dù không có mã lâm như vậy đạo hành, nhưng hôm nay bị một con cương thi đánh cho thảm như vậy ta là thật không cam tâm nếu như ngay cả mình nghĩ người bảo vệ đô hộ không tốt vậy cái này cái gọi là hoàng phù đồng tiền đào mộc kiếm thì có ích lợi gì chỗ không phục không cam tâm nha ta hai mắt nhắm nghiền bắt đầu điên cuồng hồi ức mao sơn quỷ đạo bên trong ghi chép đối phó cương thi đạo pháp âm dương thuận nghịch diệu khó nghèo hai đến về quê một cửu cung nếu có thể hiểu rõ âm dương lý thiên địa đều đến một trường bên trong âm dương thuận nghịch âm hồn về dương lấy giúp tiêu tà mời tổ sư ra thân trên nhị tinh năm cung thiên binh đem mời giúp ta một chút sức lực âm dương thanh quỷ tướng gào thét mắt năm lộc quỷ binh khóc ngũ quỷ chiêu hồn hiện thân quyền gia như hổ tâm trưởng gia ngũ lôi chìm ngũ lôi bổ âm dương thi khí không chỗ hồn la hán ngũ lôi trưởng ta ngồi dậy miệng bên trong mặc niệm lấy mao sơn quỷ đạo bên trên tất cả đạo pháp sau đó đem phun ra máu bôi trên mặt đất, tại dùng năm ngón tay đầu dính vào, tiếp lấy không ngừng biến ảo thủ quyết, ta không biết mình một lần qua thi triển nhiều như vậy đạo pháp sẽ mang đến hậu quả gì, ta chỉ biết, lần này trừ phi ta chết rồi, không phải tuyệt đối sẽ không để Trương tiểu mạn thiếu một sợi tóc. Ngay tại ta hoàn thành tất cả chú ngữ cùng thủ quyết về sau, đột nhiên thiên địa biến sắc, mây đen che lại thiên không, cuồng phong gào thét đem ta thổi đến mắt đều kém chút không mở ra được, chung quanh vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm ta mời tổ sư ra, cũng mời thiên binh đem, thậm chí trong truyền thuyết địa phủ âm binh âm tướng ta cũng chiêu, ta không biết sẽ sẽ không thành công, nhưng ta minh bạch, lấy ta đạo hành không nhất định có thể khống chế bọn hắn, ta là bốc lên bị thôn vệ nguy hiểm liều lần này. Thua sẽ đem mệnh vứt bỏ, nhưng ta không thể uất ức. Cùng lúc đó, ta nơi tay trong lòng bàn tay vẽ xuống vô số cái la hán chú, sau đó lại đối ứng làm ngũ lôi chú thủ quyết, sau khi hoàn thành ta phát hiện cánh tay của mình đều tê dại, trong lòng bàn tay phát ra thanh âm tê, tê còn mang theo tia lửa nhỏ, đây chính là so ngũ lôi chú cao cấp hơn Mao Sơn trưởng Pháp, là hán ngũ lôi chú, nếu như khống chế không được, ta cánh tay này đều phế. Lúc này doanh câu biến sắc, rốt cuộc dừng bước, sau đó quay người nhìn về phía ta, ánh mắt của hắn rất phức tạp, trong đó mang theo không hiểu, càng nhiều vẫn là không thể tin, lấy ta đạo hành, khả năng vẫn luôn là trong mắt của hắn yếu gà, có thể làm ra trận thế như vậy, xác thực đem hắn chấn trụ lập tức. Đầu lưỡi của hắn liếm một chút hai con lớn răng nanh, biểu lộ có chút hưng phấn, trên mặt lộ ra một chút cười lạnh. Thú vị, thú vị, lâm nguyên, vậy ta lại chơi đùa với ngươi, nhưng lần này ta sẽ không lại nương tay, nếu như ngươi thua, ta liền toàn thay cũng sẽ không để ngươi lưu. Doanh câu hung hãn nói, muốn chiến liền chiến, nơi nào nói nhảm nhiều như vậy. Ta vốn là đã bị trọng thương, lại đồng thời thi triển nhiều như vậy đạo pháp, thể lực cùng thân thể đều đã không chịu đựng nổi hoàn toàn là dựa vào ý chí lực đan dáng chống đỡ, nào có dư thừa khí lực cùng hắn nói nhảm. Doanh câu nghe ta giống như có chút bất mãn, hắn sầm mặt lại, siêu một tiếng tại chỗ cũng lưu lại một đạo tàn ảnh người liền biến mất. Trước đó Trương Tiểu Mạn biến thành tử mắt cương thi thời điểm, tốc độ của nàng cũng nhanh đến kinh người, chỉ bằng vào mắt thường hoàn toàn theo không kịp, doanh câu lợi hại hơn, người còn không có kịp phản ứng hắn liền đã biến mất trong không khí, chẳng qua lần này ta học tinh, làm bên trái có một đạo kình phong thổi qua đến thời điểm, ta không cần suy nghĩ, lập tức liền một trường bổ tới. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, doanh cậu anh ra nắm tay phải ngăn cản được ta la hán ngũ lôi trường, trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ mặt không thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ta lại có thể kịp phản ứng, đồng thời chính xác bắt lấy vị trí của hắn, lấy tốc độ của hắn, ta hẳn là nháy mắt liền bị đánh ngã. Coi chúng ta quyền trưởng chống đỡ thời điểm, trong lòng bàn tay của ta phát ra điện hoa cùng ầm ầm tiếng sấm, vừa rồi dùng máu viết xuống chú ngữ tất cả đều hiện ra ra tới, đồng thời có một cái tiểu nhân la hán trong lòng bàn tay ngồi, ta còn nghe được cào nhào niệm kinh âm thanh. Đột nhiên lại oanh một tiếng, đột nhiên la hán cũng đánh ra mang theo điện lửa một trường. Một trường kia chính giữa doanh câu lồng ngực, hắn kêu to không tốt, muốn né tránh đã tới không kịp, bộ ngực của hắn lập tức bị oanh ra một cái thủ trưởng ấn bộ dáng lỗ máu động, thân thể liền cùng chơi diều đồng dạng, bay thẳng đến giữa không trung, sau đó trùng điệp rơi xuống té lăn trên đất, đồng thời trên mặt đất mạnh mẽ ném ra một cái hố sâu, doanh câu lại phun ra một ngụm máu, hắn tại trong hố dẫy dụa mấy lần cũng không có đứng lên, cuối cùng lộn nhào mới sở ra tới. Cái này, uy lực thế mà như thế lớn, ta có chút kinh ngạc, coi như là hán ngũ lôi trưởng lợi hại, lấy ta đạo hành cũng không có khả năng đánh ra uy lực lớn như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này thân thể của ta thế mà không bị khống chế hai cước khép lại, sau đó đứng thẳng nhìn về phía thiên không, lúc này ở trong óc của ta vang lên một câu, ta đi. Nói cho hết lời về sau, ta liền hai đầu gối mềm nhún sau đó té quỵ dưới đất, đồng thời miệng lớn thở hào hền, toàn thân đều có chút trột dạ, cái chán phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Là ai, mới vừa rồi là ai bên trên thân thể của ta, thiên binh đem, vẫn là tổ sư gia, hoặc là âm binh âm tướng trách không được vừa rồi một trưởng kia uy lực lớn như thế. Bên trong cách cách, bên trong cách cách, lúc này đột nhiên ta tay phát ra hai tiếng nổ mạnh, liền cùng pháo đồng dạng, ta cảm giác mình xương cốt giống như lại xốp giòn lại giòn, da thịt càng là đã đốt cháy khét hơn phân nửa, tay liền nhấc cũng không ngẩng lên được. Tác dụng phụ đến, uy lực càng lớn, đối thủ cánh tay tổn thương càng lớn, hy vọng ta về sau không muốn làm qua, hắn có tiểu long nữ cùng điêu huynh, ta nhưng không có, trái phi cùng phải phi ta đều nghĩ cương chiều, thiếu một cái đều không được. Lúc này doanh câu rốt cuộc lảo đảo đứng lên, lồng ngực của hắn cái kia năm ngón tay lỗ thủng vẫn là không có phục hồi như cũ, chẳng qua ngay tại chậm rãi tái hợp, nhưng so trước kia muốn chậm nhiều, bởi vì vết thương không ngừng có phủ chú dần hiện ra đến, còn thỉnh thoảng tê tê hai tiếng, lóe ra mấy đạo trói mắt điện hoa. Doanh câu sờ sờ ngực, phát hiện một tay máu, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực, đối ta mắng một câu tiểu tử thúi, thật là có ngươi, đồng thời biểu lộ đã giận tím mặt, cũng thế, vừa rồi ba người đều không thể cho hắn trọng thương, không nghĩ tới ta một trưởng này liền đánh cho hắn quá sức. Ta phát hiện một chuyện, giống như doanh câu thủ thương thời điểm cũng sẽ cảm thấy đau khổ, cái này đau khổ phải kéo dài đến miệng vết thương của hắn khép lại mới có thể biến mất, nói cách khác, hiện tại chỉ cần ta thừa dịp vết thương của hắn không có tốt tiếp tục khởi xướng tiến công. Vậy liền chiếm rất lớn tiện nghi, dù sao cái kia vết thương sẽ mang đến cho hắn thống khổ cực lớn, nhưng cánh tay của ta hiện tại cũng không động đậy, không có la hán ngũ lôi trường, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đúng vào lúc này, đột nhiên doanh câu chung quanh xuất hiện hai cái màu xám xương mù sắc cái bóng, kia hai cái cái bóng tản ra vô cùng âm khí làm ta sợ hết hồn, từng đợt âm phong nương theo lấy bọn hắn phiêu động không ngừng cuồng thổi. Hiện tại toàn bộ thiên không đều tràn ngập quỷ dị âm khí cùng tràn ngập làm người ta sợ hãi quỷ khóc sói gào âm binh cũng tới sao, chẳng lẽ ta tác pháp tất cả đều từng cái thành công rồi. Thật đúng là trời cao phù hộ. Kia hai cái xương mù sắc cái bóng đột nhiên liền hướng doanh câu vào tới, doanh câu che ngực sửng sốt một chút, có thể là vết thương nguyên nhân, tốc độ của hắn cùng phản ứng đều chậm rất nhiều, chờ phản ứng lại thời điểm kia hai cái xương mù sắc cái bóng liền quào một cái ở bắp đùi của hắn, quào một cái ở phía sau lưng của hắn, một cái liều mạng hướng dưới mặt đất kéo, một cái liều mạng ấn xuống, bọn chúng tựa như là muốn đem doanh câu kéo vào trong đất đi. Không đúng, bọn chúng là muốn đem doanh câu kéo tới phía dưới đi, phía dưới cùng nhất địa phương, cũng chính là âm phủ. Doanh câu liều mạng dãy dụa lấy, hắn nắm chặt nắm đấm từng quyền đánh vào hai cái xương mù sắc cái bóng trên thân, nhưng kia hai cái cái bóng bị đánh tan về sau, lại lần nữa tụ lại với nhau, doanh câu sử xuất tất cả vốn liếng cũng không có có thể đem bọn họ hai cái cho cưỡng chế di rời. Mình nửa người lại bị kéo vào thổ nhưỡng bên trong, Doanh câu vùng vẫy một hồi, phát hiện mình bị chôn thân thể một không thể động đậy được, giống như hoàn toàn không có phản ứng đồng dạng. Ngay tại lúc này, đột nhiên thân thể của ta lại khống chế không nổi sống bắt đầu chuyển động, đồng thời không hiểu thấu nói ra câu nói này, thanh âm lại là một cái lão đầu thanh âm. Ta vừa rồi chết lặng lại cháy đen cánh tay động mấy lần, sau đó mình lại lầm bầm lầu bầu nói, ưm, um, linh kiện thụ thương, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng, còn có thể phái được một chút tác dụng. Tổ sư ra chẳng lẽ là tổ sư gia ta trong đầu kêu lên một tiếng sợ hãi đừng ồn ào làm cho lỗ tai ta đều điếc hiện tại ngươi một kích động trong đầu muốn chút cái gì đều là trực tiếp truyền đến lỗ tai ta ngươi muốn đem ta chấn điếc a à. chính ta còn nói thêm mập hòa thượng trông thấy có thể biết chút đoan nghe, lâm tuyết lại cho là ta điên đang lầm bầm lầu bầu lại bắt đầu dẫy dụa lấy muốn hướng ta chạy tới ừm may mắn là danh câu nếu như là tướng thần liền khó làm hiện tại chính là thời cơ tiêu diệt hắn tổ sư gia lại khống chế thân thể của ta lẩm bẩm một câu tổ sư gia sau khi nói xong đột nhiên liền nắm chặt nắm đấm sau đó ta nhìn thấy con kia cháy đen tay nổi gân xanh giống như trở nên lớn mạnh hơn không ít nhìn cùng cánh tay kỳ lân giống như hắn tại trên nắm tay họa một đạo phù không bao lâu đạo phù kia liền hiện ra đồng thời biến thành màu vàng nhưng hắn rõ ràng là tay không viết chỉ là tại trên nắm tay khoa tay mấy lần tổ sư gia ba chân bốn cẳng nhanh đến doanh câu trước mặt thời điểm hắn đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó hét lớn một tiếng, cua nắm đấm mạnh mẽ đánh tới hướng doanh câu. Doanh câu, đã lâu không gặp, tổ sư ra ở giữa không trung hô to doanh câu danh tự. Quỷ đạo tổ sư, doanh câu đột nhiên biến sắc, liền cùng mèo gặp được chuột đồng giặc, đột nhiên điên cuồng tại thổ nhưỡng giấy ruộng lấy, nhưng đã tới không kịp, quả đấm của ta mạnh mẽ nện ở trên mặt của hắn. Làm quả đấm của ta tại doanh câu trên mặt dừng lại hai giây thời điểm, đột nhiên không khí chung quanh giống như đều bị xé nứt ra đồng dạng một trận cương phong nương theo lấy vô cùng vô tận phù văn từ nắm đấm bên trong nổ tung ra cũng ô ô gọi gió cùng khí lưu đem bên cạnh hết thảy đều cuốn lên doanh câu cũng bị thổi đi lên nhưng là chỉ có đầu một quyền kia trực tiếp đem cương thi vương đầu cho anh không có thân thể của hắn như cũ tại thổ nhưỡng bên trong ở lại trên cổ còn thử trượt nhảy lấy máu nhìn qua có chút khủng bố Chờ hết thầy tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, doanh câu đầu liền bịch một tiếng rất xuống, nhưng hắn còn giống như không chết, miệng hướng lên trên hắn nói một câu, người không có cơ hội, quỷ đạo tổ sư. Tổ sư ra khống chế thân thể của ta ha ha phá lên cười, đáng tiếc, đáng tiếc, lần sau gặp mặt lại cùng ngươi chậm rãi chơi. Nói xong còn vỗ một cái lồng ngực của ta, nói ở phía dưới chờ ta, gọi doanh câu xem ở trên mặt của hắn, chờ xuống động thủ thời điểm điểm nhẹ, lời nói giao phó xong về sau thân thể của ta lập tức mềm nhún sau đó mình lại có thể khống chế thân thể rất rõ ràng tổ sư gia đã rời đi trừ tổ sư gia liền kia hai con âm binh cũng biến mất không thấy gì nữa ta dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên sau đó nhìn doanh câu trên đất đầu lâu lâm nguyên ta thật đúng là xem thường ngươi may mắn ngươi cánh chim chưa đầy đạo hành không đủ nếu như bọn hắn ở lâu một khắc vậy ta thật là muốn đưa tại trong tay của ngươi cái này trăm ngàn năm qua cùng ta giao thủ người bên trong, chỉ có ngươi đem ta đẩy vào đến như thế tuyệt cảnh, hôm nay nếu như chưa trừ diệt ngươi, ngày sau gặp lại hẳn là họa lớn. Nghe doanh câu ta nhíu mày, nói ngươi hiện tại đầu thân phận cách, còn lấy cái gì trừ ta? Đoán chừng liên động một chút đều khó khăn a. À? Chẳng qua ta cũng không khá hơn chút nào, toàn thân sụi lơ, một cánh tay đã hoàn toàn không có cảm giác, hiện tại chỉ là dáng chống đỡ lấy đứng lên, đáng tiếc, nếu như ta đạo hành cao một chút, tổ sư ra liền có thể lưu lại tiêu diệt hắn, nhưng bây giờ ta y nguyên chiếm cứ ưu thế, bởi vì ta còn có đồng bạn, nếu như ta cùng hắn đồng thời không động đậy, vậy ta nhất định là bên thắng. Ha ha ha, doanh câu đột nhiên nở nụ cười, nói mặc dù ta đem hắn đánh cho quá sức, nhưng loại trình độ này, còn xa không thể thắng hắn, ta vẫn là non một điểm. Doanh câu sau khi nói xong, đột nhiên thân thể của hắn run rẩy một chút, sau đó giống như mình có chi giác đồng dạng, bắt đầu không ngừng uốn éo người, ta xem xét trong lòng kêu to không tốt, thân thể của hắn nếu như chạy ra hố đất cùng đầu lâu tụ hợp, vậy liền không xong. Ta cắn răng, dáng chống đỡ lấy đem trên người tất cả hoàng phù đánh ra ngoài, nhưng hoàng phù đối tác dụng của hắn thật sự là nhỏ đến có thể xem nhẹ, thật giống như cầm bông nện ở trên thân người đồng dạng, còn có cái khác bát quái kính cùng đồng tiền loại hình, cũng là không hề có tác dụng, những vật này đối phó một chút phổ thông cương thi vẫn được, gặp được cương thi vương kia thật là cùng đùa giỡn giống như. Ta nhìn thoáng qua mập hòa thượng, hắn hội ý nhẹ gật đầu, căn dặn vài câu lâm tuyết về sau, người thật nhanh vào tới, nhưng lúc này doanh câu thân thể một quyền đánh vào hố đất phía trên, thân thể của hắn lập tức bị bạo ra tới, sau đó bay đến cao hơn một mét không chung. Mập hòa thượng liền góc áo của hắn đều không có đụng phải, đầu của hắn thân lại một lần nữa chịu đựng đến cùng một chỗ, không có mấy giây doanh câu liền khôi phục như lúc ban đầu, chính là trên cổ có một đầu vết nứt màu đỏ trong lúc nhất thời không có khôi phục lại được. Lúc đầu ta không có muốn giết các ngươi, nhưng đã các ngươi đứng ở mặt đối lập biến thành địch nhân, kia trừ tiểu mạn, các ngươi tất cả đều phải chết. Doanh Câu hiện tại lồng ngực nơi đó cũng khôi phục, biểu lộ không còn có bất luận cái gì đau khổ, tốc độ của hắn lại một lần nữa khôi phục lại, mập hòa thượng biến sắc, liền kêu rên cũng không kịp phát ra tới liền bị một quyền oanh đến nơi xa. Hắn phun ra mấy ngụm lớn máu về sau, cũng hai mắt khẽ đảo choáng quá khứ, hiện tại liền thừa chúng ta tới lúc bốn người kia, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết, còn có ta, doanh câu, chỉ chẳng qua chúng ta cũng không tiếp tục giống lúc đến như thế hòa thuận. Đến ngươi, doanh câu nắm chặt xong quyền lạnh lùng nhìn ta, nhưng trên mặt của hắn không còn có khinh miệt cùng khinh thường, chỉ có nghiêm nghị sát ý. Không được, ngươi không thể giết hắn, muốn giết cứ giết ta đi. Lần này không còn có người giữ chặt Lâm Tuyết, nàng thật nhanh đánh tới, ngăn tại trước mặt của ta. Trương Tiểu Mạn cũng theo sát sau đó đánh tới, sau đó cũng ngăn tại trước mặt của ta. Nếu như người muốn giết Lâm Nguyên, vậy liền từ thi thể của ta bên trên nhảy tới đi. Trương Tiểu Mạn hô, nét mặt của nàng cùng Lâm Tuyết đồng dạng kiên quyết, ta nghĩ đẩy ra các nàng, nhưng đã không có khí lực, ngay cả đứng đều đã khá khó khăn. Doanh câu nhíu mày, biểu lộ có chút kỳ quái, hắn nói Lâm Tuyết không để ý nguy hiểm tính mạng bảo hộ ta tính nhân chi thường tình, nhưng Trương Tiểu Mạn dựa vào cái gì cũng không để ý nguy hiểm tính mạng che chở ta. Mà lại biểu lộ so với ai khác đều kiên định. Trương Tiểu Mạn sửng sốt một chút, sau đó ấp úng giải thích nói ta cùng với nàng là bạn tốt, nàng không thể không cố bằng hữu tính mạng, đã mọi người đến, vậy liền mọi người cùng nhau bình an trở về. Đằng sau nàng nói cái gì ta đều nghe không rõ, ta bắt đầu choáng đầu hoa mắt, còn có chút hù tai, bên tai từng đợt ong ong âm thanh, ta dùng sức đập mấy lần đầu mình mới tốt một điểm. Lúc này doanh câu đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói hắn rốt cuộc biết vì cái gì Trương Tiểu Mạn không nguyện ý cùng hắn đi. Hắn đột nhiên vung tay lên, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn đều bay ra ngoài, nhưng chỉ là vậy một hồi, xem ra hẳn không có trở ngại. Các nàng bay ra ngoài về sau, trên mặt đất điên cuồng hướng ta bỏ qua đến, miệng bên trong còn hô hào đừng, đừng giết ta. Ta nhìn các nàng liếc mắt, thỏa mãn bật cười, kém một chút, chỉ thiếu một chút ta liền có thể thắng cương thi vương, nhưng bây giờ không quan trọng, ta đồng dạng thắng, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi chỉ cầu ngươi tha hai nàng. ta y nguyên phát ra một cái nhẹ như mây gió nụ cười trên mặt hoàn toàn không có sợ hãi cùng sợ hãi. doanh câu cũng nở nụ cười nhưng nụ cười của hắn cực kỳ làm người ta sợ hãi thấy ta thình lình dùng mình một cái hắn không có giết ta mà là mười ngón lên đỉnh đầu vạch một cái kéo một phát lập tức không trung liền xuất hiện một cái khe hắn một quyền đánh vào ta trên bụng nhỏ. Sau đó đem ta gánh tại trên vai, tiếp lấy nhảy lên một cái tiến vào đầu kia khe hở bên trong. Đầu kia khe hở rất đen, tăng thêm doanh câu tốc độ cực nhanh, ta căn bản thấy không rõ lắm tình huống chung quanh, mắt liền cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng, không đầy một lát ta liền nghĩ nhả, nhưng lồng ngực của ta bị doanh câu bả vai đỉnh lấy, muốn ói lại nhả không ra, cực kỳ khó chịu. Ngay tại ta khó chịu sắp té xỉu thời điểm, đột nhiên một tia sáng chiếu vào, ta meo meo mắt, chờ ta lại mở ra thời điểm, phát hiện ta cùng doanh câu đã thân ở nơi khác. Ai, không đúng, nơi này ta làm sao khá quen, tựa như là. Đúng vào lúc này, truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, những âm thanh này ta đều rất quen thuộc, trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút, ta quả nhiên không có đoán sai, nơi này là trường học, mà ta cùng doanh câu đang đứng trong phòng học ở giữa trên hành lang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái chỗ kia chúng ta ngồi linh xa hoa sức chín châu hai hổ mới đi vào, Hiện tại doanh câu một móng vuốt liền đem ta cho mang ra rồi. Hơn nữa còn là rơi vào trường học. Không đúng, đây không phải trùng hợp, hắn là cố ý mà làm chi, đây là cố ý mang ta trở lại trường học. Doanh câu đem ta từ trên vai của hắn hung hăng ném xuống rồi, đau đến ta che lấy thân thể lăn trên mặt đất một vòng, đặc biệt là cánh tay kia, trước đó vẫn là chết nặng, một điểm chi giác đều không có, hiện tại khẽ động liền đau đến tan nát cõi lòng ta cắn hàm răng ngẩng đầu lên nhìn một chút mặt trời, hiện tại hẳn là buổi sáng, đại khái là khoảng 10 điểm, tất cả mọi người còn tại lên lớp, không có bất kỳ người nào phát giác được ta cùng doanh câu hai cái đứng ở trong hành lang người. Người muốn làm gì, ta đỡ lấy vách tường đứng lên, nhưng không dám gần cửa sổ, sợ bị người khác thấy ta, bởi vì ta cái này một thân tổn thương sẽ khiến không nhỏ oanh động. Đừng nàng, doanh câu khóe mắt nghiêng mắt nhìn một chút trong phòng học một bên, sắc mặt có chút tối chìm. Ta sừng sốt một chút, không biết doanh câu nói lời là có ý gì, càng không rõ ràng hắn vì cái gì vô duyên vô cớ dẫn ta tới nơi này. Đừng trương tiểu mạn, doanh câu nhìn ta không hiểu, tiếp tục nói bổ sung. Ta nghe đột nhiên thổi phù một tiếng cười, hắn lập tức đối ta trợn mắt nhìn, bóp lấy cổ của ta hỏi ta cười cái gì. Ta không hề sợ hãi chút nào hắn, chỉ là ta hiện tại thương thế, hắn tùy tiện đụng ta một chút ta đều quá sức nửa ngày, Cục thêm vài phút đồng hồ sau trong miệng của ta lại tuôn ra một hơi ngai ngái huyết dịch. Cười cái gì, ngươi rốt cuộc muốn lúc nào khả năng tỉnh, trương tiểu mạn không phải quỷ tử, ta cũng không phải tần minh, ta lấy cái gì bỏ nàng. Ta cùng với nàng chỉ là đồng học thôi, ta máu trên khóe miệng nhỏ xuống đến trên tay của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Đừng chỉ là một cái hình thức cùng thuyết pháp, ta muốn là người đối nàng hết hy vọng cùng rời đi nàng, hiểu chưa? Doanh câu tay càng ngày càng dùng sức năm cái tay chỉ chậm rãi tại trên cổ ta nắm chặt, hô hấp của ta cũng càng ngày càng khó khăn, xuất khí đều nhanh muốn so hít vào nhiều. Ta cắn răng, cười khổ một cái, vậy ta nếu là không đâu. Doanh câu đột nhiên buông, đối ta âm lãnh cười một tiếng, vậy ngươi liền cùng Tần Minh một cái hạ tràng. Trong chuyện xưa, Tần Minh đã sớm chú định hai cái kết cục, đừng quỷ tử, Doanh câu liền sẽ giết hắn, nếu như không ngớt, kia Doanh câu liền sẽ giết hắn cả nhà, Chẳng qua cuối cùng Tần Minh vẫn là lựa chọn đừng cho nên hắn chết. Nhưng ta khác biệt, ta không có người thân, trước kia chính là cô nhi, muốn giết ta cả nhà cứ việc đi, dù sao cũng không được giết. Doanh Câu chỉ chỉ phòng học, nói nếu như ta không làm ra quyết định, vậy cái này phòng học hết thảy mọi người đều phải chết. Ta tới ngươi, ngươi có phải bị bệnh hay không, chuyện của ta cùng bọn hắn có quan hệ gì, ngươi dựa vào cái gì giết bọn hắn? Ta lập tức liền giận, hướng Doanh Câu nhào tới nhưng hắn nhẹ nhàng một chân liền đem ta đạp đến trên tường. Lần này động tính rốt cuộc bị trong phòng học đồng học phát giác, phòng học cửa sau có người thò đầu ra đến một chút, nhìn ta cùng doanh câu bộ dáng có chút mộng, cho là chúng ta đang đánh nhau, đoán chừng đang xoắn suýt muốn hay không cáo lão sư. Trường học cũng là cỡ nhỏ xã hội, có đôi khi có chút sự tình cũng không ai dám quản, quản nói không chừng ngày thứ hai phiền phức liền tìm tới ngươi, chẳng qua ta rất may mắn vị bạn học này rất có tự mình hiểu lấy, hắn do dự một chút về sau, coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh, sau đó rút đầu về đi tiếp tục lên lớp. Nhanh lên, không phải ta không khách khí, doanh câu tiếp tục đối với ta hung hãn nói. Ta ôm bụng trên mặt đất chậm một hồi, sau đó lau đi máu trên khóe miệng kiên định đáp, doanh câu ngươi nghe, trương tiểu mạn không phải quỷ tử, cũng không phải thứ gì, người có gan liền giết ta, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nàng, ngươi cho rằng ngươi là cương thi vương thì ngon sao. Ta biết trương tiểu mạn hai năm, ngươi chỉ có điều mới đến một hồi, ngươi dựa vào cái gì muốn ta đi. Ta dừng một chút, sau đó phun ra một búng máu tử tiếp tục nói, nếu như lại nhiều cho ta một thời gian hai năm, ta tuyệt đối sẽ không để cương thi khi dễ đến trên đầu, ngươi chính là ỷ vào so ta sống lâu một ngàn năm thôi. Doanh câu không ngừng gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, tốt, 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 vậy hôm nay ta liền huyết tẩy căn này trường học, trước từ cái này phòng học lên. Doanh câu nói được thì làm được, hắn dắt y phục của ta trên mặt đất trực tiếp kéo đi, đi thẳng tới cửa phòng học mới dừng lại. Lúc này chủ nhiệm lớp trên tay phấn viết ngừng lại, toàn bộ phòng học người ánh mắt đều đồng loạt xem chúng ta hai. Lâm Nguyên, người đây là, cùng người đánh nhau rồi, ta liền nói người thế nào không đến đi học, còn có Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn đâu. Tần Phong lại đi đâu rồi, sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn doanh câu, nàng lập tức liền uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi là xã hội người sao, đánh học sinh của ta không thể được, mặc dù ta cũng muốn đánh phân hắn, nhưng người cái này. Được rồi, người đi đi, không đi ta nhưng đánh 110. Ta vốn là muốn dùng tận khí lực toàn thân gọi bọn họ chạy mau, nhưng chủ nhiệm lớp lời nói này lại làm cho ta dở khóc dở cười. Ta làm sao cũng đột nhiên có loại muốn để doanh câu mau đem nàng bóp chết suy nghĩ, tại cái này sống chết trước mắt, ta đều vì ta ý nghĩ này cảm thấy chấn kinh. Doanh câu không nói gì, Hắn một chân đá vào cổng thứ nhất ở giữa trên mặt bàn, lập tức tất cả cái bàn đều bị hất đổ trên mặt đất, phòng học đồng học cũng đi theo trên mặt đất lăn lộn, người đụng ta, ta đụng ngươi, mọi người tất cả đều phát ra ai u, má ơi tiếng kêu thảm thiết. Người muốn làm gì? Chủ nhiệm lớp phát giác sự tình không đúng, vội vàng cầm lấy điện thoại di động dự định báo cảnh, nhưng doanh câu đột nhiên một quyền liền đem nàng đánh bay ra ngoài, đụng vào trên tường lại cao cao ngã xuống dưới, tường cho xoát xoát rất xuống một tầng. Uy uy, chủ nhiệm lớp, người không sao chứ. Chống đỡ a, à, doanh câu, người thật là cái tên điên, ta muốn giúp bận bịu nhưng lại bất lực, chính ta có thể đứng lên đến cũng không tệ, trước đó nhận được tổn thương quá nặng, hiện tại đã không hề có lực hoàn thủ. Doanh câu nhìn ta liếc mắt, xem thường nói, tên điên. Người khả năng quên ta vốn chính là một con điên cuồng khát máu cương thi. Không, ngươi là vì ái tài nổi điên, nếu như quỷ tử nhìn thấy ngươi dạng này, khẳng định sẽ rất thương tâm. Câu nói này quả nhiên hữu dụng, Doanh Câu ngừng lại, biểu lộ có chút mờ mịt, sau đó lại hình như lâm vào trong hồi ức đồng dạng. Oa, giết, nhưng 10 giây về sau, hắn đột nhiên răng nanh cùng móng tay đều lộ ra, trên mặt gân xanh nhô lên, giống như bùng nổ đồng dạng. Tử, đời này vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta, dù cho máu nhuộm thanh thiên, ta cũng phải để ngươi trở lại bên cạnh ta. Doanh Câu như là một cái đẫm máu tu la một cỗ khổng lồ thi khí từ trên người hắn phát ra, đem phòng học tất cả mọi thứ đều tịch cuốn lại cùng nhau, sau đó lại bắn đi ra, phòng học tất cả mọi người nhận khác biệt trình độ tổn thương. Không muốn, người mau dừng tay, ta lớn tiếng ngăn cản nói, nhưng ta còn không có tới gần hắn, liền bị một cỗ cương phong bắn ra hành lang. Ta muốn đem các người đều biến thành cương thi, đem trường này biến thành nhân gian luyện ngục. Doanh câu mắt đã biến thành màu vàng, một cỗ sát ý từ trên người hắn lan tràn ra, Đổ vào hành lang ta mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng lại đã thật sâu cảm giác được trước mắt cái này cương thi đã biến thành đồ tể, là hắn vốn chính là hung tàn như vậy, hay là bởi vì yêu để hắn lâm vào điên cuồng, không có ai biết, khả năng hắn vốn chính là vừa chính vừa tà, tại cố sự bên trong hắn cũng như thế, tà mị cương thi vương mới là hắn danh câu diện mục thật sự. Nhưng lại tại ta coi là muốn máu chảy thành sông thời điểm, đột nhiên doanh câu hét thảm một tiếng, sau đó từ phòng học bay ngược ra ngoài mà lại vượt qua hành lang, trực tiếp quẳng xuống lầu dưới, có thể thấy được đánh vào doanh câu trên người một cước kia có bao nhiêu lợi hại. Trời một, trong lòng ta vui mừng, lập tức sinh ra hy vọng, ta cắn răng đứng lên, sau đó đi vào phòng học tìm kiếm lấy trời một thân ảnh, có thể để ta cảm thấy kỳ quái là, trong phòng học căn bản liền không thấy được trời một. Không phải trời một, này sẽ là ai? Trời một cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không có khả năng cách không đem cương thi vương đá ra đi, đã hắn không ở phòng học, vậy đã nói rõ thật không phải hắn. Ai u, ta eo, đau chết, lâm nguyên tên tiểu tử thối nhà ngươi, không đi học cho giỏi thì thôi, còn mang những cái này xã hội người tiến đến phòng học, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chủ nhiệm lớp lắc lắc cổng cảnh giá người lảo đảo đứng lên, một tay vịn eo, một tay lấy tường, sau đó hung hăng trừng mắt ta. Ta có chút kinh ngạc, doanh câu một kích kia cũng không phải người bình thường có thể chịu được, kỳ thật tại chủ nhiệm lớp bay ra ngoài một khắc này, ta đã cảm thấy nàng không phải tử vong liền khẳng định là bán thân bất toại, thảm hại hơn nói không chừng còn rơi cái người thực vật, nửa chết nửa sống càng có thể buồn, nhưng ta nhìn hiện tại chủ nhiệm lớp chỉ là trên thân nhiều một tầng trên tường đến rơi xuống vôi, cũng không có cảm thấy nàng có khác không ổn, vịn eo hô đau nhìn qua càng giống là giả vờ. Chẳng lẽ là doanh câu vừa rồi cũng không có xuất lực? Không có khả năng, doanh câu kia một chút tràn ngập sát khí, mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng tuyệt đối có thể đánh đoạn trên người một người tất cả xương cốt. Chủ nhiệm lớp, lão nhân ngài không có sao chứ, ta lo lắng hỏi, có ít người tại gặp trọng kích về sau, sẽ có ngắn ngủi trì hoãn, chờ thêm mười mấy giây sau mới hộp máu bỏ mình ví dụ chỗ nào cũng có, chẳng qua ta giống như có chút lo ngại, chủ nhiệm lớp so với ai khác đều sinh long hoạt hổ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chờ ta báo xong cảnh lại tính sổ với ngươi. Chủ nhiệm lớp mắng ta một câu sau liền đi tìm điện thoại, nhưng mới rồi điện thoại đã quảng thành cặn bã, đừng nói báo cảnh, đoán chừng liền cơ đều mở không được. Ta không có lại tiếp tục để ý tới chủ nhiệm lớp, vừa rồi chuyện gì xảy ra hiện tại cũng không rảnh đi truy cứu, ta vội vàng chạy ra ngoài, sau đó thỏ đầu ra hành lang bên ngoài lan can nhìn doanh câu đến cùng là tình huống như thế nào. Doanh câu rơi xuống về sau, mạnh mẽ ném tới trên mặt đất, đồng thời ném ra một cái hình người hố sâu, may mắn đều đang đi học, bảo an cũng không có phát hiện, không phải còn không biết có bao nhiêu người sẽ tụ tập sang đây xem náo nhiệt, đến lúc đó sự tình liền không xong. Doanh câu đã sớm bỏ lên, sau đó đứng tại dưới lầu ngẩng đầu nhìn ta, hắn cao mày, giống như vừa rồi chuyện gì xảy ra ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng ta cùng hắn đều hiểu, cái này trong phòng học còn có cao thủ. Một cái có thể một chân đá bay cương thi vương cao thủ chân chính. Doanh câu giống như ở phía dưới tự hỏi vấn đề gì, một lát sau về sau, trên mặt hắn lại lộ ra lệ khí, một cỗ thi khí từ dưới lầu phóng lên tận trời trong lòng ta lạc trèo lên một chút kêu to không tốt ra hỏa này lại tới hắn làm một cái trầm xuống tư thế sau đó đang chuẩn bị nhảy lên ngay tại lúc này đột nhiên một cái bạch kiếm từ cổ của ta bên cạnh rơi xuống trực tiếp cắm đến doanh câu bên cạnh chân bên cạnh ta sờ sờ cổ của mình lập tức cảm giác được lạnh siêu siêu vừa rồi kia một chút kém chút không có bị hù chết đột nhiên một thanh kiếm từ ngươi trên cổ rơi xuống biết nhiều dọa người sao đây không phải là đảm lượng vấn đề, cho dù ai đều sẽ bị dọa đến khẽ run rẩy. Lên đây đi, Cương Thi Vương." Đột nhiên tại giáo học lâu trên sân thượng truyền đến một thanh âm, thanh âm này ta không thể quen thuộc hơn được, chính là Trời Một. Trời Một thanh âm rơi xuống về sau, bạch kiếm lại siêu một tiếng bay đi lên, lập tức biến mất, ta quay đầu hướng lên cũng không nhìn thấy Trời Một, đoán chừng người không có nhô ra thân thể tới. "Hừ, câu còn không được, doanh câu cũng lạnh lùng trả lời một câu." sau đó một chân dẫm một tầng lầu cùng Spider-Man đồng dạng bò lên sân thượng. Ta dùng sức kho khan mười mấy giây, sau đó che ngực lảo đảo dọc theo thang lầu leo đến tầng cao nhất, sân thượng cửa đang khóa lấy, ta cũng không biết trời một là như thế nào đi vào, ta dùng hết toàn lực đạp một chân sau khóa liền rơi, đoán chừng sân thượng không ai trải qua, khóa bản thân liền có chút gì xét, trường học cũng lười đổi. Ta xông lên sân thượng sau đã nhìn thấy doanh câu cùng trời một hai người đang đứng rằng co, Hai người bọn họ đều không có nóng lòng động thủ, mà là tụ khí ngưng thần nghĩ trước dùng khí thế cho đối phương làm áp lực, cái này mới thật sự là cường giả điển hình. Chẳng qua ta có chút lo lắng, vừa rồi Mã Lâm ba người bọn họ đều không thể thắng doanh câu, thậm chí liền trọng thương hắn cũng khó khăn, bằng trời một sức một mình, phần thắng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Phiền toái nhất vẫn là cương thi loại kia cường hãn thể xác, nếu như là người chúng ta loại xe này luân chiến coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi mà khí tuyệt bỏ mình. Nhưng doanh câu chiến nhiều như vậy hồi, giống như hoàn toàn không có ảnh hưởng, ngày đó đẻ ép cây liền không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thiên gia người quả nhiên không phải tầm thường, cùng trước đó những cái kia đối thủ hoàn toàn không giống, liền cỗ này thế liền mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Doanh câu rốt cục nhịn không được nói một câu. Trời một mặc một thân đồ trắng, tay nắm lấy trước đó chưa từng gặp qua bạch kiếm, nhận qua tổn thương địa phương còn có băng gạc quấn lấy, nhưng sắc mặt của hắn đã hồng nhuận, đoán chừng tổn thương đã không có gì đáng ngại, chẳng lẽ hắn biến mất là vì trị thương. Doanh câu là cái nhân vật hung ác, trời một không có khả năng không biết, hắn khi đó vừa mới phong ấn xong tần minh, nhưng cũng bị thương không nhẹ, lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, đối phó doanh câu khẳng định là không thực tế. Khả năng biến mất cũng là trời một đôi mã lâm bọn hắn một loại khẳng định cùng tiến nhiệm, nhưng là không nghĩ tới doanh câu quá mạnh, bọn hắn căn bản kiên trì không đến trời vừa trở về, còn để doanh câu chạy trở về. Trời vung lên vung bạch kiếm, sau đó bắt đầu vòng quanh doanh câu đi vòng, một bên nhìn xem doanh câu một bên nói lên cương thi sử. Tần vương doanh chính thống nhất sáu quốc, vì thu hoạch được vĩnh cửu sinh mệnh, phái từ phúc đông độ tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, từ phúc mang theo ba ngàn đồng nam đồng nữ rốt cuộc không có trở lại qua, thiên gia chăm sự tình ghi chép quyển thứ nhất thu nhận sử dụng ghi chép. Doanh chính sau khi chết một năm, có người tại bến đỏ phát hiện từ phúc thuyền, trên thuyền không người, phát hiện người cảm thấy quỷ dị, liền đem thuyền đốt, thế nhân tuyệt thiếu biết việc này, thiên gia âm sự lục quyển thứ tư thu nhận sử dụng ghi chép. Từ phúc thuyền sự kiện ba ngày sau, bến đỏ phương viên người dặm người chết vô số, người chết trên cổ có hai viên lỗ máu, đều không ngoại lệ, mà liền từng có người tận mắt nhìn thấy thường xuyên có kỳ quái bốn người trải qua, một cái trước mắt liền biến mất, thiên gia trăm sự tình ghi chép quyển thứ ba thu nhận sử dụng ghi chép. Mã gia khu ma người đường tắt một thôn trang, phát hiện nó thôn dân dị thường cổ quái, đồng tử nhan sắc cùng thường nhân khác biệt, dài răng nanh, móng tay dài, trên mặt còn rất dài lông trắng, thích ăn máu người, vô ý thức, gặp người liền công kích. Mã gia khu ma người đem bọn hắn đặt tên là thi người, sau khi được quá nhiều năm nghiên cứu cùng tìm tòi, bọn hắn sáng tạo ra đặc biệt giết thi nhân pháp cùng khắc chế thi người đạo cụ còn căn cứ mắt nhàn sắc phán đoán nó đẳng cấp, cuối cùng thi người đổi tên là Cương Thi. Thiên gia âm sự lục quyển thứ tư thu nhận sử dụng ghi chép. Mã ra khu ma người vì triệt để tiêu diệt Cương Thi, cùng phái Mao Sơn liên thủ truy tìm Cương Thi đầu nguồn. Sau khi được tra ra, Cương Thi là bến đỏ một thôn trang lan tràn ra, mã ra đuổi tới thôn trang đem tất cả Cương Thi giết sạch về sau, thấy có bốn người ngăn ở cửa thôn, ngày đó. Mã ra ba mươi mấy người chỉ có một người còn sống, sau khi trở về nói một câu nói, doanh câu, hậu khanh, hạn bạt, tướng thần, tứ vương lưu một không thể, cần phải đem nó truy sát hầu như không còn, không phải một ngày kia. Chắc chắn thiên linh đồ thán, từ đây mã ra lấy giết tứ đại cương vương làm nhiệm vụ của mình, thiên gia âm sự lục quyển thứ tư thu nhận sử dụng ghi chép. Cương vương sự kiện truyền ra về sau, bị thế nhân biên vì vô số cái phiên bản, lưu truyền rộng rãi, đều nói tứ đại cương vương là thượng cổ liền tồn tại quái vật, lại hoặc là thần thú biến ảo mà đến, nhưng tình huống thực tế không người biết được, lai lịch của bọn hắn càng là không người biết được, thiên gia chăm sự tình ghi chép quyển thứ ba thu nhận sử dụng ghi chép. Trừ doanh câu, cái khác tam đại cương vương tuyệt thiếu lộ diện, thiên gia từng có 8 đời chủ nhân cùng cương thi vương doanh câu giao thủ qua, năm bại hai yên ổn chết, thiên môn thông báo ghi chép quyển thứ 10 thu nhận sử dụng ghi chép. Mã gia truy tìm doanh câu nhiều năm, không một thắng tích, không chết cũng bị thương, vô cùng thê thảm, nhưng mã gia y nguyên đối tứ đại cương vương theo đuổi không bỏ, đồng thời hận ý thăng cấp, đối tất cả cương thi đều ôm hận vô cùng, thiên gia âm sự lục quyển thứ tư thu nhận sử dụng ghi chép. Mao Sơn quỷ đạo mới sáng lập, quỷ đạo tổ sư lấy sức một mình đem doanh câu phong ấn tại một chỗ cổ mộ, cụ thể địa chỉ không người biết được, đến tận đây rốt cuộc cương vương tin tức, thiên gia âm sự lục quyển thứ tư ghi chép. Trời vừa nói xong về sau, đừng nói ta, liền doanh câu đều kinh thán không thôi, hắn vỗ tay nói, không hổ là âm hành mạnh nhất gia tộc, riêng này chút ghi chép tư liệu đã đủ để hiển lộ rõ ràng sự cường đại của các ngươi, thiên gia địa vị không ai có thể thay thế. Trời một lắc đầu nói những cái này tư liệu còn còn thiếu rất nhiều, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ ghi chép một ít chuyện từ đầu đến cuối, một trận chiến này sinh tử không ngờ, đã hiện tại doanh câu đứng trước mặt của hắn, vậy nhưng không đem thân thế của hắn nói ra, coi như hắn trời hiện nay trời chiến tử, cũng lại không tiếc nuối. Không riêng gì trời một, liền ta cũng đối cương thi vương thân phận hiếu kỳ lên, trong truyền thuyết vẫn luôn là ghi chép bọn hắn tứ đại cương thi vương trừ tướng thần tất cả đều là cổ thần tàn hồn, nhưng ta cảm giác kéo tới có chút quá, lấy ở đâu nhiều như vậy thượng cổ thần tiên, thật có nhiều như vậy lợi hại cái gọi là cổ thần, bọn hắn lại là chết như thế nào. Huyền huyễn tiểu thuyết nhìn nhiều đi, vừa rồi trời vừa nhắc tới đông độ từ phúc, chính là có người phát hiện thuyền của hắn tại bến đỏ mới phát hiện tứ đại cương vương, hẳn là cương vương cùng từ phúc có quan hệ, bởi vì từ phúc bản thân liền là đi bồng lai tiên đảo tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, mà cương thi vừa vặn liền có thể bất lão bất tử. Doanh câu nghe trời một về sau, lông mày vặn thành một đoàn, hắn giống như rơi vào trầm tư, nhưng lập tức lại mãnh liệt lắc đầu, hắn nói trí nhớ của mình là từ bến đỏ bắt đầu, trước lúc này hoàn toàn không có ký ức, đặc biệt là hắn, căn bản liền cùng thế giới này không hợp nhau, giống như mình không ở nơi này xuất sinh đồng dạng, thẳng đến gặp phải quỷ tử. Nói lên quỷ tử, hắn toàn thân lại nâng lên nhiệt tình, trên mặt gân xanh bắt đầu nổi hẳn lên, hai viên răng nanh tại ánh nắng dưới đáy lóe hàn quang, cương thi vương nhưng không có chút nào sợ mặt trời. Trời một ngựa bên trên lui về phía sau mấy bước cùng doanh câu kéo dài khoảng cách, lập tức trong tay bạch kiếm hóa thành mấy đạo hư ảnh rời khỏi tay, sau đó hướng phía doanh câu lăng không đâm tới. Bắt đầu, đại chiến hết sức căng thẳng, mạnh nhất cương thi vương đối đầu mạnh nhất âm nhân, một trận chiến này liên quan đến rất nhiều người tính mạng, thua căn này trường học tất cả mọi người lại biến thành cương thi. Trời một, người cũng không thể thua, nhất định phải thắng ha Doanh câu cũng không có đi tránh, hắn song quyền nắm chặt, sau đó ưỡn ngực đối bay tới mười mấy thanh bạch kiếm hét lớn một tiếng. Một cỗ thi khí cùng gió lốc đồng dạng từ doanh câu miệng bên trong phun ra, vừa rồi mười mấy thanh bạch kiếm cũng kết hợp một cái, hư ảnh toàn bộ biến mất, ta còn tưởng rằng bạch kiếm sẽ bị thi khí đạn đi, nhưng không nghĩ tới chính là bạch kiếm xuyên qua, trực tiếp cắm đến doanh câu trên lồng ngực. Chỉ nghe thấy âm vang một tiếng, bạch kiếm giống như cắm đến sát tường đồng dạng, căn bản liền không đâm vào được, doanh câu chấn động thân thể, bạch kiếm liền đạn trở về, trời một tay hơi chút thay đổi, liền đem bạch kiếm cho thu hồi lại. Chuyện gì xảy ra, trời một kiếm mặc dù mạnh, nhưng lại đâm không tiến doanh câu lồng ngực, là không có phủ chú sao. Trong lòng ta có chút lo lắng có thể để ta không tưởng được chính là, đột nhiên trời một cầm bạch kiếm hất lên, từ trong thân kiếm lại thoát ra đến một cái hắc kiếm, hai thanh kiếm gần như giống nhau như đúc, chính là màu sắc khác nhau, càng khiến ta giật mình chính là, hai thanh kiếm này bên trong đều truyền ra trước nay chưa từng có âm khí, trong lòng ta hô to một tiếng, quỷ kiếm. Đây là quỷ kiếm. Cái gọi là quỷ kiếm chính là có quỷ hồn sống nhờ tại trong kiếm, nếu như sử dụng không thích đáng, sẽ bị quỷ hồn khống chế, khi đó người chính là kiếm, nó là người, cho nên tà môn như vậy kiếm trời một vì sao lại sử dụng quá kỳ quái một đen một trắng một chính một tà một âm một dương kiền tướng mạc tà kiếm doanh câu sắc mặt đột nhiên biến một chút cả người đều cảnh giác vừa rồi chỉ là thử xem kiếm quả nhiên đơn thanh kiếm đâm không tiến người cái này bất tử chi thân nhưng hai thanh liền khác biệt trời một phung vẩy trong tay song kiếm kiền tướng mạc tà cái kia kiếm bên trong quỷ hồn chẳng lẽ là có ý tứ một trận chiến này thật đúng là trận chiến vĩ đại, không biết vì cái gì ta thế mà cũng có chút nhiệt huyết sôi trào lên, trách ta mình không cố gắng, bằng không thì cũng sớm xông đi lên dừng lại ngũ lôi trưởng rầm rầm rầm. Doanh câu cũng không còn khách khí, mắt của ta cũng không kịp nháy một chút hắn liền biến mất không thấy gì nữa, ta vội vàng kêu lên không tốt, ra hỏa này tốc độ cùng lực lượng người bình thường có thể ngang hàng không được. Trời cùng nhau không hoảng hốt, hắn nắm chặt xong kiếm cảnh giác nhìn xem bốn phía, đột nhiên hắn giống như phát giác được cái gì, xoay người một cái bổ về phía phía sau, nhưng chỉ có một trận kình phong gào thét mà qua, cũng không có chặt tới doanh câu. Trời một không hổ là trời một, hắn vậy mà thật có thể đuổi theo doanh câu tốc độ, nhưng vừa rồi kia một chút chậm một chút xíu, không có chém chúng. Cẩn thận, phía trên, ta đột nhiên đối trời một hô. Ngay tại ta là trời hung ác hung ác mướt mồ hôi thời điểm, hắn lại rất nhẹ nhàng thanh kiếm ngang qua đỉnh đầu, sau đó ngăn trở ở giữa không trung doanh câu đá tới một chân bạch kiếm phát ra âm vang một tiếng còn tràn ra một điểm hỏa hoa trời một đứng tại chỗ liền đầu đều không có nâng lên lấy doanh câu quái lực không có khả năng có người có thể cùng hắn cưỡng ép đứng đối lực nhưng trời một kiếm lại tại trong tay vững vàng cùng doanh câu đối kháng người khác lại không nhúc nhích tựa như là một chuyện rất dễ dàng a à, doanh câu đột nhiên gào thét lớn một cỗ thi khí từ trên người hắn bạo phát ra không khí chung quanh giống như đều bị đẩy ra đồng dạng, trời một rốt cục có chút không thể chịu được, bắt đầu lui về phía sau, nhưng cũng là vẻn vẹn lui năm, sáu bước mà thôi, người khác lại bắt đầu ổn định. Tiểu tử thúi, người ăn cái gì lớn? So lực lượng liền quỷ đạo tổ sư đều để ta ba phần, người thế mà có thể cùng ta tương xứng. Doanh câu nghi ngờ hỏi. Tương xứng, hừ, trời máy động nhưng thân trên chấn động, màu trắng áo bạo liệt ra, trừ một thân bắp thịt rắn chắc cùng hoàn mỹ thân hình bên ngoài, trên người hắn thế mà văn một con kỳ lân. Quần áo nổ tung về sau, kỳ lân đột nhiên biến thành màu huyết hồng, đặc biệt là kia một đôi mắt đỏ đến cùng máu đồng dạng, ta còn nghe được đặc biệt kinh khủng tiếng gầm, thậm chí ta đều cảm giác được đầu kia kỳ lân cái đuôi tại có chút lay động. Đây là âm dương hình xăm, nếu như chủ nhân gánh vác được, kia kỳ lân chính là sống được, gánh không được, kia chủ nhân chính là chết. Kỳ lân cũng không phải tốt văn, dân gian có câu nói nói thế nào, lưng kỳ lân vương giả hiển, thiên địa loạn. Nằm quan công, trong nhà phá, huyết quang liên. Kỳ lân, cùng quan công, đều là không thể văn, văn kỳ lân, trừ phi ngươi là vương giả, vạn người không được một. Mà quan công càng treo, nếu là trước kia, người văn quan công, khẳng định phải không may, người bình thường cõng không nổi hai cái này. Phổ thông hình xăm kỳ lân đều không ai dám văn, huống chi là âm dương hình xăm, trời một thật đúng là trời sinh vương giả kỳ lân hình xăm lộ ra về sau, phảng phất có ma lực, ta có thể cảm giác một cỗ sát khí từ phía trên một trong thân thể bạo phát ra, hắn mắt trở nên sát đỏ, cơ bắp tất cả đều nổi lên, ta thậm chí đều có thể trông thấy trong thân thể của hắn vân xanh. a à, trời một hét lớn một tiếng, sau đó ngăn cản được doanh câu thanh kiếm kia dùng sức phung lên, doanh câu thật giống như mất trọng lượng đồng dạng từ giữa không trung ngã xuống. May mắn hắn bay nhảy mấy lần mới miễn cưỡng ổn định thân thể, nhưng sau khi hạ xuống vẫn là bước chân bất ổn lùi về phía sau mấy bước lực lượng mất cân bằng trời một thế mà so doanh câu càng mạnh đây không có khả năng chẳng lẽ là bởi vì trên người hắn kỳ lân trong lòng ta sợ hãi than nói âm dương thêu là kỳ lạ nhất hồ đồ vật ta trước đó liền gặp được hai lần nó sinh ra hiện tượng lạ căn bản là không có cách giải thích chỉ có thể nói cực kỳ tà môn không nghĩ tới trời một thân bên trên cũng có âm dương thêu vẫn là văn kỳ lân Doanh câu cũng có chút không tưởng được, trên nét mặt có chút kinh ngạc, hắn gào thét một tiếng về sau, lại chỉ lên trời một nhào tới, lần này tốc độ của hắn càng nhanh, mà lại mỗi một chân đạp tại trên sân thượng đều giống như địa chấn đồng dạng, cả tòa lâu đều đang run rẩy, không biết lầu dưới thầy trò có thể hay không đào mệnh giống như chạy đến. Liền hơn một điểm dây doanh câu liền biến mất, lần này liền tàn ảnh đều không có lưu lại, chỉ nghe được mấy trận hô hô âm phong, giống như phá gió lớn đồng dạng trời quính lên bận bịu dơ lên trong tay song kiếm chém loạn, mặc dù ta nhìn không thấy doanh câu người, nhưng lại có thể nhìn thấy trời một kiếm trong tay phát ra nhỏ bé hỏa hoa cùng âm vang thanh âm, giống như chặt tới cái gì giống như, cái này khiến ta có chút kinh ngạc, trời một thế mà có thể theo kịp doanh câu tốc độ, tiểu tử này cũng là quái vật. Một người cứng nở giao phong mười mấy chiêu về sau, vậy mà khó phân thắng bại, lúc này ta đã nghe xuống lầu dưới chuyển đến không ít oanh động, đoán chừng căn này lầu dậy học người phát hiện dị thương, chỉ là trong lúc nhất thời không có chú ý tới sân thượng đến thôi, nếu như bọn hắn lại phân không ra thắng bại, đoán chừng liền phải bị người vây xem, điều tử cũng sẽ đuổi tới, khi đó phiền phức liền có thêm. Đúng vào lúc này, trời một trên lưng kỳ lân đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trời một song kiếm trong nháy mắt sát nhập thành một cái đen bạch kiếm, hắn hét lớn một tiếng, một kiếm tại không trung quét ngang tới, phát ra một trận lăng nhiên kiếm phong. Doanh câu đột nhiên hiện thân, hắn ở giữa không trung vừa trốn, nhưng kiếm vẫn là chảy thương cánh tay của hắn, một đầu thật dài vết máu lập tức xuất hiện tại trên cánh tay của hắn, máu tươi chảy dòng. Doanh câu vội vàng lui trở về, hắn giống như trước đó, dùng tay tại vết thương bên trên một vòng, nhưng lần này vết thương không có biến mất, máu cùng suối phun đồng dạng tuôn ra, đem hắn toàn bộ cánh tay cho nhuộm đỏ. Cái này, đến cùng làm sao chuyện, ta có chút không hiểu, doanh cầu thế mà vết thương không thể khép lại, hắn bất tử chi thân để trời đưa một cái phá đáng ghét, tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, doanh câu hung hãn nói. Trời hất lên một chút kiếm trong tay, lập tức trên thân kiếm xuất hiện màu vàng phù chú, những cái này phù chú rất là kỳ quái, còn phát ra màu vàng kim nhạt tia sáng, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, có chút nhìn qua giống nhỏ con run, có chút nhìn qua giống kim xà. Thượng cổ phù chú, ngươi làm sao lại như vậy? Đây không phải quỷ đạo tổ sư đồ chơi sao? Doanh câu sắc mặt đại biến, toàn bộ thân thể đều cứng đờ ta 8 tuổi thời điểm liền đã có thể đem thiên gia tất cả phù chú vẽ xuống đến, 10 tuổi bắt đầu bắt trước môn phái khác phù chú, 13 tuổi cơ bản toàn bộ âm hành phù chú ta đều sẽ họa, 16 tuổi bắt đầu học tập thượng cổ phù chú, đây cũng không phải là quỷ đạo tổ sư độc quyền, chỉ là trước đó trừ hắn không có người sẽ dùng thôi. Trời một lạnh lùng nói, thượng cổ phù chú tăng thêm kiền tướng mạc tạc kiếm, phá người cái này bất tử chi thân dư xài. Trời vừa nói xong về sau, kiếm ảnh như gió đâm về phía doanh câu cổ. Doanh câu lần này cũng không dám lại qua loa, càng thêm không dám chạm đến kiền tướng mạc tà kiếm, hắn sử xuất tất cả vốn liếng tránh né lấy, sợ lại bị kiếm chém chúng, tình thế đột nhiên hoàn toàn nghịch chuyển, doanh câu bị trời đưa một cái áp chế gắt gao ở, thật sự là một cái trời một đỉnh ba cái âm hành cao thủ, không hổ là long đầu đại ca. Nhưng lại tại ta vì thế cảm thấy may mắn thời điểm, đột nhiên doanh câu hướng về sau nhảy ra đi, sau đó móng tay của hắn rũi dài hai lần, hắn không có tới gần trời một, mà là đối trời từ xa xa liền cào một chút, ta không có trông thấy cái gì tới, nhưng trời vừa trốn qua một bên về sau, ta nhìn thấy trên mặt đất có thêm 5 cái chảo ấn, sau đó trên mặt đất nát 5 cái khe hở, một trận lực gió đập vào mặt, thổi đến ta kém chút mở mắt không ra. Trời một nhíu mày vội vàng dậm chân hướng về phía trước, kiếm ảnh chỗ đến trên mặt đất cũng đầy là vết kiếm, may mắn lầu dưới phòng học đã sớm không, không phải coi như nguy hiểm. Doanh câu cái này lúc sau đã bị buộc đến lâu một bên không cách nào lại trốn hắn chỉ có thể dùng móng tay ngăn cản trời một kiền tướng mạc tà kiếm, nhưng không có hai lần liền bị cắt đứt một mảng lớn. Doanh câu đành phải cùng Spider-Man đồng dạng tại lâu bên cạnh leo lên, trời đón lấy mặt chặt đi lên, doanh câu lại cùng giống như con khỉ leo lên lấy vách tường khắp nơi chạy trốn tránh né, cái cuối cùng bổ nhào lật trở lại sân thượng chính giữa vị trí, lúc này ta nghe được lầu dạy học phát xuống ra một tiếng kinh hô, hỏng bét, chúng ta bị phát hiện. Oa, wow, doanh câu một cái gầm thét, một trận thi khí hướng phía trời một nhào tới, thi khí lúc đầu nhìn không thấy, nhưng nó vậy mà biến thành một đầu khô lâu sư tử hướng phía trời một cắn. trời một phải tay tế ra một lớn chồng kim phù, sau đó hắn nhanh chóng làm cái khẩu quyết, niệm một câu chú ngữ, lập tức kia chồng kim phù liền biến thành một đầu kim long hướng phía sư tử gầm thét nhào tới, làm kim long cùng sư tử cắn xé cùng một chỗ thời điểm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, cả tòa lầu dạy học lại run ba lần, chờ thanh âm đi qua sau trên mặt đất tất cả đều là kim phù mảnh vỡ, một đại cổ khói đặc tràn ngập tại sân thượng, trên sân thượng nhiều một đầu khe nước to lớn, ta đang suy nghĩ bực này hạ có thể hay không sắp sập. Hai gia hỏa này có thể vượt nóc băng tường, vậy ta đến lúc đó làm sao xử lý? Lầu dậy học hạ thanh âm càng lúc càng lớn, giống như tất cả mọi người chú ý đến nơi này, chỉ sợ không có một chút thời gian liền sẽ có người xông lên, mà doanh câu cùng trời nghiêm đánh cho khó phân thắng bại, bọn hắn đều không có đi để ý tới tình hình lầu dưới, Ngươi trốn vô dụng, dạng này ngươi thắng không được ta, cương thi vương. Trời dùng một lát kiếm chỉ lấy doanh câu mũi nói. Doanh câu dường như cũng phát giác được điểm này, hắn nắm chặt nắm đấm, giống như quyết định không còn tránh, chỉ lên trời lộ ra giang giải đối thiên không hét lớn một tiếng về sau, nhảy vọt lên trời, một quyền hung hăng đánh phía trời một. Trời một một tay cầm kiếm biến thành hai tay, sau đó hai chân trên mặt đất đi tới bát quái bước chân, ngay sau đó một kiếm hung hăng bổ về phía doanh câu hai người đều bộc phát ra một cỗ mãnh liệt cương phong khí thế như cầu vồng hướng phía đối phương đánh tới một chiêu này giống như đều muốn đem đối phương đến mức tử địa đồng dạng làm kiếm cùng nắm đấm tương giao thời điểm mà sát ra một trận lại một trận to lớn hỏa hoa doanh câu nắm đấm giống như có một cỗ thứ gì bao lấy ta ẩn ẩn cảm giác là thi khí trời một kiếm cũng không có chém tan hắn tay ngược lại trời một không có kháng trụ bị một quyền đánh xuống lâu trời một thế mà bị đánh xuống lâu vì cái gì hắn đột nhiên sẽ rơi vào thế yếu. Hỏng bét, hắn thể lực giống như có chút theo không kịp. Ta nhìn thấy trời một trên trán tràn đầy mồ hôi nóng, mà lại thở hào hển, xem ra trước đó tiêu hao không ít thể lực. Mặc dù bọn hắn đánh nhau thời gian cũng không lâu, nhưng doanh câu tốc độ cùng lực lượng không phải thường nhân có thể đuổi theo, trời một chẳng những đuổi theo, thậm chí còn có thể vững vàng ngăn chặn hắn, đây nhất định phải tiêu hao không ít thể lực, còn có một điểm rất trọng yếu là, Trời một tổn thương còn không có hoàn toàn tốt. Trời vừa rơi xuống sau lầu, may mắn một cái tay nắm chắc bên tường mới không có rơi xuống, nhưng người cũng không có đi lên, mà là ở giữa không trung treo. Hiện tại chính là cơ hội, doanh câu làm sao có thể bỏ qua, nếu như trời một ném xuống dưới, vậy cái này cuộc trò chơi liền tuyên bố kết thúc, hắn nhưng không có cương thi bất tử bất diệt thể xác, đây chính là tầng cao nhất sân thượng. Ta lúc này hét lớn một tiếng, bổ nhào qua ôm chặt lấy doanh câu chết sống đều không cho hắn lại hướng phía trước hôm nay ta cho dù chết cũng không thể để trời một rơi xuống không phải liền xong buông tay không phải ta thật sẽ giết ngươi doanh câu hung dữ hô vậy liền giết đi ta lâm nguyên không phải nạo trùng ta chẳng những không có buông tay ngược lại ôm càng gấp rút cái này một cái ta đem tính mạng mình cược tại trời một trên thân vậy ngươi liền đi chết đi doanh câu lạnh lùng nói một câu về sau đột nhiên đối mặt nhảy đến giữa không trung sau đó hung hăng ngã xuống, mà ta thì trở thành cái kia đệm thịt. Phúc đoán chừng đây là ta phun ra cuối cùng một ngụm máu, ta chẳng những cảm giác mình tất cả xương cốt đều giống như bể nát đồng dạng, thậm chí tâm can tỳ phổi thận cũng đã gần muốn bị đè ép ra tới, cổ họng tất cả đều là ngai ngái hương vị, chẳng qua coi như thế, ta y nguyên không buông tay, hai tay ôm thật chặt doanh câu. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao, đều đến mức độ này, thế mà còn không buông tay, quá khó chơi đã dạng này, vậy ta liền đem ngươi tay cho phế. Doanh câu nói chờ tay bắt lấy ta tay, ta lập tức minh bạch muốn xảy ra chuyện gì, lấy hắn cường độ, lần này ta tay khẳng định sẽ bị nhổ tận gốc, hai tay đứt đoạn, nhưng ta cắn hàm răng, dù cho dạng này, cũng không thể buông tay. Ngay tại lúc này, đột nhiên một hình bóng từ phía trên bắn ra xuống dưới, ta định chử xem xét, trời một thế mà nhảy đến chúng ta trên không trung. Trời phải một lấy thanh, phải một lấy ninh, thần phải một lấy linh, Cốc phải một lấy doanh, âm phải một lấy kiền, dương phải một lấy vừa, chính được một lấy phong, tà phải một lấy hối hận, vạn vật phải một lấy sinh, vạn kiếm về dương, phá ma, giết. Trời một hét lớn một tiếng, trong tay đen bạch kiếm hóa thành vạn thanh kiếm ảnh hướng phía doanh câu tim thẳng đến mà đi. Doanh câu kêu to không tốt, nhưng nghĩ né tránh đã tới không kịp, tăng thêm ta thật chặt quấn lấy hắn, vốn là không tốt hành động. Hắn đối như tổ ong một loại trường kiếm giống lớn một tiếng một cỗ để người buồn nôn thi khí từ trên người hắn băng ra tới, sau đó hình thành một cái to lớn cương phong trận đem hắn bảo hộ ở ở giữa. Chơi một kiếm cùng đạn đồng dạng phanh, phanh 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 đánh vào cương phong bên trên, nhưng rất nhiều kiếm rơi xuống sau đều biến thành hư ảo, thẳng đến cuối cùng một cái thật kiếm xuyên qua, trực tiếp cắm ở doanh câu trên ngực. Kỳ thật làm kiếm rơi xuống một khắc này, ta đã cao hứng lại khổ sở, cao hứng là bởi vì ta biết phải kết thúc, khổ sở là bởi vì ta liền đệm ở doanh câu lưng về sau, một kiếm kia sẽ đem hai chúng ta đồng loạt xuyên qua. Ta hai mắt nhắm nghiền, sau đó miệng bên trong lẩm bẩm, ra 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 nãi nãi, ba ba mụ mụ, nhị thúc, thật xin lỗi, ta cũng phải xuống dưới thấy các ngươi. Thế nhưng là làm doanh câu phát ra kêu đau một tiếng về sau, ta lại không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, doanh câu trên người máu đã chảy tới trên người của ta, đem ta một mảng lớn y phục nhuộm đỏ, nói rõ hắn xác định vững chắc chúng kiếm, nhưng ta không có việc gì, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là kiếm không có xuyên qua doanh câu thân thể. Dựa vào, ta thế mà còn sống, người nhà phù hộ, phù hộ. Lăng lấy làm gì, đi nhanh lên, kiếm của ta nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội. Trời một lạnh lùng nói. Kinh thiên một nhắc nhở, ta mới phản ứng được là thời điểm đi, nhưng lúc này ta tay lại bị doanh câu cho nắm chắc, tăng thêm ta hiện tại thương thế, trên cơ bản liền dẫy dụa công phu đều tiết kiệm. Muốn đi, khụ hiện tại có thể đi không được. Doanh câu không ngừng ho khan, tiếng nói có chút suy yếu, nhưng cũng chưa chết. Lúc này đột nhiên dưới bậc thang truyền đến từng đợt vang dội tiếng bước chân, xem ra chúng ta bị người phát hiện, lầu dưới người chính đuổi đi lên nghĩ xem xét đến tột cùng, nhưng doanh câu lại đột nhiên mãnh giống một tiếng, trước đó đầu kia khe hở lại xuất hiện tại doanh câu cùng trước mặt của ta, hắn nắm lấy ta tay lập tức liền chui tiến đầu kia khe hở. Dừng lại, ta chỉ nghe thấy trời một hô một tiếng, trước mắt liền đen lại, trung quanh đều rất trống vắng, gió hô hô ở bên tai gào thét mà qua, cũng không biết trời một đuổi theo có tới không. nếu như không có, vậy ta có phải là lành lạnh rồi? Doanh Câu hiện tại tình huống thế nào ta cũng nhìn không thấy, chẳng qua hắn thở rất lớn, đoán chừng một kiếm kia bị thương hắn không nhẹ. qua không biết bao lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta lại trở lại trước đó cái chỗ kia, Mã Lâm bọn hắn thế mà đều tỉnh lại, vết thương nhìn qua đều trải qua băng bó đơn giản cùng xử lý mặc dù nhìn qua đều là một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhưng hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, suy yếu nhất chính là mã lâm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lưu nhiều máu như vậy, có thể kiếm về một cái mạng tính không sai. Sau khi trở về, doanh cầu đem ta từ sau lưng của hắn kéo ra ngoài, sau đó hướng trên mặt đất mạnh mẽ quăng ra. Ta trên mặt đất toàn thân run rẩy một chút liền không động đậy được nữa, thân thể cùng một bãi bùn nhão đồng dạng, giống như đã tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Chẳng qua lúc này ta rốt cuộc nhìn thấy doanh câu dáng vẻ, cái nanh của hắn đã biến mất, trên tay móng tay cũng đã thoát ly, trên mặt một điểm huyết sắc không có, mồ hôi hột đầy đầu, bên miệng cùng ngực tất cả đều là máu, kiền tướng mạc tà kiếm còn cắm ở trên lồng ngực của hắn không có rút ra, máu thuận chui kiếm một mực hướng xuống giọt. Lâm Nguyên, Lâm Nguyên, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn một người hô một câu, sau đó chạy vội tới vịn cánh tay của ta, hiện tại nơi này liền hai người bọn họ không bị tổn thương, chạy đặc biệt nhanh. Đừng, đừng, đừng đụng ta, muốn tán, tán. Ta vội vàng ngăn cản các nàng, ta thân thể này bị thương đặc biệt nặng, có loại nửa đời sau muốn bán thân bất toại cảm giác, đụng một cái liền đau đến toàn thân phát run. Ngay tại đầu kia khe hở sắp biến mất thời điểm, đột nhiên một cái thân ảnh màu trắng chui ra, là trời một. Hắn quả nhiên cùng lên đến. Doanh câu nhìn thấy trời một về sau, cũng không có cảm thấy sợ hãi, hắn lau đi khóe miệng vết máu nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là theo tới. Trời một, ta liền biết, ta liền biết, Mã Lâm Huệ Hoài nói, nước mắt kìm lòng không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Doanh câu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, liền như là chó sói, nhưng hắn không có răng nanh về sau, cảm giác thi khí không có trước đó mạnh như vậy, chẳng qua hắn lực lượng y nguyên không thể khinh thường, một trận gầm thét, bộ ngực của hắn ướn một cái, kiền tướng mạc tả kiếm lập tức từ thân thể của hắn bay ra kiên tướng mạc tà kiếm bay ra ngoài về sau, trời một thuận tay liền cho tiếp được, hắn cầm kiếm thẳng tắp chỉ vào doanh câu, giống như hết thảy đều đã kết thúc. Doanh câu cũng không sợ hãi chút nào, bộ ngực hắn tổn thương cũng không có khỏi hẳn, quả nhiên bất tử chi thân đã cho trời một triệt để phá mất, không biết một kiếm này đến cùng cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương, vết thương đến bây giờ đều còn tại chảy xuống máu, mà lại vị trí kia chính chúng tâm tạng, nghe nói cương thi trái tim là không nhảy, cho nên một kiếm kia phải chăng cũng không chí mạng. Nhưng vì sao doanh câu trạng thái nhìn cũng không lạc quan, chẳng những thở hào hền, liền sắc mặt đều đã trắng bệch. Trời một, trừ quỷ đạo tổ sư, ngươi là ta gặp được mạnh nhất đối thủ, ngươi tuyệt đối là thiên gia trăm năm mới gặp thiên tài, chẳng qua ngươi đừng tưởng rằng đã thắng, thắng bại còn chưa định đâu. Doanh câu sau khi nói xong, đột nhiên tay chân chạm đất, cùng một con giã thú đồng dạng nằm trên đất. Hắn nằm xuống về sau, trên người lông tóc đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, đặc biệt là tóc, chẳng những biến thành màu trắng, còn trở nên vừa nhọn vừa dài, trên mặt cùng cổ cũng mọc ra nhỏ xíu tóc đỏ, hai viên răng nanh cũng lộ ra ngoài, móng ngón tay vừa nhọn vừa dài, nhìn qua liền cùng đao nhọn đồng dạng, hắn giống hai tiếng, thanh âm lại thô lại nặng, như là dã thú. Chẳng lẽ hắn tại thi hóa, doanh câu mặc dù là cương thi, nhưng là hắn nhìn không hề giống, trừ răng nanh cùng kia kinh khủng móng ngón tay, cái khác cơ bản cùng thường nhân không khác, chẳng lẽ cái này mới là cương thi vương diện mục thật sự sao? Trời xem xét đi lên cũng có chút kinh ngạc, hắn nắm chặt kiền tướng mạc tạc kiếm, sau đó cảnh giác nhìn qua doanh câu. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, doanh câu liền biến mất, hắn hiện tại bốn chân chạm đất, cứ việc bị trọng thương, nhưng tốc độ đồng dạng rất nhanh, ta đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra hắn liền đem trời bổ một cái đổ. Trời một thể lực cũng còn thừa không nhiều, còn không có kịp phản ứng liền bị doanh câu theo trên mặt đất, doanh câu oa một tiếng liền cắn về phía trời một cổ, trời một lần kiếm chặn lại, doanh câu răng cắn lấy trên lưỡi kiếm, trên thân kiếm phủ chú phát ra một mảnh kim quang, doanh câu liền cùng điện giật đồng dạng buông ra miệng. Trời một thừa cơ một chân đá vào doanh câu trên bụng nhỏ, doanh câu bay rớt ra ngoài về sau, thân thể còn không có chạm đất liền lại biến mất, lần này thân thể của hắn phát ra lúc thì đỏ ánh sáng, sau đó phóng lên tận trời. Trời một cũng trên mặt đất đánh cái đại phong xa, sau đó hai chân nhảy lên, Hai tay nắm chặt kiền tướng mạc tà kiếm nhảy lên không trung. Doanh Câu, a, à, Trời Một, oa, Trời Một tay bên trên kiếm phát ra một trận kim quang, mạnh mẽ bổ về phía Doanh Câu, Doanh Câu toàn thân đều đặt vào hồng quang, hắn song chảo vươn về trước, kia hai viên răng nhanh lóe hàn quang hung ác cắn về phía Trời Một. Hai đạo ánh sáng dung hòa lại với nhau, kim quang cùng hồng quang lập tức vỡ ra, phát ra một đạo hào quang trói sáng cùng gió lốc, tất cả chúng ta đều hai mắt nhắm nghiền cùng che đầu đại khái hơn một phút đồng hồ sau mới dám buông tay ra. Lúc này trời vừa cùng doanh câu đã rơi xuống đất, hai người các chạm một bên, trời máy động nhưng rên khẽ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi sau ngã xuống đất không dậy nổi. Thua, trời một thua, trong lòng ta kêu to không tốt, toàn thân đều run rẩy một chút, chúng ta nơi này tất cả mọi người mệnh khả năng đều muốn bồi ở đây. Ngay tại lúc này, đột nhiên doanh câu trên thân chỉ ít có mười mấy nơi phun máu mà ra, hắn hai đầu gối mềm nhún, quỳ trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào hai tay trên mặt đất dáng chống đỡ lấy mới không có đổ xuống, miệng vết thương của hắn không có khép lại, trên trái tim vừa rồi lại bị cắm một kiếm, nhìn qua hẳn là không còn sống lâu nữa. Nếu như là phổ thông gây nên tổn thương khả năng cương thi sẽ không chết, nhưng kiền tướng mạc tà kiếm phối hợp thượng của phù chú, e là cho dù là doanh câu cũng gánh không được. Quả nhiên, doanh câu một cái tay đột nhiên liền đứt gãy sau đó biến thành bụi, gió thổi qua liền tán hắn chỉ còn một cái tay không có chống đỡ, trực tiếp toàn bộ thân thể ném xuống đất, trong miệng lại phun ra một ngụm máu lớn, còn điên cuồng ho khan. Ta không biết hiện tại trời một tình huống như thế nào, coi như hắn lần này không có thắng, nhưng ít ra sẽ không thua. Mã lâm giấy dụa lấy bỏ qua ôm thật chặt trời một đầu, sau đó khóc thành nước mắt người, trời một, người không sao chứ. Mau tỉnh lại, trời một, ô ô. Người nghĩ ngạt chết ta a à, nhanh buông ra, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sẽ ngươi vì cái gì nhất định phải đem ta gọi tỉnh. Trời vừa từ mã lâm trong ngực giấy ruộng ra, sau đó dùng kiếm chống đỡ cứng rắn ngồi dậy. Vậy nhân ra cho là ngươi chết nha. Mã lâm xoa xoa trong hốc mắt nước mắt. a à, bên này doanh câu phát ra một tiếng kêu rên, sau đó một cái chân lại biến thành cắt bụi. Trương Tiểu Mạn trông thấy doanh câu thống khổ như vậy, đột nhiên động lòng trắc ẩn. Đi qua đi, cùng hắn thật tốt làm đừng, chỉ ít hắn tại Hoàng Hà phía dưới chờ mấy trăm năm. Ta ho khan nói. Trương Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Doanh Câu bên người. Doanh Câu trông thấy Trương Tiểu Mạn đến về sau, đối nàng ôn nhu cười một tiếng, sau đó vươn còn lại cánh tay kia. Cái nụ cười này hẳn là chuyên môn quỷ tử, ôn nhu như vậy, như vậy có sức cuốn hút, liền Trương Tiểu Mạn đều kìm lòng không được ngồi xổm xuống cầm thật chặt hắn tay. Hận ta sao, Tiểu Mạn, Doanh Câu rất suy yếu, Nói chuyện đều uể oải, nhưng ngữ khí rất ôn nhu. Trương Tiểu Mạn lắc đầu, nói không hận, có lẽ nếu đổi lại là nàng, khả năng cũng cùng doanh câu đồng dạng cách làm, yêu một người vốn là sẽ để cho người điên cuồng, huống chi yêu mấy trăm năm, cái này đoạn cô độc năm tháng một khi gặp được có thể bổ khuyết người, vậy liền sẽ lâm vào trong điên cuồng, lo được lo mất, hỉ nộ vô thường. Thật xin lỗi, người không phải nàng, người là Trương Tiểu Mạn, ta không nên cưỡng ép đưa người xem như nàng. Trương Tiểu Mạn lắc đầu, cười nói không quan hệ, lúc này to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt đánh dạo qua một vòng sau rốt cuộc rơi xuống, bởi vì doanh câu thân thể ngay tại chậm rãi biến mất, chẳng qua cùng vừa rồi khác biệt, hiện tại là biến thành màu vàng hạt chậm rãi hướng không trung thăng, ta không biết vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này, có thể là bởi vì Trương Tiểu Mạn thay đổi doanh câu tâm tính đi. Vì cái gì không nói cho hắn, bởi vì bên cạnh hắn đã có người khác sao? Trương Tiểu Mạn sửng sốt một chút, Vừa mới bắt đầu có chút không rõ, nhưng lập tức lông mày rất nhanh liền giãn ra ra, giống như đã rõ ràng doanh câu y tứ. Tình yêu hội trưởng chân, thuộc về ngươi, cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ tới tìm ngươi, lại ta Trương tiểu mạn trời sinh cao ngạo, chưa từng sẽ vì bất cứ chuyện gì mà khom lưng, bao quát tình yêu. A, à, ngươi quả nhiên cùng Tử Nhi không giống, hy vọng ngươi hạnh phúc, chân chính hạnh phúc. Lúc này doanh câu chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng cũng đang từ từ biến thành màu vàng hạt đi lên trên tử, ta đến ngươi ở đâu? Doanh câu sau khi nói xong, liền đầu cũng thay đổi thành kim hạt trôi giạt đến thiên không. Trương Tiểu Mạn ngậm lấy nước mắt giang hai cánh tay muốn đi ôm những cái kia kim hạt, nhưng một viên đều bắt không được. Tần Phong đồng học, lên đường bình an. Trương Tiểu Mạn dương đầu lên, tại nước mắt bên trong cười nhìn về phía thiên không, thẳng đến những cái kia màu vàng hạt hoàn toàn biến mất. Doanh câu biến mất, hắn hoàn toàn biến mất, một con không biết đến từ nơi nào, cũng không biết chết đem trôi hướng nơi nào cương thi. Kết thúc, lần này mạo hiểm lữ trình cuối cùng kết thúc. Doanh cầu biến mất về sau, ta cũng choáng ngã trên mặt đất, mình rốt cuộc là làm sao trở về, chính ta cũng không biết, sau khi tỉnh lại mập mạp ngồi tại bên cạnh ta hút thuốc, nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình trong cửa hàng. Ta có chút kỳ quái, lấy mình thương thế như vậy, ra tới không nên tại nằm bệnh viện sao? Làm sao về cửa hàng? mập mạp thấy ta sau khi tỉnh lại cho ta rót một chén nước ta muốn đưa tay nhận nhưng hơi bỗng nhúc nhích xương cốt toàn thân liền cùng vỡ ra đồng dạng ôi nha đau nhức đau nhức đau nhức ta nhe răng hô mập mạp gọi ta chớ lộn xộn ta mặc dù đã nằm trên giường một tuần lễ nhưng vết thương vẫn không thể nào hoàn toàn khép lại khẽ động liền sẽ phát tác một tuần lễ ta thế mà ngủ một tuần lễ gạt người a ta làm sao không hề hay biết ta hỏi mập mạp thế nào không đem ta đưa bệnh viện đâu. Ta tổn thương nặng như vậy, tại cái này quang nằm cũng được không, đều hôn mê một tuần lễ, may mắn ta phúc lớn mạng lớn. Mập mạp nói hắn cũng muốn đem ta đưa bệnh viện, cũng không có bệnh viện dám thu, phần lớn đều gọi trở về chuẩn bị tang sự. Mập mạp vừa nói như vậy, trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút, chẳng lẽ ta hiện tại tỉnh lại là hồi quang phản chiếu. Ai, ta lúc ấy bị thương hoàn toàn chính xác rất nặng, còn có thể nằm 7 ngày mới đi, cũng coi là sinh mệnh lực ương ngạnh. Nghĩ tới đây, ta không khỏi có chút nghẹn ngào, không có một chút thời gian liền ôm lấy chăn mền gào khóc khóc giống lên, còn cùng mập mạp nói về sau khả năng tham gia không được hắn cùng A Thanh hôn lễ, gọi hắn kết hôn ngày đó nhớ kỹ đốt cái thiệp cưới cho ta, để ta tại hạ bên cạnh tốt chúc phúc các ngươi. Mập mạp nhìn ta than thở khóc lóc, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng cũng cùng ta mơ mơ hồ hồ khóc lên, hai người một cái nước mũi một cái nước mắt ôm ở cùng một chỗ, cùng chết cha mẹ giống như khóc cái gì khóc hai cái đại nam nhân có bệnh à quỷ lê bưng bát thuốc đi đến đặt lên bàn dặn dò nhớ khi đúng hạn uống thuốc cảm xúc đừng quá kích động vết thương dễ dàng vỡ ra chủ nhiệm lớp vậy ta đã giúp ngươi xin phép nghỉ chậm rãi dưỡng thương đi ta đi học bái bai nhìn qua quỷ lê bóng lưng ta hơi nghi hoặc một chút vội hỏi mập mạp cái này mẫu dạ xoa thế nào đến rồi Mập mạp nói ngày đó ta bị trương tiểu mạn các nàng đưa trở về thời điểm, thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, đưa bệnh viện cũng không ai dám thu, chúng ta chính phát sầu đâu, làm sao biết cô nàng này liền xông tới, còn nói mình là quỷ nhà hậu nhân, trước đó thiếu ta một cái mạng, hiện tại trở về còn cho ta. Thật đúng là đừng nói, cái này gọi quỷ lê cô nàng quả thực là đem ta từ trong quỷ môn quan kéo lại, nói ta 7 ngày sau sẽ tỉnh, hôm nay quả nhiên liền tỉnh lại. Ta nghe xong nguyên lai like mình sẽ không treo vội vàng đẩy ra mập mạp, dựa vào, hại ta khóc đến thận đều đau. Mập mạp còn nói, cũng may mắn là gặp quỷ nhà hậu nhân, tin tưởng cũng chỉ có bộ tộc kia người có thể đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về, ta xem như phúc lớn mạng lớn. Mập mạp xác thực nói không sai, quỷ nhà y thuật cử thế vô song, khi đó ta đoán chừng nội tạng cùng gân cốt đều nhận tổn thương rất nặng. Hiện tại chữa bệnh thiết bị mặc dù tiên tiến, nhưng phổ thông bác sĩ khẳng định là hết cách xoay chuyển, cũng ngay ta lần kia cứu quỷ lê, nếu không ta đoán chừng cũng đi diêm vương ra kia đưa tin thật sự là cứu người chẳng khác nào cứu mình a à. mập mạp đem thuốc bưng tới cho ta sau khi uống liền gọi ta nghỉ ngơi tốt như vậy nhanh ta nói đừng làm đều ngủ một tuần lễ còn nằm tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem ta không ra ngoài phơi nắng mặt trời không phải đều nhanh mốc meo mập mạp nhẹ gật đầu sau đó đi ra ngoài một hồi liền làm trương xe lăn trở về hiệu suất kia là tiêu chuẩn giọt ta nói người cái này xe lăn cái kia làm, này sẽ công phu rút điếu thuốc đều không đủ, cũng liền tè dầm thời gian. Mập mạp cũng không che giấu, nói xe lăn là sát phách đường phố trương nãi nãi, chẳng qua nàng 7 ngày tiến đến thế, này sẽ người nhà chính lo liệu đầu bảy tang sự, hắn vụng trộm tiến người ta phòng bên trong đem xe lăn trộm ra. Ta dựa vào, béo ca ca ngươi đùa bỡn ta a. À. Người ta đầu bảy đều không có qua, người liền trộm người ta xe lăn, ta một người sống sờ sờ nào dám ngồi lên nói xong ta dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem kia xe lăn người chết vật phẩm vì thân đại đa số đều là cùng thi thể cùng một chỗ thiêu hủy coi như không đốt cũng tận lượng đừng để người ngoài dùng không may thêm tà môn đương nhiên người trong nhà không có việc gì mập mạp khinh bị nhìn ta liếc mắt nói ta quào một cái quỷ còn sợ cái đồ chơi này lại nói trương nãi nãi khi còn sống cùng chúng ta quen sẽ không trách tội vật tận kỳ dụng xài cho đúng tác dụng lãng phí rất đáng tiếc Mập mạp cái này mồm mép cũng không phải bình thường sẽ lắc lư người, ta nghe thế mà cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, dù sao ta đều cùng cái bán thân bất toại không sai biệt lắm, cũng không quan tâm không may không không may. Ta sau khi đồng ý, mập mạp liền đem ta ôm đến trên xe lăn, nhưng vừa mới ngồi lên ta liền cảm giác lạnh siêu siêu, ta nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tự nhủ không có tả môn như vậy đi. Ta cũng còn không có ngồi vững vàng liền bị mập mạp đẩy đi ra, lúc này vừa vặn trong ngõ nhỏ tiến đến một chiếc xe gắn máy may mắn phanh lại kịp thời không phải liền phải đem ta đụng bay ra ngoài chết người thọt dài không có mắt lão tử chờ xuống đâm chết người nha cưỡi mô tô chính là cái miệng đầy hồ tử đại thúc vừa nhìn liền biết là tính cách khát gỏng người ta luôn mồm xin lỗi sau đó muốn điều án trách sau lưng mập mạp ai bảo hắn đẩy nhanh như vậy cũng không nhìn một chút bên ngoài có người hay không nhưng khi ta quay đầu thời điểm mập mạp lại không tại đằng sau ta mà là tại phòng bên trong. Mập mạp nghe tiếng chạy ra, sau đó đối xe gắn máy đại thúc vài câu, hắn nhìn thoáng qua mập mạp hình thể, rụt rụt đầu cái gì đều không dám nói liền đi. Ta có chút kỳ quái, nói không phải mới vừa ngươi đẩy ta sao? Kia xe lăn là ai đẩy, ta động tác này không lưu loát, cũng căn bản chuyển không được nhanh như vậy. Mập mạp nói chính hắn không có đẩy, ôm ta bên trên xe lăn sau liền đi vào gian phòng muốn ăn đòn bật lửa, vừa ra tới chúng ta không có hai chúng ta sau khi nói xong, giống như nghĩ đến cái gì, đồng thời run lập cập, cái này ngõ nhỏ mặt trời thật lớn, nhưng ta cảm giác lạnh siêu siêu, theo vào nhà xác đồng dạng. Ta nói ta không ngồi, tranh thủ thời gian ôm ta lên, nếu như là bình thường ta đổ không có quan hệ gì, ta hiện tại trạng thái có thể nói là tay chói gà không chặt, vừa rồi kém chút liền bị đâm chết, mập mạp chết bầm này, lúc đầu người chết đồ vật liền không thể đụng, đặc biệt là đầu bẩy, thế mà còn đi trộm. Mập mạp nói không đúng rồi, trường nãi nãi là vui tang, coi như thật trách tội ngươi, cũng sẽ không đẩy ngươi đi chết đi. Trong nhà có người qua đời, mà người chết là đức cao vọng trọng, phúc thọ song toàn người, gia tộc thịnh vượng, niên kỳ tại 8-90 tuổi, dạng này người chết tang lễ có thể nói vui tang. Mập mạp nói đúng, vui tang quỷ hồn bình thường là hòa hòa khí khí, quá mức bảy liền đi đầu thai, sẽ không hại người. Mập mạp còn nói, có phải hay không là trương nãi nãi chỉ là nghĩ đùa ta chơi đùa hoặc là nghĩ hù dọa một chút ta ta trợn nhìn mập mạp liếc mắt chơi cọng lông vừa rồi ta lao ra tư thế kia rõ ràng là muốn để ta đâm chết được rồi đừng dài dòng mau đem xe lăn trả lại cho người ta cái này không may đồ chơi ta không ngồi mập mạp gãi đầu một cái cũng không lại nói cái gì đem ta đẩy tới về phía sau muốn đem ta ôm trở về giường sau đó lại đem xe lăn cho đưa trở về ngay tại lúc này đột nhiên có người tiến đến, mập mạp dừng tay lại đầu động tác cùng ta cùng một chỗ quay đầu nhìn, phát hiện tiến đến một cái đại khái 16-17 tuổi nam hài, hắn mặc quần jean cùng một kiện màu lam áo sơ mi, bên tai còn kẹp lấy một điếu thuốc lá. Ta cho là hắn vẫn là cái học sinh, cùng ta đều không khác mấy lớn, là ngay tại đi học tuổi tác, nhưng hắn lại nói mình năm ngoái liền bỏ học, còn hỏi chúng ta cái nào là lão bản, sẽ trừ tạc không? Mập mạp xem xét cái này cha hỏi biết sinh ý tới, cũng lười khung ta, vội vàng cho nam hài này sông ấm trà, nhưng hắn sông là loại kia tương đối bình thường trà, nếu như người đến là cái đầu to, vậy hắn liền sông trà ngon, hắn đoán chừng là nhìn loại này tiểu tử không có gì tiền, cho nên không nỡ, thật là một cái thế lực mắt. Nam Hải uống mấy ngụm trà về sau, mập mạp liền giới thiệu với hắn bổn điếm đặc sắc, thuận tiện nói đơn giản một chút giá cả, còn hỏi hắn có thể hay không tiếp nhận. Nam Hải nhíu mày nửa tin nửa ngờ nhìn ta nói, giá cả đổ không có vấn đề, chỉ là lão bản ngươi. Nam Hải lo lắng vấn đề cũng không phải là không có đạo lý, ta hiện tại nhìn qua so người thực vật còn thảm, đừng nói bắt quỷ, tiểu hài từ ta đều không nhất định đánh thắng được, còn phải dựa vào người đẩy xe lăn. Nhưng sinh ý đến, ta không thể để cho nó chạy đi, ngốc cô tiền giải phẫu ta liền cái số lẻ đều không có góp đủ, cái này hộ khách vô luận như thế nào đều phải để lại ở. Lúc này ta chỉ chỉ mập mạp nói, ta mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng còn có cái khác đại sư, cái này lớn mập sư đạo hành cũng là nghiệp nội số 1 số 2. Mập mạp thấy ta khen hắn, vội vàng ưỡn ngực lên, ưỡn thẳng lưng tấm nói, vị tiểu ca ca này gặp âm tà cứ việc nói, bao tại trên người ta, không có hiệu quả trị liệu không lấy tiền. Nói ra các người khả năng không tin, ta, có một cỗ thi thể muốn làm vợ ta, Nam Hải nói lúc đi ra sắc mặt tái nhợt, biểu lộ cực kỳ sợ hãi. A, à, còn có cái này sự tình, đến cùng chuyện ra sao, đem chân tướng cho chúng ta nói một chút. Hiện tại mập mạp nhưng thần khí, có đại sư giọng nói, ta biết hắn đã tự động tiến vào thần côn hình thức. Nam Hải ừ một tiếng, sau đó đem hắn gặp phải tà môn sự tình một năm một người nói ra. Hắn gọi Vương Nam, năm nay 17 tuổi, bởi vì không phải loại ham học, tăng thêm thích đánh nhau, còn hút thuốc uống rượu, năm ngoái thời điểm hắn liền bỏ học về nhà lúc đầu không đọc sách liền phải đi ra ngoài làm việc, nhưng Vương Nam năm ngoái thời điểm mới 16, ai dám muốn hắn. Chỉ có thể ở nhà ở lại. Vương Nam từ nhỏ đã là lưu thủ nhi đồng, cha mẹ không ở nhà, để ra ra nãi nãi mang theo lớn lên, hiện tại bỏ học ở nhà không có tiền, liền điếu thuốc đều mua không được, trước kia còn có thể hố một chút cái gì sách và tư liệu phí, hiện tại căn bản là một mao tiền đều không vất được. Chẳng qua Vương Nam mặc dù không phải cái gì tốt hài tử, nhưng hắn rất hiếu thuận, ra gia nãi nãi không chịu cho, hắn cũng sẽ không động cái gì ý nghĩ xấu. Trước đó cùng hắn cùng nhau chơi đùa nhị nghiêu giật dây hắn đi trộm ra ra nãi nãi tiền mua gói thuốc tử rút rút. Tại chỗ liền bị hắn đánh cho một trận, nói nếu ai dám động đến hắn ra ra nãi nãi suy nghĩ, hắn liền với ai liều mạng. Vương Nam ở trường học đánh nhau đánh quen, chơi liều vừa lên đến ai cũng không dám gây, nhị nghiêu bị đánh cho một trận sau cũng chỉ có thể sám xịt ôm đầu rời khỏi. Bất động ra ra nãi nãi tiền, lại không có công việc tiền này đi đâu làm đi vương nam nghiện thuốc vừa lên đến sẽ rất khó thụ nhưng hắn lại không muốn đi trộm đạo vậy phải làm sao bây giờ đúng vào lúc này vương nam đột nhiên nghĩ đến công việc rất thích hợp bản thân đó chính là vớt thi vương nam từ nhỏ đã ra vô cùng thích trộm đi đi trong sông tắm rửa hiện tại luyện thành một thân hảo thủy tính vừa tiến vào trong sông liền cùng một con lươn đồng dạng vớt thi thể vậy nhưng thật là một bữa ăn sáng chính là công việc này khả năng có chút làm người ta sợ hãi, dù sao cũng là người chết, chẳng qua hiện ở loại tình huống này hắn còn đâu thèm được nhiều như vậy, từ từ nhắm hai mắt lên đi, coi như luyện gan. Trong thôn có cái gọi Bạch Đầu Thúc chính là vớt thi người, thường xuyên đi hoàng hà vớt thi, một tháng mới về hai ba lần, hiện tại vừa vặn ở nhà, Vương Nam không nói hai lời liền hấp tấp chạy đi tìm Bạch Đầu Thúc. Bạch Đầu Thúc nghe nói 15 tuổi thời điểm liền trợn nhìn đầu, hắn khi đó trong nhà có 7 cái huynh đệ tỉ muội hắn sắp xếp lão đại, bởi vì hai tử nhiều, phụ mẫu lại là nông dân, trong nhà kia là nghèo phải đinh đương vang, một đầu quần từ lão đại bắt đầu xuyên tới, sau đó một mực truyền đến lão thất, may may vá vá mấy năm đều không nỡ ném. Bạch đầu thúc 14 tuổi năm đó hắn biểu thúc tới đem hắn tiếp đi, đi nói làm vất thi người kiếm tiền, lúc đầu phụ mẫu là không đồng ý, người chết tiền không may, kiếm cũng tổn hại âm đức. Nhưng bạch đầu thúc vì cái này toàn ra, dứt khoát quyết nhiên đi theo biểu thúc đi vớt thi, Năm thứ hai trở về thời điểm, tóc của hắn liền trắng bạch, mới đầu tất cả mọi người cho là hắn là nhuộm, nhưng về sau hắn mới nói không là, là mình biến bạch, nhưng nguyên nhân hắn không nói, còn có cái kia dẫn hắn nhập hành biểu thuốc cũng là không hề đề cập tới, mà lại cũng không ai gặp hắn lại tiến vào làng. Người trong thôn sợ không may, cũng tuyệt thiếu cùng bạch đầu thuốc lui tới, nhưng vương nam không sợ, có rảnh liền đến trộm hai tay ống khói rút rút, qua đủ nghiện thuốc, chẳng qua loại này ống khói vị lớn. Vương Nam làm sao đều không quen, mỗi lần đều muốn khục hai tiếng, dẫn tới bạch đầu thúc cười ha ha. Loại này khói là dùng đến khu lạnh khu ẩm ướt, bởi vì vớt thi dưới người nước nhiều, ẩm ướt thật rét, dễ dàng phải phong thấp các loại bệnh, cho nên loại này khói lực đặc biệt lớn, miệng vừa hạ xuống sau uống rượu còn tới lực. Đầu tiên là cuống họng nóng bỏng, tiếp mà tới toàn thân, Vương Nam loại này mau đầu tiểu tử làm sao có thể trong lúc nhất thời quen thuộc. Vương Nam đi vào bạch đầu thúc cái này lên trước đến rút hai ngụm, bạch đầu thúc đá hắn hai cước cười mắng, người cái nhóc con, sách cũng không đọc, cả ngày tới này làm cái gì làm. Khụ khụ, bạch đầu thúc, ta muốn cùng ngươi đi vớt thi, lợi ít tiền. Vương Nam ho khan hai tiếng nói, tiếp lấy lại phun ra một cái vòng khói thật to, mới thỏa mãn nhìn xem bạch đầu thúc. Bạch đầu thúc lập tức đem ống khói đoạt lại, sau đó mắng hắn một câu, gọi hắn cút nhanh lên, vớt thi cũng không phải đùa giỡn, Vương Nam liền 18 đều không có, vẫn là trở về đọc sách đi. Vương Nam làm sao có thể nhanh như vậy liền từ bỏ, kiên quyết muốn đi theo đi, nhưng bạch đầu thúc chính là không đáp ứng. Về sau Vương Nam nói láo ra ra mình nãi nãi thân thể không tốt, cần dùng gấp tiền xem bệnh, không phải hắn cũng sẽ không đi kiếm người chết tiền. Vương Nam cái này hiếu thuận bài vừa ra tới, bạch đầu thúc liền nhíu mày, Vương Nam biết hiếu hiệu sau lập tức tăng lớn cường độ, bắt đầu thêm mắm thêm muối nói, còn mạnh mẽ bóp một chút bắp đùi của mình, mạnh mẽ gạt ra mấy giọt nước mắt. Bạch đầu thúc thật đúng là liền động lòng chắc ẩn, do dự nửa ngày sau liền gọi Vương Nam thu thập xong đồ vật, đêm nay liền đi Hoàng Hà, vừa vặn có đầu thi cần vớt, nếu như hắn biểu hiện tốt, liền để hắn nhập bọn, nếu như không được, liền cuốn gói rời đi, lần sau đừng tới đây quấn quyết chặt lấy. Vương Nam nghe xong nhưng cao hứng xấu, như bay chạy về nhà thu dọn đồ đạc cùng bạch đầu thúc đi Hoàng Hà. Vương Nam nghe xong nhưng cao hứng xấu, như bay chạy về nhà thu dọn đồ đạc cùng bạch đầu thúc đi hoàng hà, ra ra nãi nãi tại phía sau gọi đều gọi không ngừng. Bọn hắn ngồi đại khái 2 giờ xe mới đến hoàng hà, kia lúc sau đã chạm vạng tối, nhưng hoàng hà bên trên còn có thật nhiều thuyền, bạch đầu thúc nói những thuyền này có là thuyền đánh cá, có là vớt thi thuyền, bình thường tương đối trễ mới có thể ngừng thuyền cập bờ. Bạch đầu thúc sau khi nói xong liền mang theo vương nam tìm tới chính mình thuyền, chẳng qua bạch đầu thúc thuyền cùng vương nam trong tưởng tượng có chút không giống thuyền của hắn có chút ít còn rách rách dưới dưới nhìn qua có chút khó coi vương nam đều có chút lo lắng có thể hay không vừa đi ra ngoài liền bị hoàng hà nước trôi tán bạch đầu thúc lên thuyền sau cũng không đem thuyền lái đi ra ngoài tiến vào trong thuyền sau liền không có tiếng vương nam có chút kỳ quái cũng đi theo chui vào hắn trông thấy bạch đầu thúc cầm trong tay tam trụ hương quỳ trên mặt đất tế bái liền dập đầu mấy cái vang tiếng sau mới đem hương cho chen vào. ngươi cũng tới bái một chút. bạch đầu thúc nói, sau đó đem tam trụ hương điểm đưa cho vương nam. vương nam cũng học bạch đầu thúc như thế quỳ lại, nhưng hắn cảm thấy mình quỳ lại vật này có chút kỳ quái, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. bồ tát lại không giống bồ tát, người thân bạch tuộc đuôi, mặt mày dữ tợn, cầm trong tay cái lớn cái nghĩa, trong mắt cùng mắt cá chết đồng dạng, miệng cùng góc có điểm giống. Bạch đầu thúc chúng ta bái chính là cái gì đồ chơi, nước ăn bên trong cơm không đều hẳn là bái Long Vương sao? Vương Nam không hiểu hỏi. Bạch đầu thúc mạnh mẽ gõ một cái Vương Nam đầu, gọi hắn đừng nói mò, đây là nước dạ xoa, bắt ca mới bái Long Vương, chúng ta vất thi đều là bái thủy dạ xoa, trong nước hết thảy đều về Long Vương quản, nhưng thi thể lại về nước dạ xoa quản, tương đương với trên lục địa đen bạch vô thường. Vương Nam lúc này mới nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nghĩ không ra còn có cái này học vấn vậy nếu như bái sai sẽ như thế nào bạch đầu thúc đột nhiên chừng vương nam liếc mắt biểu lộ có chút đáng sợ nói nếu như bái sai vậy thì không phải là ngươi vất thi là thi vất ngươi vương nam sau khi nghe đánh cái khó coi nuốt một ngụm nước bọt không dám nói nữa bái xong nước dạ xoa về sau bạch đầu thúc cũng không lái thuyền liền ở tại trong thuyền hút thuốc ống một hơi lại một hơi phun vòng khói thuốc nhưng chính là không để vương nam rút nói xuống nước về sau đi lên khả năng đụng hiện tại cút sang một bên không có đồ vật giải buồn vương nam cảm giác có chút không nín được hỏi bạch đầu thúc vì cái gì còn không lái thuyền một hồi sẽ qua đều trời tối bạch đầu thúc vén rèm lên nhìn thoáng qua bên ngoài nói đừng nóng vội hắn chính là muốn chờ trời tối mới lái thuyền vương nam có chút không hiểu nói cái này đêm hôm khuya khoát đi vớt thi nhiều làm người ta sợ hãi a à. ban ngày vớt tốt bao nhiêu lớn mặt trời người chết liền không có đáng sợ như vậy làm sao ngươi sợ a à, sợ hiện tại đi còn kịp đi nhanh điểm còn có thể đuổi cuối cùng một chuyến xe về nhà bạch đầu thúc nhíu mày hướng vương nam hỏi vương nam làm sao có thể sợ ưỡn ngực nói ai sợ rồi người chết mà thôi có cái gì tốt sợ còn có thể đem hắn ăn hay sao làm sao biết bạch đầu thúc nghe câu nói này sắc mặt đột nhiên liền biến hắn dùng khói ống hung hăng gõ một cái vương nam bắp chân gọi hắn đừng nói mò, lại nói mò liền đánh gãy hắn chân chó, dọa đến vương nam mau ngậm miệng, trước kia hắn trong trường học chính là cái tiểu bá vương, làm mưa làm gió, ở trong thôn cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhưng ở bạch đầu thúc cái này hắn không phải là bất cứ cái gì, âm thanh cũng không dám kít một chút. Chẳng qua bạch đầu thúc hút một hơi thuốc về sau, liền đem vấn đề này cùng vương nam nói. Hiện tại vớt thi đội nhiều vô số kể, bọn hắn tất cả đều là công ty lớn người, thuyền tốt thiết bị cũng tốt, giống bạch đầu thúc loại này truyền thống vớt thi người rất khó cùng bọn hắn cạnh tranh, đặc biệt là ban ngày, từng có mấy lần còn xuất hiện qua đoạt thi hành vi. bọn hắn nhiều người, thi thể cũng không có viết danh tự, người vớt lên hắn đoạt cũng không có cách, cho nên bạch đầu thúc chỉ có thể buổi tối tới vớt. mặc dù nguy hiểm so ban ngày lớn, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. nếu không căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi, mà lại hiện tại vớt thi đội phi thường vô lương, thường xuyên phát sinh ngay tại chỗ lên giá sự tình. Trước đó liền có cái chuyện thật, ba người sinh viên đại học cứu người rơi xuống nước bỏ mình, nhưng vất thi đội người thế mà ngay tại chỗ lên giá, đem ba anh hùng thi thể cột vào đầu thuyền, không cho nhiều gấp đôi tiền không cho thi. Lúc ấy bạch đầu thúc liền hận đến nghiến răng, đi lên cùng bọn hắn lý luận còn chiêu đến chế diễu, nói bạch đầu thúc chính là cái kẻ ngu, kiếm người chết tiền có thể kiếm bao lâu. Không công phu sư tử ngoạm liều mạng hố, làm tới khi nào khả năng về hưu. Bạch Đầu thúc nghe đường trường liền đem người kia cho đánh, nói tiền có thể kiếm, nhưng không thể che giấu lương tâm. Người chết tiền càng không thể loạn kiếm, xảy ra nhân mạng. Bạch Đầu thúc chẳng những không có đem người kia điểm tỉnh, còn lọt vào trả thù. Thuyền bị đụng đổ, đáy thuyền còn rách mấy lỗ. Hoa rất nhiều công phu cùng tiền mới cho bù lại, chẳng qua người kia giống như có một lần xuống nước rốt cuộc không có đi lên qua, đến bây giờ thi thể đều không tìm được. Thật sự là ác hữu ác báo. Hắn vất thi đội về sau cũng giải tán nghe nói thuyền của bọn hắn thường xuyên nghe được âm thanh kỳ quái, lúc ngủ cũng sẽ nghe được có người tại bong tàu đi lại, nhưng vừa đi ra ngoài nhưng không nhìn thấy người. Vương Nam sau khi nghe, cũng tức giận đến nghiến răng, hiện tại vất thi đội hoàn toàn chính xác vô lương, lúc trước hắn còn thường xuyên nhìn thấy qua dạng này đưa tin, những người này che giấu lương tâm kiếm người chết tiền sẽ có báo ứng. Hai người nói nói liền trời tối, lúc này từ thuyền bên ngoài tiến đến hai người, thuyền lập tức liền trở nên chen hai người này một cái cùng bạch đầu thúc không sai biệt lắm tuổi tác, dáng dấp thật cao gầy teo, lông mày chữ bát, nhìn qua có chút hung ác dáng vẻ, bạch đầu thúc để vương nam gọi hắn bạch tuộc liền tốt, một cái khác đại khái chừng 20 tuổi, tuổi tác cùng hình thể đều so vương nam hơi lớn một điểm, là bạch tuộc chất tử, gọi trần cường, bạch đầu thúc gọi hắn cường tử. Hai người này đều là bạch đầu thúc lão cộng tác, đặc biệt là bạch tuộc, hai người đã hợp tác rất nhiều năm, chẳng qua cường tử là năm ngoái mới gia nhập. Hiện tại chiếc thuyền này đã có bốn người, có chút chen, Vương Nam hỏi Bạch Đầu Thúc có hay không nghĩ tới đổi một đầu lớn một chút thuyền. Bạch Đầu Thúc cười khổ một cái, nói thay cái cái rắm hiện tại vất thi người cạnh tranh kịch liệt như vậy, sinh ý khó thực hiện, mà lại không phải mỗi ngày trong sông đều có người chết, hiện tại tiền muốn bốn người phân, vậy thì càng thêm không thể đổi, sau khi nói xong liền phân phó cường tử đi mở thuyền. Hiện tại là hơn 8 giờ tối, trời đã triệt để đen lại, Vương Nam nhìn xem trong đêm tối hoàng hà, đột nhiên thét lên có chút sợ hãi, loại này sợ hãi là xảy ra bất ngờ, Vương Nam cũng nói không rõ là vì cái gì. Thuyền vẫn luôn tại mở ra, nhưng Vương Nam lại không trông thấy có người đi vớt thi, Cương từ tại lái thuyền, bạch đầu thúc cùng bạch tuộc đang bàn luận sự tình, Vương Nam cũng đưa tới nghe bọn hắn nói chuyện. Lão bát, cái này đơn người không nên tiếp, chết nữ oa khả năng oán khí cực lớn, cái này sự tình không dễ chơi, làm không cẩn thận lật thuyền, nghiêm trọng chúng ta cũng phải chết ở cái này. Ta cũng biết, nhưng cho tiền nhiều lắm, ta chịu không nổi a. À, cường tử đàm cái đối tượng, người trong nhà một mực thuốc kết hôn, hắn cũng cần tiền. Vương Nam nghe xong lòng hiếu kỳ liền lên đến, vội vàng hỏi đấy là chuyện gì xảy ra. Muốn mò thi thể có phải là có cái gì dị thường? Đi, 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 người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đừng lắm miệng. Bạch đầu thúc lại đem Vương Nam đuổi tới một bên. Vương Nam rất bất đắc dĩ đành phải ngồi tại thuyền bên cạnh ở lại, sau đó cẩn thận vỉnh tai lắng nghe, nhưng lần này hai người thảo luận rất nhỏ giọng, gần như đã đến kề tai nói nhỏ trình độ, Vương Nam cũng nghe không rõ ràng, đành phải thôi. Một lát sau, đột nhiên thuyền ngừng, cường tử đi tới nói đến địa điểm chỉ định, đoán chừng ở ngay vị trí này. Lúc này hai người mới đứng lên, sau đó nhìn dưới thuyền vị trí. Lão bát, xác định là nơi này sao? Bạch đầu thúc hỏi. Bạch tuộc nhẹ gật đầu, sau đó chỉ chỉ bên bờ vị trí kia nói, nữ oa là từ bên kia nhảy xuống, hẳn là vùng này. Bạch Tuộc sau khi nói xong, thế mà cùng cái thần côn đồng dạng bấm ngón tay tính toán, ta vừa rồi lại tính một lần, hẳn là không sai, ngay tại vùng này, chúng ta xuống dưới vớt đi. Bạch Đầu thúc nhẹ gật đầu sau đó bọn hắn ba bắt đầu thay quần áo, mà Vương Nam thì bị yêu cầu lưu lại làm nhìn thuyền, mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nghe theo Bạch Đầu thúc thu xếp chỉ nghe thấy đông 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 ba tiếng, ba người phân biệt tại ba phương hướng nhảy xuống, hoàng hà nước rất gấp, cho nên bọn hắn xuống dưới trước đều trên thân thể buộc một sợi dây thường liền tại thuyền một bên, nếu như có tình huống như thế nào liền sẽ liều mạng dây kéo tử, đến lúc đó vương nam phải nhanh đem bọn hắn cho kéo lên. Ba người bọn hắn xuống dưới về sau, vương nam liền cảm giác rất nhàm chán, thế là thuốc lá ống vụng trộm đem ra rút hai ngụm, ngay tại lúc này, một cái tay ba một tiếng khoác lên trên thuyền, vương nam tưởng rằng ai đi lên, nói thầm câu nhanh như vậy liền đưa tay kéo cái tay kia nhưng lúc này cái tay kia ngược lại giữ chặt hắn hướng trong nước túm vương nam cảm thấy không thích hợp vội vàng gọi vài tiếng nhưng căn bản không ai ứng mà lại thân thể của hắn ngay tại chậm rãi bị kéo hướng thuyền một bên cái tay kia còn muốn đem hắn hướng xuống rồi kéo đến trong nước đi vương nam bị kéo đến thuyền bên cạnh về sau nhìn thấy lăng không một cái tay lôi kéo hắn tay ngay tại hướng trong nước túm liền vẻn vẹn một con tái nhợt mà hoàng xưng tay giống như trong nước ngâm thật lâu đồng dạng tay là không có liền đến trên thân thể liền một con tay gãy a à, a à, má ơi quỷ quỷ nhanh cứu ta bạch đầu thúc vương nam kém chút sợ tè ra quần một con tay gãy thế mà có thể dắt lấy hắn đi lên phía trước còn muốn đem hắn hướng trong nước túm cái này sự tình tà môn đến đều có thể hù chết người vương nam liều mạng giấy ruộng lấy cuối cùng thật đúng là cho hắn tránh thoát tay trượt đi liền ngã sắp xuống tại trên thuyền chẳng qua trên tay của hắn lại có lưu năm cái vết chảo đến nói cho hắn vừa rồi kia hết thảy không phải là mộng. Đúng vào lúc này, đột nhiên dây thường lay động kịch liệt lên, đem nguyên bản liền nhận cực độ kinh hãi vương nam lại giật nảy mình, chẳng qua hắn sau đó liền phản ứng lại, thở ra một hơi dài vỗ ngực một cái sau vội vàng đi dây kéo tử. Kéo lên cái kia là bạch đầu thúc, trong tay hắn ôm lấy một cái đen xì đồ vật, vương nam còn tưởng rằng là bảo bối gì, nhưng chờ hắn thấy rõ về sau, dọa đến lại đặt mông ngồi tại trên thuyền. Kia là một cái đầu người, một viên tóc tài bù xù đầu người, trên mặt thịt đã mơ hồ không rõ, đồng thời bị ngâm phải hoàng sưng, chẳng qua từ tóc đi lên, hẳn là một cái nam nhân, hai tròng mắt lồi ra tới, nhìn xem có chút dọa người. Bạch đầu thúc đem đầu người hướng trên thuyền quang ra, giống như cũng không sợ hãi cái này, còn hùng hùng hổ hổ nói lão bắt tiểu tử này thế mà tính sai, căn bản liền không tìm được cái kia nữ oa thi thể. Người kia đầu lăn mấy lần về sau, vừa vặn liền lăn đến Vương Nam trước mặt, nó lồi lấy tròng mắt gắt gao chừng mắt Vương Nam, đem Vương Nam dọa đến quần đều ẩm ướt, một cỗ mùi tanh hôi truyền ra. Bạch đầu, người mang người cũng quá vô dụng đi, dạng này liền dọa đến tè ra quần rồi. Lúc này bạch tuộc cũng từ dưới nước mặt bò lên, trong tay hắn ôm lấy một cái không có bất luận cái gì tứ chi cùng đầu người thân thể. Vương Nam sau khi thấy lập tức liền vịn thuyền ọe ói ra, Vương Nam liền người chết chưa thấy qua, nhìn thấy những cái này hài cốt lại sợ lại buồn nôn, hắn hiện tại cũng có chút hối hận đến vất thi, ngủ ở nhà lớn cảm giác tốt bao nhiêu. Lão bát, người tính sai, vị trí này chung quanh căn bản không có cái kia nữ oa chỉ có cỗ này bị người phân thây hài cốt, thật là xui xẻo, đêm nay khả năng lại toi công bận rộn. Bạch đầu thúc nói, bạch tuộc lau mặt một cái bên trên bọt nước, nói hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cái kia nữ oa trốn đi rồi. Nghe đến đó Vương Nam liền có chút mộng, bọn hắn nói cái kia nữ oa hẳn là bộ thi thể đi, nếu như là thi thể, nàng làm sao lại tránh đâu? Chỉ có người sống mới có thể tránh, người chết cũng sẽ không. Bạch Đầu thúc nghe xong sắc mặt lập tức biến, trở nên cực kỳ âm trầm, hắn hỏi Bạch Tuộc thật có tả môn như vậy. Nếu như nàng thật tại tránh chúng ta, kia hoàng hà như thế lớn, vĩnh viễn cũng không thể đem nàng vứt lên. Bạch Tuộc nói hắn cũng không có cách, đêm nay trước hết như vậy đi để hắn trở về suy nghĩ lại một chút, cái này vớt lên hài cốt báo cảnh được rồi, để điều tử lĩnh trở về. Bọn hắn nói nói giống như nhớ ra cái gì đó, sau đó hai người chăm miệng một lời hô một câu, cường tử đâu. Hai người bọn họ lo lắng đi kéo cường tử cột dây thừng, phát hiện đã sớm đoạn mất, bạch đầu thúc nhíu mày, nhìn xem dây thừng nói, cái này dây thừng là bị đao cắt đoạn, cái này đứt gãy vuông vức bóng loáng, tiểu tử này đang làm gì, vì cái gì cắt đứt mình dây thừng, đây chính là cây cỏ cứu mạng bạch tuộc lòng nóng như lửa đốt cũng quản không được nhiều như vậy đây chính là mình chất tử hắn không nói hai lời liền nghĩ nhảy đi xuống cứu người nhưng lại bị bạch đầu ca một cái cho giữ chặt bạch đầu ngươi làm gì ta chất tử không có đi lên ta phải xuống dưới cứu hắn đáy nước này công phu một giây đều là mệnh trễ muốn chết người bạch tuộc nói bạch đầu thúc gọi hắn đừng nóng vội lần này hắn cùng vương nam xuống dưới là được gọi bạch tuộc nghỉ ngơi một chút giữ lại thể lực nếu như bọn hắn không được còn phải dựa vào hắn cứu, nói xong bịch một chút liền dắt lấy Vương Nam nhảy xuống tới. Vương Nam tức giận đến tâm lý chỉ muốn chửi thề, hắn dây thường không cài liền cho kéo xuống đến, hoàng hà nước vội như vậy, sợ ý một chút liền có khả năng bị nước cho cuốn đi, người thủy tính lại cao cũng vô dụng. Bạch đầu thúc hoàn toàn không để ý đến Vương Nam, một mực dắt lấy hắn hướng phía trước du lịch, thẳng đến dây thường giữ chặt hắn rốt cuộc du lịch không đi mới thôi hai người nổi lên mặt nước về sau, Vương Nam oán trách bạch đầu thúc vì cái gì không đợi chính mình buộc lên dây thường lại xuống nước, cho dù có hắn dắt lấy cái kia cũng rất nguy hiểm, mà lại bạch đầu thúc xuống nước sau cũng không đi cứu cường tử, một mực hướng phía trước ngủ du lịch là có ý gì. Trong nước một dây đều là một mạng, trễ thật sẽ chết người. Cứu cái rắm cường tử là chúng ta nơi này thủy tính tốt nhất, mà lại ta đi lên thời điểm hắn cũng đi theo lên, chẳng qua ta bỏ lên trên thuyền sau hắn lại không bên trên, còn cắt đứt dây thừng, người biết vì cái gì không?" Vương Nam lắc đầu, nói không biết, cường tử tất cả lên, vì cái gì còn muốn cắt mất dây thừng chạy. Lúc này Bạch Đầu Thúc đột nhiên nhìn về phía thuyền bên kia yếu ớt u nói, bởi vì vừa rồi thuyền cái kia bạch tuộc căn bản cũng không phải là người, cường tử là bị dọa chạy. Vương Nam nghe xong giật nảy mình, trong nước run lập cập, đem bọt nước tung tóe đến Bạch Đầu Thúc trên mặt. "Không phải người, đó là cái gì?" Vương Nam sâu kín hỏi người kìm lòng không được kéo căng bạch đầu thúc, nhìn cũng không dám nhìn mình thuyền. Bạch đầu thúc nói hắn nào biết được, cái này hoàng hà lịch sử sao mà lâu, trong sông thứ đồ gì không có, ngày nào thật từ trong sông toát ra đến một con rồng hắn đều tin. Vương Nam còn nói, cái này bạch tuộc nhìn xem thật tốt, cùng người không có gì khác nhau, bạch đầu thúc ngươi làm sao biết hắn không thích hợp. Bạch đầu thúc nói bạch tuộc trước kia là bên đường coi bói phong thủy lão, một chút chuyện nhỏ đều phải đoán một quẻ, vừa mới ý thức tới cường tử xảy ra chuyện thời điểm, hắn ngay lập tức liền nói muốn nhảy đi xuống cứu người, kia cây vốn là không phải là phong cách của hắn, nếu như là bình thường bạch tuộc, càng là trong lúc nguy cấp càng phải tính, liền xem như hắn chất tử cũng không ngoại lệ. Dạng này bạch tuộc nhiều nhất tính không thích hợp, cùng hướng phía trước có chút không giống mà thôi, lại thế nào phán đoán hắn không phải người. Bạch đầu thúc lúc này quan sát mặt nước, nói vừa rồi bạch tuộc đi đến thuyền bên cạnh thời điểm, hắn thế mà không có ở trên mặt nước nhìn thấy bóng ngược vương nam cùng hắn cái bóng của mình đều rõ ràng ở trên mặt nước vậy ngươi nói hắn có thể là người sao vương nam nghe xong trong lòng có chút sợ hãi trước kia lão nhân trong thôn đều nói quỷ không có cái bóng nếu như trong nước không có ngã ảnh vậy hắn có phải hay không là quỷ nước không nghĩ tới lần thứ nhất ra thuyền liền gặp được loại đồ chơi này thật sự là không may vương nam trong lòng chỉ muốn chửi thề bạch đầu thúc đã hắn không phải người vừa rồi để hắn xuống dưới liền phải, hai chúng ta ngốc trên thuyền nhiều an toàn, người tranh nhau xuống nước đem thuyền lưu cho hắn làm gì. Vương Nam có chút không hiểu. Bạch đầu thúc lắc đầu, nói tuyệt đối không thể, cái đồ chơi này xuống nước về sau, nói không chừng sẽ mang chút thứ đồ gì đi lên, mà lại hiện tại cường tử cùng chân chính bạch tuộc đều trong nước, hắn phải tìm tới hai người cùng một chỗ tụ hợp. Đúng vào lúc này, đột nhiên dưới nước mặt có một cái tay bắt lấy Vương Nam chân, hắn dọa đến cùng chỉ ếch xanh đồng dạng tán loạn, kém chút không có bị vọt lưu nước sông cho cuốn đi. Ngươi làm gì, muốn tìm cái chết ha Bạch Đầu Thúc quát lớn. "Không phải Bạch Đầu Thúc, dưới nước mặt có đồ vật bắt lấy ta chân, cứu mạng, cứu mạng." Vương Nam vội vàng kêu gọi. "Cái gì?" Bạch Đầu Thúc cũng giật nảy mình, sắc mặt lập tức trầm xuống, bây giờ tại trong nước, nếu như gặp phải cái gì vật cổ quái, vậy nhưng thật sự là tính mạng khó đảm bảo. Nhưng lại tại hai người đều dọa đến sắc mặt tái nhợt thời điểm, một cái màu đen đầu lâu nâng lên sau đó dùng sức bôi một chút trên mặt giọt nước là ta bạch đầu thúc vương nam cường tử nâng lên nói vương nam nhẹ nhàng cho cường tử một quyền nói người tiểu tử hù chết người cái này trong nước bắt người chân thật là không phải đùa giỡn cường tử cười cười lộ ra một hơi rõ ràng răng cào phía dưới nói ngượng ngùng bạch đầu thúc hỏi cường tử vì sao đem dây thừng cho cắt đứt rồi trước đó nhìn xem hắn cùng lên đến một cái chớp mắt liền không gặp. Cường tử đột nhiên sâu kín đối vương nam cùng bạch đầu thúc nói, trên thuyền đây không phải là ta thúc, cho nên ta không dám lên thuyền. Vương nam cùng bạch đầu thúc nghe hai mặt nhìn nhau, quả nhiên trên thuyền bạch tuộc không thích hợp, bạch đầu thúc không hổ là lão thủ, phân tích sự tình đều không khác mấy đúng rồi. Vương nam vội vàng hỏi cường tử có phải là cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Cường tử nhẹ gật đầu, trước khi nói hắn đã cùng bạch tuộc tìm tới cô kia nữ thi, Chẳng qua bạch tuộc để hắn đi lên trước tiếp ứng, mình khiêm nữ thì đi theo cường tử đằng sau, không nghĩ tới cường tử còn không có bỏ lên trên thuyền liền thấy bạch tuộc đứng tại trên thuyền, chẳng qua trên vai hắn gánh lại là một bộ không có thi thể hài cốt. Cường tử lập tức liền phát giác được không thích hợp, hoàng hà từ xưa việc lại nhiều, cái này xông lịch sử như thế lâu đời, cái gì đồ chơi đều có, hắn lưu lại một cái tâm nhãn không dám lên thuyền, lại một ủng ục tiến vào trong nước quay đầu tìm bạch tuộc, nhưng lại phát hiện phía sau bạch tuộc cũng không thấy lần này sự tình càng thêm cổ quái cường tử càng là không dám lên thuyền bạch đầu thúc nhíu mày nói bạch tuộc tìm thi cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm qua lần này làm sao có thể liền thất thủ nữa nha nguyên lai like vừa rồi cái kia là tên giả mạo bạch đầu thúc gọi vương nam cùng cường tử đừng hốt hoảng trước tìm tới bạch tuộc lại nói nếu như người khác còn sống khẳng định ngay tại thuyền này lân cận trừ phi hắn xảy ra chuyện bạch đầu thúc còn nói cái này đơn quả nhưng không thể tiếp vừa tiếp xúc với liền xảy ra chuyện trước kia đều không có nhiều như vậy thiêu thân đúng vào lúc này đột nhiên cường từ một chỉ nói nhìn thấy phía trước giống như có người mà lại có vẻ như còn thụ thương có một cánh tay rất không trôi chảy vương nam cùng bạch đầu thúc thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên trông thấy trên mặt nước nổi một cái đầu người hai cánh tay cánh tay không ngừng hướng phía trước huy sái chẳng qua du lịch phải cực kỳ chậm chạp đi đi qua nhìn một chút bạch đầu thúc đối hai người nói sau khi nói xong, ba người cùng một chỗ hiện lên vây quanh thức hướng người kia bơi đi, chờ đem hắn chặn đứng thời điểm mới phát hiện, chính là bạch tuộc, chẳng qua trên mặt hắn cùng tay giống như đều có tổn thương, quần áo đều bị xé nát một bộ phận. Thúc, người đây là làm sao rồi? Cường tử vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Lão bát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch đầu thúc đem sợi dây trên người giải khai bọc tại trên người hắn, hiện tại bạch tuộc càng thêm cần cái này. Bạch tuộc mặc lên dây thừng về sau, nói một lời khó nói hết, mình hẳn là gặp ta. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian kỹ càng nói tới. Bạch tuộc thở dài, nói hắn cùng cường tử dưới đáy nước phía dưới tìm được cố kia nữ thi, nhưng bạch tuộc vừa mới bơi tới thuyền bên cạnh thời điểm, đột nhiên cố kia nữ thi động. Động rồi, ba người đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cùng một chỗ hoảng sợ hô lên. Bạch tuộc nhẹ gật đầu, nói cố kia nữ thi chẳng những động, còn cào thương hắn mặt và tay cánh tay, liền y phục đều xé vỡ, kém chút không cho hắn cào chết trong nước, trong nước đều nhiễm một mảnh đỏ, nữ thi cũng cho chạy trốn. Nữ thi mặc dù tà môn, nhưng con vịt đã đun sôi cũng không thể đến miệng liền bay, ngẫm lại những cái kia đại đại tiền mặt, bạch tuộc nhịn đau đuổi theo, nhưng nữ thi đã bơi ra dây thường phạm vi, không có cách, hắn đành phải giải khai mình sợi dây trên người tiếp tục đuổi, nhưng truy một hồi nữ thi liền không gặp. Bạch tuộc không có lập tức trở về đi, mà là tại chung quanh tiếp tục tìm, nhưng tìm thật lâu đều không có tìm, đành phải từ bỏ quay đầu về trên thuyền đi, không nghĩ tới ở đây gặp cường tử bọn hắn ba, bạch tuộc còn hỏi có phải là trên thuyền xảy ra chuyện. Bạch đầu thúc nhẹ gật đầu, đem trước đó phát sinh sự tình đều nói cho hắn. Bạch tuộc lập tức cảm giác đến ẩn ẩn bất an, hắn lại bắt đầu bóp lấy ngón tay giống như đang tính mệnh, qua không bao lâu hắn đột nhiên hô một câu hỏng bét, sau đó liều mạng hướng trên thuyền bơi đi. Vương Nam bọn hắn ba mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng vội vàng đi theo Bạch Tuộc trái phải, nhưng bọn hắn còn không có trở lại thuyền liền thấy trên thuyền có khói đặc bay ra, lúc này bọn hắn mới hiểu được phát sinh đại sự gì. Thuyền muốn bị đốt. Bốn người xem xét thuyền muốn lửa, dọa đến sắc mặt tái nhợt, không có thuyền ai du lịch phải trở về, đoán chừng bốn người đều phải chết ở chỗ này. Bọn hắn liều mạng trở về du lịch, chờ trở lại thuyền bên cạnh lúc sau đã có thể nhìn thấy hỏa tinh tử cường tử động tác chân chu điểm, hai ba lần liền bò lên, tận lực bồi tiếp bạch đầu thúc cùng bạch tuộc, cuối cùng là Vương Nam. Vương Nam cho là mình thủy tính tính xong, nhưng cùng ba người khác so, thật sự là không bằng cái rắm mình bơi về đến sau lại bò lên trên thuyền đã mệt bở hơi tai, đâu còn có sức lực đi cứu lửa, trực tiếp nằm trên bong thuyền thở hào hền, nửa điểm lực đều không xử ra được. Nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình cũng nằm một người, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến cùng lò so đồng dạng ngồi dậy, bởi vì bên cạnh hắn nằm một bộ nữ thi. Cỗ này nữ thi mặc áo cưới, bộ dáng mặc dù rất yếu ớt, nhưng khó nén ngũ quan xinh xắn, dáng người tại áo cưới phía dưới lộ ra như thế hoàn mỹ, làn da cũng trắng nõn như ngọc. Vương Nam Kinh Hãi lập tức xóa đi một nửa, trong lòng trực giác thán, nữ nhân này thật là xinh đẹp, chết được quá đáng tiếc, nếu có thể làm ta lão bà tốt bao nhiêu. Đúng vào lúc này, đột nhiên nữ thi nghiêng đầu qua đến nhìn chừng chừng lấy vương nam, người nói là thật sao? Một bên nói mắt còn một bên chảy xuống huyết lệ. Quỷ, quỷ a vương nam dọa đến hét lên, liều mạng hướng khoang tàu trốn. Nhưng hắn không có chạy hai bước lập tức liền đối mặt đụng vào một người, hai người phát ra rên lên một tiếng, đều đổ vào trên thuyền đếm sao, trên chán sưng lên một cái bao. Vương Nam ngươi gặp quỷ à nha, thuyền này vốn là không lớn, người chạy lung tung cái gì cường tử đau khổ kêu thảm đúng đúng thuyền này nháo quỷ các ngươi nhìn thi thể kia vương nam chỉ vào vừa rồi kia nữ thi nói lúc này trên thuyền lửa đã bị dập tắt bạch đầu thúc cùng bạch tuộc đầu tóc đầy bụi đi ra ai nữ thi này không phải liền là ta vừa rồi tìm tới sao làm sao mình chạy về trên thuyền bạch tuộc biến sắc lộ ra ánh mắt kỳ quái sau đó vây quanh nữ thi chuyển nhưng cũng không dám tới gần bát thúc nữ thi này không thích hợp vừa rồi ta. Ta, Vương Nam vừa căng thẳng liền ấp úng lên, vừa rồi sợ hãi còn lưu lại ở trên mặt. Bạch tuộc gọi Vương Nam tỉnh táo một điểm, có việc thật tốt nói, Vương Nam nuốt mấy lần nước bọt về sau, liền đem sự tình vừa rồi cho từ đầu nói một lần, chẳng qua nữ thì hiện tại cũng không có Vương Nam nói như vậy, mắt càng là không có máu chảy ra. Bạch đầu thúc gõ một cái Vương Nam sọ não, gọi hắn không muốn nói mò, có phải là vừa rồi bơi lội quá lâu, đầu óc thiếu dưỡng xuất hiện ảo giác. Vương Nam nói hắn cũng không biết, chẳng qua vừa rồi xác thực mệt mỏi thảm, thật đúng là ảo giác cũng khó nói. Những người khác không có lại lý Vương Nam cái này sự tình, mà là chuyên tâm nghiên cứu lên nữ thi. Bạch tuộc nhìn thoáng qua bị thiêu đến nửa đen khoang tàu, lại liếc mắt nhìn nữ thi, giống như minh bạch chuyện gì, sắc mặt đều trở nên trắng bạch. Bạch đầu thúc cùng bạch tuộc hợp tác nhiều năm, giống như lập tức liền có thể xem thấu tâm sự của hắn, hắn hỏi, lão bát, chẳng lẽ thật là thi thể này phóng hỏa đốt thuyền a à? bạch tuộc nói khả năng không chỉ là đốt thuyền giả trang ta cái kia khả năng cũng là hắn dẫn ta ra ngoài cởi dây sau đó mình cho mặc lên bạch tuộc vừa nói như vậy cái khác ba người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh sau đó cùng kia nữ thi cách xa xa đặc biệt là vương nam cũng không dám nhìn liếc mắt hắn nghĩ tới vừa rồi kia nữ thi ánh mắt liền dọa đến tê cả ra đầu lão bát vứt xác đi quá tà môn mệnh trọng yếu bạch đầu thúc bắt đầu quỳ xuống hướng nữ thì bái ba bái miệng bên trong còn lẩm bẩm có quái chớ trách có quái chớ trách nơi nào đến mời chạy về chỗ đó không được thi thể đều mò được trên thuyền sao có thể cho đưa trở về đây chính là tiền bạch tuộc kiên quyết không đồng ý mà lại thi thể này là hắn vớt lên đến ai cũng không thể ném bạch đầu thúc vội vàng đứng lên hung hăng đâm một chút bạch tuộc đầu nói ngươi có phải hay không ngốc thi thể nếu như là ngươi vớt lên đến vậy ta một câu đều không nói, ai sẽ theo tiền không qua được, nhưng là ngươi vớt lên đến sao? Đây là chính nàng chạy tới, người muốn cùng mệnh không qua được sao? Kinh bạch đầu thúc vừa nói như vậy, bạch tuộc cũng có chút sợ hãi, hắn lại bắt đầu bóp lấy ngón tay, miệng bên trong lẩm bẩm người bên ngoài nghe không hiểu, một lát sau hắn mới mặt xám như cho nói, đại hung. Cũng được, ném đi. Bạch đầu thúc vỗ nhẹ bờ vai của hắn, sau đó an ủi hắn không cần khổ sở, tiền có thể chậm rãi kiếm mạng chỉ có một trở về hắn cùng người thuê bên kia nói một chút đem tiền đặt cọc lui đi nhưng lúc này bạch tuộc lại đột nhiên bắt lấy bạch đầu thúc tay nói đừng cái này sự tình còn có chỗ thương lượng bạch đầu thúc lại hung hăng đâm một chút đầu hắn mắng lấy nói hắn làm sao liền đầu óc chậm chạp đâu bạch tuộc nói không phải đầu óc chậm chạp thi thể này ban đêm không thể đụng vào nhưng ban ngày có thể hiện tại đem thi thể ném trở về ban ngày lại vớt lên đến cái này không vẹn toàn đôi bên sao bạch đầu thúc nghe xong lông mày vặn thành một đoàn khả năng hắn cảm giác cũng có chút đạo lý thế là sẽ đồng ý cường tử cùng vương nam tại nữ thi trên thân buộc tảng đá sau đó một lần nữa ném về trong sông bạch tuộc nhớ một chút vị trí bạch đầu thúc liền đem thuyền mở trở về trở lại trên bờ về sau bạch đầu thúc tìm cái mảnh vải đem trước đó vớt lên hài cốt bọc lại sau đó bỏ vào bên bờ dùng hạt cát vùi lấp đợi ngày mai lại gọi điện thoại báo cảnh. Giải quyết sau bạch đầu thúc cùng bạch tuộc liền rời đi, bạch tuộc nhà ngay tại Hoàng Hà cách đó không xa, hai người bọn hắn trở về ngủ, cường tử cùng Vương Nam lưu tại nơi này nhìn thuyền. Vương Nam có chút không vui lòng, nói cái này thuyền hỏng còn có cái gì đẹp mắt, lại cho thiêu đến không sai biệt lắm, ai để ý. Bạch đầu thúc lườm hắn một cái, nói lưu lại không phải nhìn thuyền, là nhìn nước dạ xoa, vật kia so chiếc thuyền này đều đáng tiền, nói xong cũng đi, Vương Nam không có cách, đành phải cùng Cường Tử lưu tại cái này nhìn thuyền. Cường Tử đổ một bộ không quan trọng dáng vẻ, giống như cũng không cảm thấy đây là khổ sai, hắn tìm cái khăn lông ra tới lau khô thân thể sau đó lại đưa cho Vương Nam một bình rượu, "Uống đi, cái này rượu liệt thật nhiều, khu lạnh khu ẩm ướt." Vương Nam nhận lấy sau dùng sức uống một ngụm, lập tức sặc đến nước mắt đều đi ra, Cường Tử ha ha phá lên cười, "Chậm một chút uống, cái này lực lớn lại cay." đừng chờ xuống uống say chìm đáy sông mớm nước quỷ đi. Vương Nam rượu vào miệng sau hỏi cường tử thế nào như thế cam tâm tình nguyện lưu tại cái này nhìn thuyền. Cái này thuyền hỏng lại nhỏ lại nát, hiện tại còn một cỗ mùi khét, đêm nay làm sao ngủ được. Cường tử nói không có gì tốt phàn nàn, trước kia chỉ một mình hắn thủ, hiện tại thêm một người làm bạn hắn đã rất thỏa mãn. Bạch đầu thúc cùng hắn thúc bạch tuộc hiện tại niên kỳ chậm chậm bắt đầu lớn, bờ sông khí ẩm nặng, không thích hợp ngủ trên thuyền cho nên chỉ có thể một mực để một mình hắn nhìn thuyền cường tử vừa nói một bên cho vương nam móc một điếu thuốc cái đồ chơi này vương nam thích cầm liền bắt đầu thôn vân thổ vụ cái này thuyền hỏng đưa người ta cũng không cần có cái gì đẹp mắt còn có kia nước giả dạ xoa thật chẳng lẽ như vậy đáng tiền vương nam có chút không hiểu cường tử nói người đây liền có chỗ không biết phổ thông nước giả dạ xoa hoàn toàn chính xác không đáng tiền nhưng nếu như là từng khai quang kia nói ít muốn năm cái tay đầu ngón tay. Năm vạn, Vương Nam Kinh ngạc hỏi. Cường Tử nhẹ gật đầu, nói đây vẫn chỉ là giá thấp nhất, quý hơn đều có, trên thuyền chúng ta cái kia dạ xoa, nói ít giá trị 10 vạn. Cái gì? Vương Nam Kinh ngạc kêu lên, kém chút đem miệng bên trong tàn thuốc rơi trên mặt đất, các ngươi đi đâu làm nhiều tiền như vậy, có cái này tài chính làm đầu tốt một chút thuyền cùng trang bị không tốt sao? Cường Tử nói là bạch đầu thuốc cùng hắn thuốc bạch tuộc trước kia làm nhưng khẳng định không phải mua được, bọn hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, 10 vạn con là phỏng đoán cẩn thận, khả năng cao hơn, cụ thể làm sao tới hắn cũng không biết, cường tử cũng chỉ là cùng bọn hắn hỗn hơn một năm. Cái đồ chơi này nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi, nghĩ không ra thế mà như thế đáng tiền, cũng không biết linh hay không, không dùng được kia có cái gì dùng. Cường tử cùng Vương Nam trò chuyện sau khi liền ngáp một cái muốn ngủ, trong thuyền một cỗ mùi khét, hai người đành phải tại trên bong thuyền ngã đầu ngủ say. Ngủ đến nửa đêm vương cường cảm giác thuyền đang di động, người lập tức liền bừng tỉnh, hắn sờ một cái bên cạnh cường tử thế mà không gặp, hắn đứng dậy tìm kiếm, phát hiện cường tử thế mà tại lái thuyền. Vương Nam cảm giác có điểm gì là lạ, vội vàng hỏi cường tử muốn làm gì. Nửa đêm canh ba muốn lái thuyền đi đâu? Vương Nam nhìn thoáng qua thuyền hành chạy phương hướng lập tức hiểu rõ ra, cường tử ra hỏa này là muốn trở về tìm cố kia nữ thi. Người điên rồi sao? Vương Nam vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng cường tử lúc này đột nhiên một chân đá vào hắn trên bụng nhỏ, vương nam phát ra rên lên một tiếng, sau đó quỷ gối trên bong thuyền ôm bụng kêu thảm. Uy, ngươi không sao chứ, cường tử giống như có chút áy náy. Còn em ngươi, ngươi có phải bị bệnh hay không, vẫn là tiểu tử ngươi tại mộng du, vương nam đau đến nước mắt đều đi ra, cắn răng trên thuyền lăn lột. Cường tử khả năng thực sự có chút băn khoăn, thế là liền dừng lại thuyền đem vương nam cho đỡ lên, có muốn hay không ta đi vào lấy chút rượu thuốc lau cho ngươi, ta một cước kia không phải cố ý, không nghĩ tới đạp đến bụng của ngươi. Đúng vào lúc này, vương nam biểu lộ đột nhiên biến đổi, trở tay khóa lại cường tử cuống họng đem hắn đặt tại bong tàu bên trên, luận đánh nhau vương nam còn không có phục qua ai, trừ bạch đầu thuốc, ai có thể chiếm hắn tiện nghi. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn trở về vớt cô kia nữ thi sau đó mình đi lĩnh thưởng sao. Thật đúng là cáo giả, xem ra bạch đầu thúc gọi ta lưu lại không phải nhìn thuyền, mà là nhìn xem ngươi. Vương Nam siết chặt cường tử cổ, không để hắn động đậy. Nhưng lúc này cường tử không có giấy ruộng, mà là liều mạng chỉ lấy miệng túi của mình, giống như trong túi tiền của hắn có đồ vật gì. Vương Nam nhíu mày, gọi cường tử đừng có đùa nhiều kiểu, sau đó đưa tay đi móc túi của hắn. Vương Nam lật hai lần tìm ra một tấm vào thành một nắm áp phích, hắn gọi cường tử chứa lộn xộn, sau đó buông tay đem áp phích giãn ra xem xét phát hiện trên poster là một cái cô gái xinh đẹp mà nữ tử này vương nam còn cảm thấy rất nhìn quen mắt ta dựa vào nữ nhân này không chính là chúng ta vừa rồi vớt lên nữ thi sao vương nam rốt cuộc nhớ tới cái này trên poster nữ nhân cùng nữ thi quả thực giống nhau như đúc cường tử che lấy cổ ho khan vài tiếng sau đó mới nói đây chính là nữ thi áp phích nàng khi còn sống là một cái tiểu minh tinh gọi dương tuyết cường tử đặc biệt thích nàng còn cất giữ nàng áp phích, mỗi lần ra thuyền vớt thi đều đem áp phích thả trong túi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này vớt thế mà là dương tuyết thi. Vương Nam cuối cùng đã rõ, trách không được người thuê ra giá cao đến mời bạch đầu thúc những cái này nhỏ tán hộ, nếu như đổi vớt thi công ty bị hung ác gõ một bút không nói, khẳng định thi thể cũng không được an bình, minh tinh khi còn sống muốn phong quang, sau khi chết vẫn là khiêm tốn một điểm tốt, chẳng qua cái này tiểu minh tinh chết quái đáng tiếc, dáng dấp đẹp mắt như vậy, khẳng định có tiền đồ. Không đúng rồi, dù cho nàng là người thích minh tinh, người cũng chết rồi, người cái này hơn nửa đêm lái thuyền đi tìm nàng làm chi. Người không biết đầu kia thi thể tà môn nha, Vương Nam nói, hắn nhìn đồng hồ đã là dạng sáng 2 giờ rưỡi. Lúc này cường tử đột nhiên bu lại dựng ở bờ vai của hắn cho đưa một điếu thuốc, Vương Nam đẩy hắn ra, gọi hắn đừng đến bộ này, có việc mau nói. Cường tử đem Vương Nam không muốn khói nhét vào miệng bên trong, sau đó điểm hít thật sâu một hơi. Huynh đệ, ca cho ngươi xem tấm hình, ngươi liền biết ca có bao nhiêu thảm. Cường Tử sau khi nói xong, từ một bên khác trong túi móc ra một tấm hình. Vương Nam đem ảnh chụp cầm tới xem xét, phát hiện trên tấm ảnh là một cái mập bà, hơn nữa còn mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, thấy Vương Nam có chút muốn cười, liền vội hỏi cái này trên tấm ảnh chính là ai. Cường Tử rít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt u buồn nhìn về phía xa bên cạnh, ta chưa quá môn nàng dâu. Vương Nam phốc phốc một tiếng bật cười, nhưng sau đó lại không thể không cưỡng ép nén trở về, đây chính là người cần tiền cấp bách muốn cưới nàng dâu. Thật xin lỗi huynh đệ, ta nhịn không được. Cường tử thở dài, nói hắn cũng không muốn, nhưng người nhà của hắn nói xong sinh dưỡng, đồng thời cái này mập bà không biết cho người nhà của hắn rót cái gì thuốc mê, đem người nhà của hắn dỗ đến đều nhanh muốn lên trời, buộc cường tử cưới nàng, liền cường tử thúc bạch tuộc cũng đồng ý cái này việc hôn nhân, cường tử bị buộc gấp, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cường tử sau khi nói xong, tay trái cầm ảnh chụp, tay phải cầm áp phích không ngừng so sánh, sau đó thở dài, một bộ muốn chết dáng vẻ. Vương Nam vỗ nhẹ cường tử bả vai, ra hiệu hắn nghĩ thoáng điểm, dạng gì nữ nhân tắt đèn không đều như thế sao? Mặc dù Vương Nam đến bây giờ đều vẫn là cái liền nữ nhân vị đều không có người qua thanh đầu tử. Một dạng cái rắm, cái này 200 cân thịt, có thể giống nhau sao? Cường Tử hận đến dùng tay thuốc lá đầu cho bóp tắt. Không phải, huynh đệ, vậy ngươi nghĩ kiểu gì a? À? Cái này cùng ngươi đi tìm nữ thi lại có quan hệ gì? Vương Nam che miệng không dám cười. Lúc này Cường Tử đột nhiên hôn một gái trên poster Dương Tuyết, sau đó nhìn qua nữ thi vị trí kia lộ ra si mê ánh mắt. Đời ta coi xong, hiện tại ông trời cho ta cơ hội nhất định cần phải nắm chắc. Ta muốn cùng nàng làm một lần vợ chồng, người biết ta có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm tưởng tượng lấy cùng nàng hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Nói thực ra, Vương Nam là một người bình thường, nếu như có người nói hắn muốn cùng thi thể làm chút gì sự tình, kia Vương Nam khẳng định gọi hắn cút xa một chút, không nên ở chỗ này buồn nôn hắn, nhưng là Dương Tuyết không giống, bộ dáng kia, kia tư thái, liền xem như một cỗ thi thể cũng có thể khiến người ta thèm nhỏ nước rãi, liền Vương Nam nghe đều có chút suy nghĩ, thân thể cũng tại ngo ngoe muốn động. Cường ca, người dạng này không tốt lắm đâu dù sao người chết vì lớn, mà lại kia nữ thì tà môn, người không sợ. Vương Nam vẫn có chút sợ, cái này sự tình ngẫm lại liền tốt. Cường tử nói sợ cọng lông, cưới một cái mập bà hắn còn không sợ, còn sợ cái này, nói xong hắn đem cả bao thuốc đều đút cho Vương Nam, nếu như duy trì hắn, hai huynh đệ liền cùng tiến lên, dù sao là thi thể, cũng không cần so đo nhiều như vậy, nếu như không duy trì, cũng mời không nên ngăn cản hắn, làm bộ ngủ cái gì cũng không nhìn thấy, Xong việc sau hắn sẽ đem thuyền lái về chỗ cũ, mọi người làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Vương Nam gãi đầu một cái, do dự thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua tội nghiệp Cường Tử, cầm điếu thuốc nhét vào trong túi lại ngủ trở về. Tạ huynh đệ, Cường Tử nói một câu tạ sau liền tiếp tục đi mở thuyền, chẳng qua Vương Nam cũng rốt cuộc ngủ không được, hắn một con mắt mở một con mắt bế nằm trên bong thuyền nhìn chăm chú lên Cường Tử từng hành động cử chỉ. Qua hồi lâu Thuyền rốt cục lại trở lại nguyên lai like vị trí kia, chỉ nghe thấy đông một tiếng, Cường Tử liền nhảy xuống, Phương Nam có chút bận tâm, dù sao nữ thì tà môn, nhưng hắn cũng không có đứng dậy, qua đại khái sau 5 phút hắn mới biết lo lắng của mình dư thừa, Cường Tử từ trong sông một lần nữa đem cỗ kia mỹ lệ nữ thi vớt lên. Cỗ này nữ thi vốn là rất xinh đẹp, tăng thêm mặc áo cưới liền càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, giọt nước trượt xuống tại nàng tái nhợt trên da lộ ra như vậy yêu mỹ cùng khả nhân vương nam trông thấy cường tử rất là cao hứng hắn thở hào hển đem nữ thi gánh tại trên thân sau đó cao hứng bừng bừng chậm rãi đi hướng bên trong khoang tàu nhưng khi nữ thi rơi vào cường tử trên bờ vai thời điểm đột nhiên mắt của nàng mở ra đồng thời chảy ra huyết lệ mạnh mẽ nhìn xem vương nam đem hắn dọa đến khẽ run rẩy nghẹn ngào hô một câu ta dựa vào quỷ a cường tử bị vương nam bất thình lình tiếng kêu giật mình kêu lên vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì rồi nhưng lại tại cái này thời gian trong nháy mắt, nữ thi lại khôi phục bình thường, giống như vừa rồi hết thảy giống như ảo giác. Không có, không có việc gì, Vương Nam lắc đầu, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lấy hiện tại cường tử trạng thái, đoán chừng nói xác chết vùng dậy hắn đều không để ý. A, à, kia ca bận bịu đi, cường tử cao hứng bừng bừng khiêng nữ thi đi vào khoang tàu, không bao lâu cả con thuyền đều chấn động lên, Vương Nam mắng một câu nương liền ngồi vào thuyền bên cạnh hút thuốc dù sao cái này cảm giác cũng không cách nào ngủ tiếp đại khái qua sau một tiếng cường tử mới mồ hôi nhễ nhại đi ra hắn thở ra một hơi dài một mặt sảng khoái hỏi vương nam muốn một điếu thuốc điểm thoải mái a à, cường tử đối hoàng hà hô to một tiếng liền cùng khải hoàn trở về tướng quân đồng dạng cường ca lợi hại a à, một cái giờ vương nam nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian không khỏi phát ra từ đáy lòng tán dương cường tử lúng túng sờ sờ đầu mặt cười khổ nói đừng hiểu lầm cái này một cái giờ hắn đến ba lần nói xong còn ha ha phá lên cười cái này cùng nữ thần làm phu thê cảm giác thật là thoải mái cái loại cảm giác này là không thể giải thích vương nam người có muốn hay không cũng đi vào cả một lần cường tử đột nhiên hỏi vương nam ngây ra một lúc sau đó cười khổ mà nói cái này không được đâu dù sao cũng là nữ thần của ngươi cường tử nói không quan hệ cái này cũng liền một lần lần sau cũng không có cơ hội này Ngày mai trời vừa sáng, thi thể liền đưa về cho nàng người trong nhà, duyên phận này cũng dừng ở đây. Vương Nam cũng bị Cường Tử nói đến có chút tâm động, tăng thêm hắn hiện tại tuổi tác khí huyết tràn đầy, Cường Tử đánh trận đầu, hắn lo lắng giống như cũng không có nhiều như vậy, tăng thêm hắn còn không có chỉnh chuyện này, khẳng định trong lòng có một ít chờ đợi cùng tò mò, nữ nhân về sau ai cũng sẽ có, nhưng thi thể cũng không nhất định. Đi vào đi, sợ cái gì, người không nói ta không nói, ai biết Cường tử lại một lần nữa thúc giục nói. Vương Nam rốt cục nhịn không được, đem thuốc lá trên tay quăng ra, sau đó cũng xảy bước đi tiến khoang tàu. Đi vào về sau, hắn trông thấy dương tuyết áo cưới bị đặt ở bên cạnh, mà thi thể cái gì cũng không có nằm, dưới chân còn trượt xuống lấy cường tử lưu lại đồ vật. Vương Nam nhìn xem dương tuyết kia trắng nõn như tuyết làn da cùng kia tinh xảo khuôn mặt, hắn thực sự nhịn không được, rất tàu nhanh lại một lần nữa bắt đầu lay động. Uy, huynh đệ, tỉnh, trời sắp sáng, chúng ta nên đi. Cường tử từ bên ngoài tiến đến lay tỉnh ôm lấy dương tuyết phương nam. Phương nam vuốt vuốt mông lung mắt, nhìn một chút điện thoại đã nhanh 5 điểm, tối hôm qua cả mệt mỏi sau liền ôm lấy dương tuyết ngủ. Phương nam sau khi tỉnh lại, hai người bọn họ liền giúp dương tuyết cho một lần nữa mặc vào áo cưới, sau đó đem thi thể cẩn thận từng ly từng tí ném về trong sông. Cường tử còn chìm xuống dưới đem trước đó tảng đá cho buộc lên, dạng này liền phòng ngừa sai sót. Giải quyết hết thảy về sau, hai người liền lái thuyền về bờ, cường tử căn dặn vương nam, cái này sự tình tuyệt đối đừng nói ra, nếu như bị bạch đầu thúc bọn hắn biết, kia đều có thể đem hai bọn họ cho giết, đây vốn chính là vất thi đệ nhất cấm kỵ, cũng không thể để bất luận kẻ nào biết. Vương nam cái này là lần đầu tiên vất thi, thấy cường tử nói đến nghiêm trọng như vậy, hắn dọa đến nhẹ gật đầu, phát thể nói coi như xé rách miệng của hắn cũng sẽ không nói. Vương nam chém đình chặt sắt cam đoan về sau. Cường tử mới yên tâm, hiện tại còn sớm, hai người tranh thủ thời gian nằm xuống tiếp tục ngủ bù. Uy, tỉnh, cường tử đi đâu rồi? Vương Nam lại một lần nữa bị đánh thức, cái này lúc sau đã là 9 giờ sáng, bạch đầu thúc cùng bạch tuộc mang bữa sáng đến cho cường tử cùng Vương Nam, ăn no sau liền có thể vớt thi, nhưng lúc này cường tử thế mà không gặp. Vương Nam trên thuyền tìm một vòng, xác thực không có trông thấy cường tử, hắn nói chẳng lẽ cường tử đi tiểu tiện vẫn chưa về. Cái này cũng không phải là không thể được, thế là ba người đành phải tiếp tục chờ. Vương Nam lung tung hướng miệng bên trong đút lấy bữa sáng, mà bạch đầu thúc cùng bạch tuộc thì câu được câu không hút thuốc ống. Ba người chờ gần nửa giờ đều không có thấy cường tử trở về, Vương Nam hơi không kiên nhẫn, gọi bạch tuộc gọi điện thoại di động hắn A. Bạch tuộc lắc đầu, nói tiểu tử này ra thuyền vớt thi cho tới bây giờ đều không mang điện thoại, đi đâu đánh tới. Không có điện thoại vậy liền phiền phức, một người sống sờ sờ làm sao tìm được hắn dài chân cũng không biết chạy đi đâu bạch đầu thúc thấy tình huống không đúng vội vàng hỏi tối hôm qua có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì vương nam cũng không dám đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho bạch đầu thúc hắn nói láo cũng không có chuyện kỳ quái gì hai người một mực đang trên thuyền đi ngủ hắn bị đánh thức sau cường tử liền không gặp bọn hắn chỉ đành chịu lại chờ nửa giờ nhưng cường tử vẫn chưa trở về bạch tuộc phun ra một cái vòng khói mắng một câu nương nói không đợi, thuyền không có lái đi ra ngoài, cường tử thủy tính lại tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì. Bạch đầu thúc cùng vương nam hai mặt nhìn nhau về sau, cũng đồng ý bạch tuộc thuyết pháp, bạch đầu thúc đứng dậy đi mở thuyền, rất nhanh liền đi vào tối hôm qua nữ thi vị trí kia. Bạch đầu thúc cho bạch tuộc cùng vương nam mặc lên dây thừng, để hai người bọn họ đi vớt thi, mà chính hắn thì trên thuyền chi viện cùng trưởng thuyền. Vương Nam cùng Bạch Tuộc chuẩn bị một chút về sau, đông một tiếng liền nhảy vào trong sông, vương nam đi theo bạch tuộc sau lưng một mực du lịch không bao lâu đã nhìn thấy đáy sông trầm xuống cố kia nữ thi nàng áo cưới tại đáy sông hạ tản ra mặt hướng xuống đầu hướng lên trên có một khối đá cột vào ngang hông của nàng không phải dòng nước vội như vậy thi thể đã sớm không gặp bạch tuộc cho vương nam làm một cái thủ thế ra hiệu hắn đi giải dây thừng bạch tuộc thì đi vớt thi vương nam nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ vương nam đạp chết thẳng cẳng thân thể linh hoạt bơi về phía tảng đá kia Hắn đem dây thừng túm trong tay, khó khăn giải ra nút thắt, dây thừng trong nước cũng không tốt giải, Vương Nam phí sức chín châu hai hổ mới đem dây thừng cho giải khai, không biết tối hôm qua cường tử một người làm sao thao tác, thế mà một người đem nữ thi cho mang lên đi, có thể thấy được kỹ năng bơi của hắn là thật tốt. Cởi dây về sau, Vương Nam đối Bạch Tuộc làm một cái ok thủ thế, biểu thị đã giải quyết. Bạch Tuộc minh bạch về sau, quay người liền khiêng nữ thi hướng thượng du đi, Vương Nam cũng nhanh đến cực hạt vội vàng hướng thượng du nhưng lúc này đột nhiên có một cái tay níu lại hắn chân đem vương nam giật nảy mình sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch vương nam một bên đạp chân một bên xoay người hướng dưới chân nhìn lại có thể để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là dưới chân căn bản cái gì cũng không có chẳng lẽ vừa rồi kia một chút là ảo giác đi mau đốt thuyền đốt thuyền đúng vào lúc này đột nhiên vương nam vang lên bên tai một trận tan nát cõi lòng tiếng kêu to thanh âm này vương nam nhận ra được là cường tử thanh âm, nhưng cái này đáy sông chung quanh nào có cái gì cường tử. Thật sự là gặp quỷ, Vương Nam ở trong lòng chửi mắng một câu tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó lại cũng không nín được, liều mạng nổi lên mặt nước. Vương Nam nổi lên mặt nước về sau, bạch tuộc đã tại bạch đầu thúc trợ giúp hạ đem nữ thi khiêng lên đi. Ngay tại lúc này, trên thuyền bạch đầu thúc cùng bạch tuộc thế mà đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, Vương Nam lau mặt một cái bên trên giọt nước, biết chắc là xảy ra chuyện, Hắn không nói hai lời liền liều mạng bò lên trên thuyền. Chờ hắn lên thuyền về sau, cũng phát ra một tiếng kinh hô, mà lại thanh âm so hai người khác còn muốn lớn, bởi vì bạch tuộc khiêng lên đến cũng không phải là nữ thi, mà là cường tử. Món kia áo cưới phía dưới người chính là biến mất cường tử. Vương Nam dùng tay đi dò xét một chút cường tử hô hấp, đã không có khí, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, một người chết không thể nghi ngờ, chẳng qua có một chút rất kỳ quái. Cường Tử tóc cũng biến thành cùng nữ nhân đồng dạng dài. Vương Nam muốn dùng tay đi kéo một chút phân rõ hạ thật giả, nhưng lại để bạch đầu thúc ngăn cản. Đừng đụng, tóc này không là của hắn. Nhìn kỹ đầu hắn ra, bạch đầu thúc nói. Vương Nam trợn to mắt thấy hướng Cường Tử ra đầu, hắn phát hiện những cái kia tóc cũng không phải là sinh trưởng ở Cường Tử trên đầu, mà là tiến vào Cường Tử ra đầu bên trong, liền cùng côn trùng đồng dạng phi thường dọa người. Cường Tử trên ra đầu còn có lít nha lít nhít tơ máu vải. Bạch tuộc ngồi xổm ở cường tử bên người ôm đầu khóc giống, bạch đầu thúc không ngừng an ủi hắn, Phương Nam trong lòng lại bị sợ hãi cùng tò mò chiếm hết, cụ thể tình huống như thế nào chỉ có hắn biết, cường tử sau khi trở về liền cùng hắn cùng một chỗ ngủ, thuyền cũng không động tới, hắn là thế nào bơi về tới đó. Áo cưới lại vì cái gì xuyên tại trên người hắn, Phương Nam càng nghĩ càng không đúng lực, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đúng vào lúc này, đột nhiên ba một tiếng, bạch đầu thúc một bàn tay đập vào Vương Nam trên mặt, một trường kia cực kỳ hung ác, đem vương nam khóe miệng đều phiến ra một đạo tơ máu, trên mặt cũng lưu lại một cái rõ ràng dấu bàn tay, nhưng là nhờ có cái này bàn tay, vương nam mới đem trên người tất cả sợ hãi cho khu trừ, nhưng hắn lại vẫn lòng còn sợ hãi. Nói, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi nếu như an phận ở tại bên bờ, cường tử không thể lại xảy ra chuyện. Bạch đầu thúc là người biết chuyện, liếc mắt liền nhìn ra cái này sự tình mánh khóe lúc đầu vương nam đánh chết cũng sẽ không nói nhưng cường tử đã chết rồi cái này sự tình chụp xuống đi cũng không có ý nghĩa thế là hắn một năm một mười đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói ra vương nam vừa mới nói xong bạch đầu thúc liền cầm lấy ống khói hướng vương nam trên đầu nệt bạch tuộc vội vàng kéo lại hắn nói ngươi có phải hay không muốn đánh chết hắn cường tử đã xảy ra chuyện ngươi cũng muốn đánh chết một cái mới an tâm sao bạch đầu thúc chừng vương nam liếc mắt lúc này mới đem ống khói đem thả hạ Vương Nam dọa đến một thân mồ hôi lạnh, ngậm miệng ngồi xổm ở trên thuyền không còn dám lên tiếng. Lão Bạch, cái này sự tình thật đúng là không thể trách Vương Nam, đều là cường tử mình phạm sai, kia nữ thi tà môn như vậy, hắn thế mà còn dám đánh người ta chủ ý, hắn không chết ai chết, ta cũng có nổi, ta liền không nên kiên trì vớt cô thi thể này. Bạch tuộc ôm đầu quỳ dạp xuống cường tử bên người khóc giống. Vương Nam lúc này cẩn thận từng ly từng tí dựng một câu nói, cường tử cùng hắn đều đụng nữ thi vì cái gì cường tử chết rồi, hắn không có việc gì. Bạch đầu thúc lại trừng vương nam liếc mắt, dọa đến đầu hắn co rụt lại, không dám nói nữa. Người cái nhị lăng tử, cường tử xuống nước vất thi thời điểm, liền không có lại đi lên qua, hắn đã sớm chết. Bạch đầu thúc đột nhiên đối vương nam mắng. Vương nam nghe chân mềm nhũn, kém chút quỳ dạp xuống trên thuyền, cái gì? Hắn không phải đem nữ thi dẫn tới sao? Kia, vậy ta nhìn thấy cường tử là cái gì? Hắn, hắn không phải còn cùng nữ thi. Nhìn cái rắm, nữ thi là đi lên, nhưng là chính nàng đi lên, cường tử là thứ đồ gì không ai biết, nhưng hắn xuống nước thời điểm liền tuyệt đối không tiếp tục đi lên. Bạch đầu thúc sờ mấy lần cường tử thi thể chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy cường tử, không có khả năng. Vương Nam tự mình lẩm bẩm người đã cùng mất hồn giống như, bạch đầu thúc thấy có điểm gì là lạ, lại một chân đá vào cái mông của hắn thượng nhân mới tỉnh lại. Lão bạch, cái này sự tình khá là quái dị, theo lý thuyết phương nam tối hôm qua hẳn là cũng không về được, nhưng hắn thế mà không có việc gì. Bạch tuộc một bên lau nước mắt vừa nói. Bạch đầu thúc cũng nhẹ gật đầu, nói chuyện này có chút không phải rất rõ ràng, nữ thi khẳng định không phải loại lương thiệt, nhìn cường tử tử trạng quỷ dị như vậy liền biết, chết được thảm chỉ có thể nói rõ hung, chết được quỷ dị vậy liền gọi tà môn lúc này bạch đầu thúc phát hiện cường tử hai cánh tay riêng phần mình nắm lấy thứ gì hắn dùng sức lật ra đến xem phát hiện là một tấm áp phích cùng ảnh chụp trên poster là nữ thi mà ảnh chụp thế mà là vương nam không có khả năng chuyện gì xảy ra rõ ràng cái này trên tấm ảnh là một cái mập bà là cường tử chưa quá môn nàng dâu vương nam cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi hắn đem ảnh chụp đoạt tới liều mạng xé nhưng lại làm sao đều xé không nát dùng hỏa thiêu cũng nốt không được kinh khủng nhất chính là ảnh chụp thế mà chậm rãi biến thành đen trắng. Sau đó trên poster nữ thi không gặp, nhưng nàng cũng không phải là biến mất, mà là chuyển di, nàng chuyển rời đến ảnh đen trắng đi lên, biến thành cùng vương nam chụp ảnh chung. Được, ta rốt cuộc nhìn ra mánh khóe, nữ thi này chính là coi trọng ngươi tiểu tử. Bạch đầu thúc nói, vương nam dựa vào một tiếng, nói bạch đầu thúc ngươi không có lầm chứ. Nữ thi lại không biết hắn, làm sao lại coi trọng hắn đâu như thế chuyện kinh khủng có thể hay không đừng nói mò. Bạch đầu thúc trợn nhìn vương nam liếc mắt, nói mò cái rắm nếu như nàng không phải coi trọng ngươi, tối hôm qua ngươi sớm mất mạng, còn có thể để ngươi làm một đêm tân lang, tiểu tử thúi, ngươi còn phải cảm tạ nàng coi trọng ngươi. Bạch đầu thúc nói đến ra dáng đem vương nam dọa đến khẽ run rẩy hắn lập tức quỳ trên mặt đất khẩn cầu, bạch đầu thúc ngươi mau cứu ta, ta cũng không muốn cưới một bộ nữ thi, nhà ta chỉ có ta một đứa con trai, ta cũng không thể chết, ra ra nãi nãi đang ở nhà chờ lấy ta trở về đâu. Lần này Vương Nam bắt đầu hối hận, sớm biết liền không nên đến vất thi, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tình nguyện trong nhà làm ruộng cũng không cần đi vớt thi. Được rồi, được rồi, mau dậy đi, nhìn người kiệu ớt ức giảng. Bạch đầu thúc vội vàng đem Vương Nam cho đỡ lên. Bạch đầu thúc nói, cái này thi lại hung, nàng cũng là thủy thi, chết trong nước thi thể mình là chạy không được, chỉ cần không vớt nàng, vậy liền vạn sự đại cát, lại tà môn cũng vô dụng. Vương Nam nghe cảm thấy có đạo lý, vội vàng đi mở thuyền, càng sớm rời đi cái này tà môn địa phương càng tốt, cứ việc hiện tại là ban ngày hắn cũng cảm giác cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hoàng Hà thật đúng là cái quỷ dị địa phương, phàm là bất luận cái gì lịch sử lâu đời địa phương đều rất tà môn. Không được, cường tử đã chết rồi, vậy cái này thi liền càng thêm không phải vớt không thể, ta không thể để cho cường tử chết vô ích. Bạch tuộc đem vương nam kéo lại, không để hắn đi mở thuyền. Bát thúc, người điên ư, người không muốn sống sao? Vương Nam la lớn, tiền này trọng yếu đến đâu, có thể trọng yếu quá mệnh sao? Mệnh không có, tiền có thể hoa sao? Bạch tuộc nói hắn đặt quyết tâm, chẳng qua hắn cũng là người thông tình đạt lý, nếu như bạch đầu thúc cùng Vương Nam không nguyện ý, có thể đi. Lúc này bạch đầu thúc gõ gõ ông khói, thuốc lá cho đổ ra, hắn mắt gắt gao nhìn chằm chằm cường tử thi thể không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nói, ta đồng ý tiếp tục vớt thi. Vương Nam nghe bạch đầu thúc đồng ý kiên trì vớt thi, người lập tức liền khẩn trương lên, hô to các người đều điên, biết rõ nữ thi tà môn, cường tử lại chết rồi, còn vớt cái gì cái dám thi. Các người đều không cần mệnh thật sao? Vương Nam nói trực tiếp đi đem thuyền mở trở về, bạch đầu thúc cùng bạch tuộc cũng mặc kệ hắn, hai người đều trên bong thuyền nhìn xem cường tử thi thể hút tàu thuốc. Chờ thuyền cập bờ về sau, vương nam nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt trực tiếp liền hạ thuyền về nhà bạch đầu thúc cùng bạch tuộc cũng không ngăn cản hắn bọn hắn trên thuyền không rên một tiếng thẳng đến vương nam rời đi vương nam sau khi về đến nhà ra ra nãi nãi để ra nghi vấn hắn hôm qua đi đâu rồi làm sao người đi cũng không nói một tiếng hại hai người bọn hắn tìm khắp nơi vương nam tùy tiện qua loa tắc trách một cái lý do nói đi qua sau đó liền chui tiến gian phòng mê đầu ngủ say Ban đêm sau khi tỉnh lại Vương Nam toàn thân bùn rùn, có thể là tối hôm qua làm chuyện này quá nhiều lần, nghỉ ngơi nửa ngày vẫn là không có khôi phục lại, vội vàng đào hai ngụm sau bữa ăn liền lại ngã đầu ngủ say, không sai biệt lắm một giờ sáng nhiều hắn mới bị một chàng tiếng gõ cửa cho đánh thức. Vương Nam rụi rụi mắt, mắng một câu nương, cái này nửa đêm canh ba cái kia con ma chết sớm ở đâu gõ cửa, không cần ngủ sao. Vương Nam một bên ngáp một cái một bên chậm rãi đi đi mở cửa, nhưng khi hắn nhìn thấy ngoài cửa người thời điểm dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất cỗ kia nữ thì thế mà tìm tới cửa quỷ 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 a vương nam hét lên một tiếng sau đó chạy tới gian phòng tìm ra ra nãi nãi nhị lão tỉnh sau hỏi hắn chuyện gì có phải là thấy ác mộng làm sao đột nhiên nửa đêm gọi quỷ vương nam không dám đem mình trải qua sự tình nói cho bọn hắn chỉ nói là vừa rồi có một nữ nhân gõ cửa hắn xem xét dáng dấp cùng nữ quỷ đồng dạng nhưng dọa người nhị lão nghe xong cái này sự tình có chút huyền cũng vội vàng đi theo ra ngoài nhìn là chuyện gì xảy ra nhưng đến ngoài cửa về sau không có bất kỳ ai ở đâu ra nữ nhân còn nói vừa rồi bọn hắn cũng không có nghe được tiếng đập cửa vương nam có phải là mộng du vương nam gãi đầu một cái trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái thật chẳng lẽ là mình mộng du rồi nhị lão thấy là sợ bóng sợ gió một trận cũng không nói gì nữa trở về phòng của mình đi ngủ vương nam ngáp một cái làm mới vừa rồi là tự mình làm ác mộng, hắn đem đại môn đóng lại sau lại mình trở về phòng. Có thể để hắn cảm thấy dùng mình chính là, cô kia nữ thi thế mà ngồi tại bên giường của hắn, lộ ra một đôi con ngươi màu trắng cười quỷ quyệt nhìn về phía hắn. Lão công, tới, nữ thi thế mà mở miệng nói chuyện, còn gọi vương nam lão công. Má ơi, quỷ, quỷ, vương nam dọa đến khẽ run rẩy, lại phóng tới vừa rồi ra ra nãi nãi gian phòng, nhưng lần này cửa phòng đã mở không ra, hắn liều mạng gõ cửa cũng không có phản ứng giống như trong phòng không có người đồng dạng đúng vào lúc này đột nhiên một đôi băng lãnh tay túm tại trên cổ của hắn vương nam liền chỗ trống để né tránh đều không có liền bị nàng kéo về giường là ngươi nói muốn cưới ta làm lão bà không thể chơi xấu nếu không nữ thì nói băng lãnh móng tay chậm rãi rót vào đến vương nam trong da ta cưới ta cưới đừng có giết ta vương nam dọa đến đều nhanh muốn tè ra quần ghi nhớ mỗi ngày trời vừa dạng sáng ta đều sẽ tới cùng ngươi ngủ một tháng sau, ngươi muốn cùng ta thành hôn. Nữ Thi uy hiếp nói. Vương Nam nào dám không theo, liền vội vàng gật đầu nói xong, không phải mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, hắn vạn vạn không nghĩ tới Nữ Thi này kinh khủng như vậy, thế mà theo tới trong nhà, bạch đầu thúc không phải nói Thủy Thi không lên bờ sao? hợp lại đều là gạt người a. Vương Nam đáp ứng về sau, Nữ Thi cũng không hù dọa hắn kéo xuống màn cửa cùng màn làm lên chuyện tối ngày hôm qua, cái này vốn nên là nam nhân một lớn chuyện lý thú, nhưng vương nam lại cực kỳ đau khổ, trong lòng bên trên sợ hãi cùng cha tấn đã sớm vượt qua trên thân thể vui vẻ. Buổi sáng gà vừa gọi, nữ thi liền sẽ rời đi, vương nam bị nữ thi tra tấn một đêm, xuống giường chân đều có chút mềm, chẳng qua hắn cũng không lo được những cái này, nấu hai cái trứng gà ăn xong liền trở về tìm bạch đầu thúc bọn hắn. Vương Nam đi đến Hoàng Hà lúc sau đã gần 10 điểm, nhưng bạch đầu thúc không có ở, thuyền cũng không thấy, Vương Nam đánh điện thoại của hắn lại là tắt máy, hắn đành phải lại chạy về trong thôn, nhưng bạch đầu thúc cũng là không ở nhà, lúc này Vương Nam thật sự là muốn tự tử đều có. Tại bây giờ không có biện pháp tình huống dưới, Vương Nam đành phải gọi điện thoại cầu trợ ở cha mẹ của mình. Phụ mẫu nghe xong cái này sự tình như thế tà môn, vội vàng đánh một khoản tiền cho Vương Nam đi tìm cao nhân cứu mạc, bọn hắn tại chỗ rất xa làm công trong lúc nhất thời cũng không về được, chỉ có thể dựa vào chính hắn, thế là Vương Nam tại bằng hữu giới thiệu tìm đến tiệm chúng ta. Nghe xong Vương Nam sự tình về sau, ta cùng mập mạp cũng cao mày lên, ta hỏi mập mạp nghĩ gì thế? Mập mạp cười hắc hắc, lộ ra một cái không đứng đắn nụ cười, nói cùng nữ thi kia cái gì, có cảm giác gì? Ta nhổ vào một tiếng nhà hắn một ngụm nước miếng, để hắn cút nhanh lên, trong đầu cũng muốn chút lung tung ngổn ngang. Vương Nam cũng cười khổ một cái, nói nếu như phát sinh trên người các ngươi liền biết nghĩ đến là rất thoải mái nhưng trên thực tế sống không bằng chết còn sợ hãi tê cả da đầu ta phất phất tay ra hiệu bọn hắn không muốn thảo luận vấn đề này trước nói chính sự vương nam nhẹ gật đầu nói cỗ này nữ thi liền xin nhờ chúng ta hắn không muốn chết cũng không muốn cưới một cỗ thi thể nghe đều cách ứng người ta lại khoát tay áo nói chính sự không phải cái này chính sự là đàm một chút giá cả vương nam kém chút không có tức ngã vội vàng hỏi ta phải thu bao nhiêu tiền lúc này mập mạp liếm liếm ngón tay sau đó cầm lấy máy tính bô bô tính cũng không biết hắn đang tính thứ gì không bao lâu hắn liền vươn hai cái ngón tay nói tiểu ca một hơi giá hai vạn cái gì ăn cướp a à, ta chỉ có tám ngàn cha mẹ liền đánh cho ta như thế điểm vương nam hét lên mập mạp dựa vào một tiếng nói người chút tiền này vừa rồi cũng dám nói tiền không là vấn đề, đùa hai ta chơi đâu. Vương Nam cười khổ một cái, nói hắn cũng không biết trừ tà thế mà muốn đắt như vậy, hắn suy nghĩ tám ngàn còn có thể thừa một nửa đâu. Không nghĩ tới tính sai. Mập mạp lườm hắn một cái, nói đây chính là cứu mạng tiền, người cảm thấy mình mệnh chỉ trị giá tám ngàn sao. Sau khi nói xong nhìn ta liếc mắt, hắn đang trưng cầu ý kiến của ta, làm ăn này là nhận hay là không nhận. Tiếp, tám ngàn liền tám ngàn, giết ngươi, ta vỗ nhẹ xe lăn nói. Hiện tại một điểm đều là tiền, nhiều kiếm một điểm liền có thể sớm một chút cho mốc cô làm giải phẫu, một phân tiền ta đều không thể bỏ qua. Lúc này Vương Nam liền đem bốn ngàn khối móc ra, nói còn lại một nửa sau khi chuyện thành công lại cho. Thành, dẫn đường, ta căn dặn mập mạp thu thập xong đạo cụ, sau đó hai người liền có thể lên đường. Mập mạp tiến đến bên tai của ta hỏi, liền ngươi bây giờ chẳng huống này, có thể thu phục nữ thi không? Ta lắc đầu, nói lần này không phải ta, mà là ngươi đi thu phục. Mập mạp lui lại một bước, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ta. Nói nhảm, ta bộ dáng như hiện tại, đừng nói nữ thi, liền vương nam ra ra nãi nãi ta cũng không nhất định có thể đánh được, còn thu cái rắm Mập mạp vừa rồi giả bộ còn rất thần khí, nhưng bây giờ cũng không vui lòng, hắn nói kia nữ thi như thế dữ dội, mình lại lớn lên đẹp trai như vậy, muốn cho coi trọng, còn không phải cho nữ thi làm áp trại phu nhân. Ta lườm hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi không có tấm gương cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, nữ thi là chết rồi, nhưng không phải mù, ai mà thèm ngươi. Chẳng qua tâm lý mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng lại phải dỗ dành lấy hắn, không phải tiểu tử này không làm kia tám ngàn khối liền ngâm nước nóng. Bàn ca, không phải ta vuốt mông ngựa, liền ngươi bây giờ đạo hành, đối phó kia nữ thi dư xài, bình thường ngươi chỉ là không có cơ hội biểu hiện thôi, tin tưởng ta, nếu như ta lừa ngươi ngày mai thi ngôn đi ra ngoài liền bị xe đâm chết. Ta chém đinh chặt sắt nói. Mập mạp vỗ nhẹ lồng ngực, nói vậy dĩ nhiên là, chỉ là hắn làm người khiêm tốn, đem cơ hội biểu hiện đều để cho ta, mình mặc mặc tại phía sau màn lấy tiền, ta làm huynh đệ tự nhiên không tranh cái này, hiện tại ta gặp nạn, nên hắn rời núi thời điểm. Ta trộm nở nụ cười, đối mập mạp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói bản ra thật là biết điều. Đã mập mạp nguyện ý xuất mã, kia tất cả vấn đề đều giải quyết, chính là cái này xe lăn muốn hay không trả lại cho người ta. Ta do dự chỉ chốc lát, nói tạm thời không cần, mập mạp có chút không rõ, hắn hỏi ta không sợ cái này xe lăn lại quấy phá sao? Ta hỏi hắn lấy tới một tấm hoàng phù, sau đó dán tại xe lăn trên lan can, lập tức loại kia dâm mát cảm giác liền biến mất. Dạng này chẳng phải giải quyết sao? Đi thôi, ta la lớn, cái này xe lăn nếu như trả lại cái kia mập mạp liền phải nhấc lên ta đi qua, phiền toái như vậy, nếu như ta không đi cũng không được, mập mạp khẳng định là không giải quyết được, thủy thi không lên bờ, kia nữ thì còn có thể ngàn dặm xa xôi đi theo vương nam về nhà, có thể thấy được chút ít. Chúng ta gọi chiếc xe, sau đó ba người thẳng đến vương nam nhà phòng, đại khái ba giờ sau chúng ta mới đến. Mập mạp đẩy ta đi vào vương nam nhà, còn không có vào trong nhà miệng ta liền vẫy vẫy tay ra hiệu mập mạp dừng lại, ta dùng sức hít hà, hoàn toàn chính xác nghe được một cỗ thi khí, ta nhìn trời một chút, tối thiểu còn có hơn 4 giờ khả năng đêm đen đến, mà lại nữ thi trời vừa rạng sáng mới xuất hiện, còn có sắp xếp chờ. Ta phân phó Vương Nam đi mua một cân gạo nếp trở về, muốn chờ trời tối lại rơi tại trước cửa, nếu không nông thôn con gà nhiều, không có mấy lần gạo nếp liền sẽ bị thu thập sạch sẽ. Vương Nam đi mua gạo thời điểm, hắn ra ra nãi nãi ra tới chào hỏi chúng ta, nhị lão rất nhiệt tình, giết con gà chiêu đãi chúng ta, mập mạp ăn đến nhưng hương, cả ngón tay đều liếm lấy sạch sẽ. Phương Nam trở về thời điểm cũng liền thừa cái đầu gà phao câu gà, mập mạp còn không xấu hổ ở một cái. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta ba liền bắt đầu đấu địa chủ, một mực mệt đến nằm xuống hai người bọn họ mới ngã trên mặt đất ngủ, mà ta thì nhắm mắt lại ngồi tại trên xe lăn dưỡng thần. Đại khái đến dạng sáng một lúc thời điểm, đột nhiên liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ta hừ lạnh một chút, thật là đúng giờ. Vương Nam đã bị làm tỉnh lại, nhưng mập mạp lại còn ngủ được cùng một con như heo, may mắn ta hiện tại hành động bất tiệt, không phải ta một chân liền có thể đạp chết hắn. Vương Nam đem mập mạp lay tỉnh về sau, hắn dọa đến vội vàng cầm trương hoàng phù ngăn tại mình trên chán buồn cười hô, yêu nghiệt phương nào, mời nhanh chóng rời đi, không phải đừng trách bản đạo hạ thủ không lưu tình. Móa, đại ca, người mù hô cái gì, nữ thi ở ngoài cửa. Ta nhắc nhở, thật sự là đồng đội như heo. Mập mạp a à a à hai tiếng, sau đó nhìn Vương Nam liếc mắt, ra hiệu hắn đi mở cửa, mập mạp chết bầm này người so khỉ còn tinh. Vương Nam lắc đầu, nói hắn không dám, nữ thi này cũng không phải bình thường dữ dội. Mập mạp vội vàng đạp hắn một chân, gọi người đi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn muốn sống hay không rồi. Có hai vị đại sư tại phía sau ngươi hộ pháp, ngươi sợ cái gì? Vương Nam không có cách nào, đành phải đi từ từ hướng cạnh cửa, hắn quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt, cùng chúng ta xác định ánh mắt về sau mới dám giữ cửa cho mở ra, nhưng mở cửa sau hắn liền hoa một tiếng, sau đó cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng chạy về. Đại sư, đến đến, thật sự là nàng, nữ thi đến rồi. Vương Nam dọa đến chăm chú trốn ở đằng sau ta. Mập mạp lúc này tay trái linh đang, tay phải cầm hoàng phù, sau đó thân thể tại kia lung tung lắc lắc, miệng bên trong cũng không biết đang nói nói tục vẫn là đọc chú ngữ, dù sao ta một câu nghe không hiểu, Đại ca, người ra ngoài nha, người đặt đang làm gì? Khiêu vũ vẫn là hát vở kịch, ta có chút giờ khóc giờ cười, nữ thi đều đến, hắn còn ở lại chỗ này bày trận thế. Tiểu ca đừng vội, bản đạo đợi nàng tiến đến lại chừng trị nàng. Mập mạp nói nàng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chờ ngươi muội, nói trắng ra không phải liền là sợ sao. Con chuột này gan, cùng ta lâu như vậy vẫn là một điểm không thay đổi. Vương Đại Sư, nàng vào không được. Vương Nam ở trước cửa đổ gạo nếp, hiện tại nàng chân đã bị dính trụ, chính là người tiêu diệt nàng thời cơ tốt, người bây giờ không lên chờ đến khi nào. Ta khích lệ nói, mập mạp nửa tin nửa ngờ nhìn ta, sau đó lại nhìn một chút ngoài cửa phòng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là không dám ra ngoài. Vương Đại Sư, người sẽ không phải là sợ đi, không có cách nào, con chuột này gan ta phải dùng phép khích tướng mới được. Người mới sợ, nếu như ta sợ, vậy ta chữ Vương sẽ ghi ngược lại, xem thường ta. Mập mạp bị ta kích một chút, hỏa khí lập tức đi lên, nói xong cũng nhanh chân liền xông ra ngoài, ta có chút không yên lòng, ra hiệu vương nam cũng đẩy ta cùng ra ngoài. Mập mạp phía trước ta ở phía sau, chờ ta đi vào ngoài cửa lớn thời điểm, đột nhiên mập mạp liền toàn bộ quảng đi qua, may mắn vương nam bắt mắt, lập tức liền quay chuyển xe lăn tránh đi, không phải bị mập mạp ép một chút, xác định vững chắc một mệnh ô hô. Mập mạp quảng xuống đất ngẩng đầu che ngực nói, tiểu ca, nữ thi này hung mãnh quá, ta hết sức. Ta nhìn mập mạp ngực kia năm đầu thật dài ngón tay ngấn, cười khổ một cái, ngươi là hết sức, nhưng ngươi liền 5 giây đều không có kháng trụ A à đại huynh đệ. Oa, 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 nữ thi liều mạng đối chúng ta chu lên, hai tay của nàng cũng hướng chúng ta vung vẩy tới, nhưng bất đắc dĩ hai chân bị gạo nếp chăm chú dính trụ, không cách nào động đậy, chẳng qua gạo nếp ngay tại chậm rãi thiêu đốt, đoán chừng cũng khốn không được nàng bao lâu. Vương Nam dọa đến trốn ở ta xe lăn phía sau, cũng không dám nhìn hướng nữ thi, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Ta nhìn nữ thi liếc mắt, phát hiện nàng thật cùng Vương Nam nói đến đồng dạng, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, còn mặc áo cưới, nếu như đây không phải một bộ sớm đã chết đi thi thể, vậy khẳng định là một cái siêu cấp đẹp tân nương tử, còn trẻ như vậy liền chết rồi, thật nhiều đáng tiếc. Tiểu ca, đừng nhìn, tiếp xuống nên làm cái gì? Mập mạp từ dưới đất lảo đảo bò lên uể oải mà hỏi giống như kia một chút bị thương không nhẹ thưa dịp nàng không thể động cầm hỏa thiêu nàng ta vội vàng hô mặc kệ là cỡ nào tà môn thi thể một mồi lửa luôn có thể giải quyết vấn đề biến thành cho lại tà môn cũng vô dụng đi a à, thất thần làm gì trong nhà có dầu thắp sao rồi trên người nàng ta vội vàng đánh thức dọa phát sợ vương nam vương nam tỉnh ngộ lại về sau vội vàng đi tìm đến một hũ dầu thắp sau đó toàn dội tại nữ thi trên thân dầu thắp rội tại nữ thi trên thân về sau nàng giống như ý thức được cái gì cùng một đầu như chó điên dương nanh múa vuốt dưới chân gạo nếp đã trở nên lại đen vừa thối còn có một tầng thật dày chất lỏng từ nữ thi dưới chân chảy ra ta đoán chừng là thi dầu châm lửa a à, thất thần làm gì ta vội vàng thúc giục nói vương nam xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu sau đó nơm nớp lo sợ đem cái bật lửa cho móc ra nhưng hắn khả năng quá khẩn trương cái này cái bật lửa làm sao đều đánh không được ta nhìn trong lòng đều chỉ muốn chửi thề. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, gạo nếp liền cùng pháo đồng dạng bạo ra, nữ thi chân buông lỏng, rốt cục giải phóng, sau đó mặt mày giữ tợn hướng Vương Nam nhào tới. Vương Nam dọa đến tay khẽ run rẩy, cái bật lửa rứt khoát cho ném trên mặt đất, trong lòng ta lạc trèo lên một chút, hô to một tiếng, mập mạp, làm hắn. Mập mạp hiểu ý về sau, trực tiếp dùng hoàng phù hướng nữ thi trên đầu rán, nhưng hắn thủ pháp này quá vụng về, nữ thi lệch ra đầu liền tránh khỏi, sau đó một móng vuốt bóp lấy cổ của hắn liền cho nâng lên giữa không trung, không bao lâu cổ của hắn trở lên đều biến thành tử sắc, cả người xuất khí so tiến khí còn nhiều. Nhỏ, tiểu ca, cứu ta, mập mạp dẫy dụa lấy phun ra một câu cầu cứu, tay cũng hướng ta bên này chiêu. Ta mắng một câu nương, trong lòng tự nhủ ta hiện tại làm sao cứu ngươi, ta chẳng qua là cái gió tàn bệnh nhân, liên lộ đều đi không được giao linh đang, nhanh giao trong tay ngươi linh đang. Ta vội vàng đối mập mạp hô. Mập mạp lúc này mới nhớ tới trong tay mình dắt lấy cái linh đang, sau đó dùng hết chút sức lực cuối cùng dung vang linh đang. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, linh đang ứng thanh vang lên, một trận thanh âm thanh thúy chuyển ra. Nữ thi phát ra a à một tiếng, bịt lấy lỗ tai vội vàng lui về phía sau, biểu lộ có chút đau khổ. Thừa dịp cái này quay người kỳ, ta gọi vương nam nhanh cầm lấy cái bật lửa đi nhóm lửa nữ thi trên người dầu thấp, không phải đêm nay mọi người muốn một nồi quen, bằng mập mạp bản lĩnh căn bản liền không trị nổi nàng. Vương nam nghe ta về sau, ừ một tiếng, sau đó liền nơm nớp lo sợ đem cái bật lửa nhặt lên, nhưng lúc này nữ thi đột nhiên đối vương nam đến một chân, hắn liền cùng quả cầu đồng dạng bị đá bay ra ngoài, còn đụng ngã không ít cái bàn, phát ra bên trong cách cách thanh âm. Vương Nam ra ra nãi nãi nghe tiếng chạy ra, nhìn thấy nữ thi giật nảy mình, tay chân đều đang run rẩy nhưng nhị lão vì bảo hộ cháu trai cũng là liều, cầm cây trổi liền hướng nữ thi quét ngang qua. Đừng, đừng đi qua, nguy hiểm, ta vội vàng lớn tiếng ngăn cản, bọn hắn cái này niên kỷ, đi lên cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nhưng ta giống như cũng không có cái gì tác dụng, nhị lão đã đón đầu sông tới, dùng cây trổi liều mạng đập lấy nữ thi. Nữ thi mới đầu dùng tay che chắn, về sau giống như cũng giận, tay quét qua, cây trổi liền gãy thành hai nửa, nàng một cái tay bóp lấy một cái, sau đó hướng bên cạnh dùng sức văng ra ngoài, nhị lão đụng vào trên tường về sau, trên trán xảy ra chút máu, người cũng hôn mê bất tỉnh. Ta xem xét tình huống không quá lạc quan, không có cách nào, chỉ có thể mình tự thân lên trận, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mập mạp, tới phụ trợ ta, ta la lớn. Mập mạp từ dưới đất bò dậy, lăn mình một cái đi vào sau lưng của ta nắm chắc xe lăn nữ thi cũng đi theo mập mạp hướng ta bên này đánh tới, nhưng mập mạp kịp thời lôi kéo xe lăn vừa lui về phía sau, mới né qua nữ thi công kích. Ta thừa cơ một chân đá vào nữ thi trên bụng, nàng lập tức bay ngược ra ngoài, chẳng qua ba giây đồng hồ sau nàng lại đánh tới, mà lại một cước kia để ta chân xương có chút đau nhức, không biết có phải hay không là vết thương lại vỡ ra. Hoàng phù, nhanh, nhanh, chiều ta phía sau mập mạp đưa tay nói, mập mạp vội vàng từ trong túi móc ra một chồng hoàng phù nhét vào trong tay ta ta cầm hoàng phù niệm vài câu chú ngữ hoàng phù phúc phúc một tiếng liền nhưng lúc này ngực ta đột nhiên có chút đau ho khan một tiếng về sau đốt lửa hoàng phù liền diệt hóa ta lại ho khan một tiếng vội vàng vỗ nhẹ xe lăn ra hiệu mập mạp đi nhanh lên bởi vì kia nữ thi lại nhe răng trợn mắt nhào tới nữ thi lần này tốc độ rất nhanh mập mạp chỉ là ở phía sau đem xe lăn ấn xuống nàng liền đến đến trước mặt của ta ta hét lên một tiếng về sau hai tay của nàng liền thật chặt bóp tiến bắp đùi của ta trong thịt móng tay của nàng rất dài cùng năm miếng lạnh châm đồng dạng quần của ta đều cho đâm rách máu thuận móng tay của nàng kít oa kít phun lưu đau đến mắt của ta nước mắt kém chút không có chảy ra thật sự là không may vết thương cũng không có thốt lại thêm mới tổn thương ta liền không nên tin tưởng tên mập mạp này có thể chế phục nữ thi mặc dù ta bị thương nhưng bây giờ thời cơ vừa vặn ta chiếu vào nữ thi mặt tái nhợt liền đập tới một tấm hoàng phù hoàng phù dán tại trên mặt của nàng về sau nàng lập tức bất động duy trì tư thế cuối cùng một khối như đầu gỗ phải lúc này ta mới thở ra một hơi dài gọi mập mạp vội vàng đem nàng tay cho ta rút ra hiện tại nữ thi móng tay còn tại ta trong thịt bóp lấy đâu tiểu ca thật có ngươi mập mạp đối ta vuốt đuôi nịnh bợ về sau đi vòng qua đem nữ thi tay rút ra ra tới sau đó đem thi thể cho ta kéo ra, còn thuận thế vỗ một cái nữ thi cái mông, hắc hắc cười nói làm sao người chết cái mông còn như thế có co giãn, có phải là minh tinh sau khi chết đều so với người bình thường muốn tốt. Ta lườm hắn một cái, nói đúng người chết bất kính cẩn thận gặp báo ứng, Vương Nam cùng cường tử liền là ví dụ sống sờ sờ, vừa rồi chẳng lẽ còn không ăn đủ nữ thi vị đáng sao. Mập mạp nhớ tới vừa rồi kém chút bị nữ thi bóp chết, dọa đến rụt rụt đầu rốt cuộc không cười nổi, còn chắp tay trước ngực đối nàng bái mấy lần, miệng bên trong lẩm bẩm có quái chớ trách, tiểu hai tử không biết thế giới. Lúc này vương nam từ dưới đất bò dậy, sau đó đem ra ra nãi nãi ôm đến gian phòng, ta hỏi hắn nhị lão có sao không? Vương nam lắc đầu nói không biết, nhìn hô hấp đều đều giống như cũng không lo ngại, hẳn là chỉ là té xỉu, chờ giải quyết nữ thì cái này sự tình phải dẫn bọn hắn đi xem bác sĩ, dù sao lớn tuổi, một chút vết thương nhỏ cũng có thể gây nên vấn đề lớn. Mập mạp nói đừng sợ, nữ thì bị hoàng phù định trụ, bây giờ muốn làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh, lớn không được đem nàng cho chôn Ta lắc đầu, nói cái này hoàng phù chấn không được nữ thì bao lâu, hẳn là chẳng qua một hồi liền có thể tỉnh, chôn cũng sẽ từ trong đất leo ra, phải nhanh lên đem nàng cho đốt. Mập mạp nghe vội vàng lấy ra cái bật lửa, nữ thì hiện tại trên thân còn có dầu thắp, chỉ cần có một tia ngọn lửa đều có thể nhóm lửa lửa lớn rừng rực. Nhưng lại tại mập mạp muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một cái tóc trắng phơ trung niên vọt ra, chậm đã, thi thể này không thể đốt. Mập mạp thổi tắt cái bật lửa, sau đó cau mày chừng nam nhân kia liếc mắt, đại thúc ngươi là ai nha? Ta cho ngươi biết thi thể này cũng không phải phổ thông thi thể, sẽ ăn người, ngươi tranh thủ thời gian tránh xa một chút. Mập mạp lúc đầu nghĩ đe dọa hắn, nhưng hắn chẳng những không sợ, ngược lại muốn hướng đến đây đoạt nữ thi, vương nam hô một câu bạch đầu thúc, hắn mới dừng lại động tác trong tay. Ngay tại lúc này, đột nhiên nữ thi tỉnh lại, hoàng phù nháy mắt thiêu thành cho tàn, thật vừa đúng lúc, thiêu đốt hỏa diễm nhóm lửa nữ thi trên thân dầu thắp, nữ thi trên thân nháy mắt lên đại hỏa. Mập mạp kịp phản ứng về sau, vì không bị đại hỏa tai hỏa, một chân liền đem bạch đầu thúc cho đá văng, hắn cũng thuận thế đổ qua một bên. Nữ thi bị thiêu đến chi chi rung động, nàng liều mạng giấy rụa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì, không bao lâu nàng liền liền xông ra ngoài. Nhưng nàng không có chạy ra bao xa liền ngã xuống, chờ lửa sau khi diệt, nữ thi đã bị thiêu đến chỉ còn lại xương cốt, áo cưới cũng thiêu thành cho tàn, còn phát ra khó ngửi gây mũi vị. Bạch đầu thúc sau khi nhìn thấy tức bực dậm chân, đâm vương nam đầu nói đây chính là tiền, nói thế nào đốt liền đốt, đem nàng buộc trở về thế nhưng là có thể đổi mấy chục vạn. Vương nam nói người khác muốn là tử thi, cũng không phải hoạt thi, buộc trở về người khác dám muốn sao. Dọa đều hù chết. Bạch đầu thúc thở dài, tức giận đến ngồi xổm trên mặt đất không nói lời nào, một lát sau hắn cảm xúc hòa hoãn một điểm mới hỏi hai chúng ta là ai. Vương Nam nói hai chúng ta là hắn mời đến đối phó nữ thi, may mắn có chúng ta, không phải hắn có thể muốn bị nữ thi dần vặt đến chết. Bạch đầu thúc quét ta liếc mắt, nói thầm câu, người thọt cũng có thể bắt thi. Chẳng lẽ là cái gì cao nhân? Ta cười khổ một cái, nói ta không phải cái gì người thọt, chỉ là thụ thương mới ngồi xe lăn, bạch đầu thúc nửa tin nửa ngờ nhìn ta liếc mắt, biểu lộ có chút cổ quái. Vương Nam lúc này hỏi Bạch Đầu Thúc Bạch Tuộc đi đâu rồi? Làm sao hắn trở về Hoàng Hà không tìm được hai người bọn hắn? Bạch Đầu Thúc thở dài, nói Bạch Tuộc chết rồi, lúc ấy hắn rời đi Hoàng Hà đem bọn hắn thúc chất đưa về quê quán, cho nên không có ở, nói xong hốc mắt liền đỏ một vòng. Vương Nam nghe có chút chấn kinh, an ủi một chút Bạch Đầu Thúc sau liền hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ thi đều đến tìm hắn, làm sao Bạch Tuộc còn mất mạng? Bạch đầu thúc một bên lau nước mắt một bên cho chúng ta giảng thuật chuyện đã xảy ra. Phương Nam rời đi về sau, bọn hắn đem cường tử thi thể ôm trở về khoang tàu, sau đó hai người tiếp tục ra thuyền tìm nữ thi, nhưng tà môn chính là, hai người bọn hắn vất thật lâu đều không tìm được thi thể. Bạch tuộc nói nữ thi sống, hiện tại là ban ngày khẳng định trốn tránh bọn hắn, muốn chờ ban đêm mới ra đến, trước khi trời tối nhất định là vớt không được, bạch đầu thúc cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể đem thuyền mở trở về, đợi buổi tối tái xuất thuyền. Đến 8-9 giờ tối thời điểm, bạch đầu thúc lại phát hiện bạch tuộc không gặp, trước đó hắn một mực đang trong khoang thuyền ngủ gà ngủ gật, sau khi tỉnh lại liền không gặp bạch tuộc bóng dáng. Về sau chờ nửa ngày cũng không gặp người khác trở về, bạch đầu thúc có loại dự cảm bất tường, tăng thêm hiện tại cũng chỉ thừa một mình hắn, còn vớt cái gì thi, cho nên hắn quyết định thu dọn đồ đạc về nhà được rồi. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên ở trên mặt nước trông thấy nổi lơ lửng một cỗ thi thể, ngay tại cách thuyền chỗ không xa. Bạch đầu thúc chờ thi thể trôi nổi đến gần một điểm hắn mới dùng một cái móc đem thi thể câu trở về, lúc này hắn định trừ xem xét, mới phát hiện cỗ thi thể này là bạch tuộc. Hiện đang lúc nói biết là thi thể, nhưng lúc đó cũng không xác định là không phải chết rồi, bạch đầu thúc không nói hai lời liền nhảy vào trong sông, sau đó đem bạch tuộc cho vớt lên, nhưng dò xét mấy lần hô hấp người đã không có khí, trái tim đã từ lâu đình chỉ, bạch đầu thúc còn trông thấy bạch tuộc trên cổ có năm ngón tay máu ứ động nhìn qua tựa như là bị người bóp chết cái này sự tình có loại không thể nói quỷ dị bạch đầu thúc cũng không đoái hoài tới bi thương tìm người đem hai thuốc chất thi thể vận trở về còn cho bọn hắn người nhà một chút tiền dù sao nhiều năm như vậy đồng bạn bạch đầu thúc trong lòng cũng là rất khó khăn qua cho một điểm tiền ra thuộc trong lòng dễ chịu một chút giải quyết sau bạch đầu thúc liền lại trở về không nghĩ tới mới vừa tới đến Vương Nam nhà liền thấy mình một mực đang tìm kiếm nữ thi, lúc đầu hắn đối nữ thi cũng không hứng thú lắm, nhưng chết hai người về sau, hắn cảm thấy nếu như có thể đem nữ thi cho bắt trở về, kia lĩnh tiền cũng có thể đa phần một điểm cho bọn hắn thúc chất hai gia thuộc, dạng này cũng không uổng công hắn cùng Bạch Tuộc giao tình nhiều năm. Nghe xong Bạch Đầu thúc, chúng ta đều cảm thấy có đạo lý, nhưng nữ thi hiện tại đã bị đốt không có, lĩnh trở về người ủy thác cũng sẽ không nhận Bạch Đầu Thúc nói cái này mấy chục vạn xem như triệt để ngâm nước nóng. Bạch Đầu Thúc giống như có chút cô đơn, một người mất hồn mất phía rời khỏi nơi này, chúng ta đem nữ thi đốt còn lại khung xương chôn ở trên một sườn núi, trả lại cho nàng lập một cái mộ đất, hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi, mập mạp còn cho hắn tụng một đoạn vãng sinh chú, mặc dù ta một chút cũng nghe không hiểu, cảm giác tại nói hưu nói vượn đồng dạng. Sự tình giải quyết về sau, Vương Nam thanh toán còn lại 4.000 khối, chẳng qua ta gọi mập mạp còn hắn một ngàn, để hắn mang ra ra nãi nãi đi xem bệnh, vương nam đối ta cảm kích hô hào tạ ơn, ta phất phất tay, ra hiệu không cần khách khí, lúc đầu cũng không có ra cái gì lực, nếu như ta không có việc gì, vậy cái này loại nữ thi trên cơ bản cũng liền mấy đầu ngón tay liền có thể giải quyết, hại ta hiện tại còn bị bóp ra mấy đạo vết thương, thật sự là không may. Hiện tại đã nửa đêm canh ba, chúng ta cũng không có phương tiện giao thông ra gia thôn, chỉ có thể về vương nam nhà tá túc, trở lại thời điểm vương nam ra ra nãi nãi đã không có việc gì, chỉ là trên chán còn có tơ máu, ngày mai lại dẫn bọn hắn đi lội bệnh viện liền có thể, đêm nay nghỉ ngơi trước tốt. Còn lại ban đêm ba người chúng ta người chen tại một cái giường ngủ, mập mạp liền chiếm hé mở, ta cùng vương nam miễn cưỡng chen hé mở, đừng đề cập nhiều khó chịu, làm hại hai chúng ta đều ngủ không ngon, mập mạp lại ngủ được cùng như heo, đạp đều đạp bất tỉnh, ngáy ngủ so xét đánh còn vang, chúng ta liền càng không cần ngủ. Vương Nam ngủ không được liền rời giường ngồi trên ghế hút thuốc, hắn nói may mắn có cái đồ chơi này, không phải làm sao nhịn đến hừng đông, mập mạp ngủ bên cạnh liền cùng đánh trận đồng dạng, vĩnh viễn đừng nghĩ ngủ, lại chen. Ta cười khổ một cái, nói quen thuộc liền tốt, lúc này ta lại lời nói xoay chuyển, hỏi Vương Nam có hay không cảm thấy bạch đầu thúc có chút kỳ quái. Vương Nam sửng sốt một chút, hắn nói thật có loại cảm giác này, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái, giống như hắn vẫn luôn dạng này, bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, hắn không nhận người trong thôn chào đón, cũng rất ít cùng người lui tới, tính tình cũng biến thành càng ngày càng cổ quái. Ta nói vậy hắn không phải có rất nhiều huynh đệ tỉ muội sao. Cái này cộng lại đều là mấy tòa thành thị gia đình lượng, cũng không cần đến cùng người khác tới hướng, cùng trong nhà người giao lưu là được. Vương Nam thở dài, nói người nhà cũng không cùng hắn lui tới, đặc biệt riêng phần mình thành ra về sau, đều sợ hắn không may, có việc đều tìm hắn hỗ trợ, tiền cũng không ít cầm, huynh đệ tỉ muội lúc nhỏ cái nào không phải bắt hắn tiền, hắn lúc ấy một người liền chống lên một cái đại gia đình, còn cung cấp mấy cái đệ đệ muội muội đọc sách, đáng tiếc đều là bạch nhãn lang, đọc nhiều sách như vậy có cái gì dùng. Đáng thương nhất chính là bạch đầu thúc đến bây giờ đều không có kết hôn, rất cô độc, hắn còn quá trẻ tóc liền trắng rồi, người khác sợ hắn có cái gì ẩn tật đều không ai dám gả, tăng thêm hắn vất thi nghề nghiệp, bình thường nữ nhân ra căn bản sẽ không gả. Phương Nam để ta cảm thấy càng thêm không thích hợp, một người tại hoàn cảnh như vậy dưới đáy, tâm tính cùng tinh thần sẽ còn bình thường sao? Bất mãn người nếu như có một ngày bộc phát, sẽ rất khủng bố, kinh khủng nhất chính là tính cách cùng tâm lý cũng sẽ ở trầm mặc cùng cô độc bên trong vặn vẹo, Bạch Tuộc chết cái này sự tình, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Bạch Tuộc chết cái này sự tình, để ta cảm thấy có chút kỳ quặc, một là Bạch Đầu thúc lúc nói chuyện này, biểu lộ có chút cổ quái, Hai là mặc dù hắn giảng thời điểm than thở khóc lóc, nhưng ta cũng không có cảm giác hắn có bao nhiêu bi thương, một cái mười mấy năm hợp tác đồng bạn chết rồi, hắn trực tiếp liền đem thi thể đưa trở về, chẳng lẽ hắn lúc ấy không có phẫn nộ muốn chết nhân. Ba là hắn nhìn thấy nữ thi thời điểm, biểu lộ cùng ánh mắt đều lộ ra hai chữ tham lam. Có thể là ta lo ngại, nhưng đầu óc ta cũng không ngừng hiện lên một cái ý nghĩ, Bạch Đầu Thúc có phải hay không là muốn nuốt một mình nữ thi tiền, cho nên ta đem ý nghĩ này nói ra, Vương Nam đột nhiên chừng ta liếc mắt, hắn nói bạch đầu thúc ở trong thôn xem như đối với hắn tốt nhất trưởng bối, mặc dù không ít chịu hắn đánh, khi hắn y nguyên có thể cảm nhận được loại kia cũng cha cũng bạn yêu, cho nên hắn không cho phép ta nói xấu bạch đầu thúc. Ta cười khổ một cái, nói ta không nghĩ tới nói xấu hắn, chỉ là suy đoán, nhưng sự tình không có tuyệt đối, ta ý nghĩ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Vương Nam hung hăng vỗ bàn một cái, hắn đem tàn thuốc trong tay quang ra đứng lên nói với ta nói người có chứng cứ sao. Ta người này cũng có chút chết bướng bỉnh, nói chứng cứ không có, nhưng có thể đi tìm, đêm nay chúng ta liền có thể đi bạch đầu thuốc nhà thăm dò một chút, cái khác đến lúc đó lại nói. Vương Nam vỗ nhẹ ngực ứng tiếng tốt, bạch đầu thuốc nhân phẩm hắn nhất định có thể cam đoan, tùy tiện ta làm sao cha, dù sao đêm nay cũng không cách nào ngủ, hắn dứt khoát liền bồi ta đi một lần. Lúc đầu chúng ta dự định ba người cùng đi, nhưng không nghĩ tới mập mạp ngủ được so heo còn chết, ta làm sao đều gọi bất tỉnh, cho nên dứt khoát không để ý tới hắn. Hiện tại đã là 3 giờ sáng nhiều, ta ngồi tại trên xe lăn bị Vương Nam chậm rãi đẩy đi hướng bạch đầu thúc nhà, hai nhà bọn họ cách cũng không xa, không bao lâu liền đến, chúng ta sau khi tới trông thấy bạch đầu thúc nhà đèn vẫn sáng. Lúc này Vương Nam biểu lộ có chút biến hóa, hắn kỳ quái lầm bầm bạch đầu thúc làm sao còn chưa ngủ, cái này đều mấy điểm, chẳng lẽ còn đang đau lòng khổ sở bên trong, ta vỗ nhẹ xe lăn ra hiệu vương nam tiếp tục đi đi bên cửa sổ nhìn lén một chút bạch đầu thúc hiện tại đến cùng đang làm gì hắn hôm nay hẳn là rất mệt nhọc đều cái này điểm vì cái gì còn chưa ngủ thật sự là bởi vì thương tâm khổ sở vương nam có chút do dự hắn nói nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ khuya khoát nhìn lén người ta cửa sổ bị phát hiện muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ta cười khổ một cái nói người tiểu tử chứa cùng ta dùng bài này người cho rằng tại cổ đại a còn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đến đều đến chẳng lẽ ở trước cửa nhìn một cái rồi đi sao tranh thủ thời gian cho ta đem xe lăn đẩy qua vương nam không có cách nào đành phải cẩn thận từng ly từng tí đẩy ta đi lên phía trước trong lúc đó bánh xe còn ép đoạn mất mấy cây nhánh cây phát ra ba một tiếng dọa đến ta hô hấp đều kém chút đình chỉ trong lòng tự nhủ vương nam tiểu tử này là không phải cố ý nhưng ta nhìn hắn sắc mặt cũng dọa đến xanh xám hẳn là thật sự là ngoài ý muốn vương nam đẩy ta đi vào phòng khách cửa sổ bên trên đây là một gian phòng ở cũ cửa sổ đều rách rách dưới dưới tường ngoài cũng đã rơi một khối lại một khối vương nam nói đây là bạch đầu thúc phụ mẫu lưu lại phòng ở bọn hắn sau khi chết cũng chỉ có bạch đầu thúc lưu lại cái khác đều chuyển ra ngoài riêng phần mình thành ra phòng này cũng đã tu sửa một lần nhưng đều là trước đây thật lâu sự tình ta cho vương nam làm một ánh mắt ra hiệu hắn đi vặn bung ra một điểm cửa sổ khâu sau đó nhìn xem bên trong có người hay không nhưng vương nam chết sống không chịu, không có cách, ta chỉ có thể mình đi vịn. Cái này cửa sổ biến chất nghiêm trọng, ta nhẹ nhàng dùng tay một móc liền lộ ra một cái khay nhỏ, bên trong ánh đèn cũng chiếu xạ ra tới. Ta vội vàng meo suy nghĩ đi đến nhìn, lúc này ta nhìn thấy bạch đầu thúc ngồi tại bàn ăn trước mặt miệng lớn ăn thịt, ta nhìn lướt qua bàn ăn, phát hiện đầy bàn đều là thịt, nhìn dáng vẻ của hắn không có chút nào bi thương, ngược lại rất vui vẻ, bằng không thì cũng sẽ không làm như thế cả bàn thịt đến chúc mừng. Không đúng, không đúng, ta thấy thế nào thấy một con. Nhân thủ. Không đúng, còn có lỗ tai, kia là người lỗ tai còn là động vật lỗ tai. Ta sợ mình nhìn lầm, vội vàng dùng sức vuốt vuốt mắt của mình, nhưng cuối cùng ta phát hiện căn bản không phải mình hoa mắt nhìn lầm, mà là quả thật có người lỗ tai cùng tay, về sau ta còn trông thấy người cái khác khí quan, bọn chúng đều bị đặt ở trong mâm, sau đó bạch đầu thúc miệng lớn ăn, biểu lộ cực kỳ vui vẻ cùng hưởng thụ. Ta quả nhiên không có đoán sai, cái này bạch đầu thuốc xác thực có vấn đề, hắn thế mà làm ra kinh khủng như vậy buồn nôn sự tình đến, trên bàn ăn kia là ai? Chẳng lẽ là Bạch Tuộc, nghĩ tới đây, ta lập tức cảm thấy dùng mình. Ta đem Vương Nam gọi đi qua, để hắn cũng nhìn xem mình tiến nhiệm bạch đầu thuốc tại làm lấy chuyện kinh khủng gì. Vương Nam nhìn mấy lần sau nói không có gì vấn đề a, chẳng phải ăn thịt sao? Phạm Pháp a, ta nói người lại nhìn kỹ một chút phạm không phạm pháp ta không biết nhưng ngươi nhìn khẳng định sẽ nhả vương nam một mặt hiếu kỳ lại nhìn một hồi đại khái một phút đồng hồ sau hắn đột nhiên che miệng lại một bộ muốn ói dáng vẻ ta nói ngươi ngàn vạn phải nhẫn ở phun một cái chúng ta liền sẽ bị phát hiện nhưng vương nam hết lần này tới lần khác không cố gắng qua một tiếng liền phun ra trong lòng ta lạc trèo lên một chút này sẽ hỏng bét quả nhiên bạch đầu thúc lúc này nghiêm nghị hô một câu ai ai ở bên ngoài nói xong một trận tiếng bước chân dồn dập hướng cửa sổ chạy vội tới ta hiện tại ngồi lên xe lăn vương nam lại tại nôn mửa chúng ta muốn đi khẳng định đã tới không kịp thế là ta vỗ nhẹ vương nam thân thể gọi hắn phối hợp ta diễn kịch cũng không biết hắn có hay không hiểu ý ta liền hô một câu là chúng ta bạch đầu thúc bạch đầu thúc mở cửa sổ ra sau trông thấy chúng ta sắc mặt lập tức trầm xuống hắn nghiêm nghị hỏi các người nửa đêm canh ba lén lén lút lút trốn ở nhà ta dưới cửa làm gì Ta vỗ nhẹ Vương Nam lưng bộ làm bộ đang giúp hắn thư giãn, Vương Nam nói bạch tuộc là ngươi mười mấy năm bằng hiếu, hắn chết sợ ngươi khổ sở, thế là muốn tới đây nhìn xem ngươi, nhưng vừa tới đến hắn liền nghĩ nhả, suy nghĩ cũng không thể nhả ngươi trước cửa đi, dạng này điềm xấu, ta đem hắn đuổi tới ngươi dưới cửa. Vương Nam làm sao rồi? Hắn vì sao lại đột nhiên nhả rồi? Có cái gì không thoải mái sao? Bạch đầu thúc nói, ta nói cũng không có gì, hẳn là trước đó bị nữ thi tổn thương bụng đi về nghỉ một chút liền tốt, nói xong ta liền vỗ nhẹ vương nam phía sau lưng, ra hiệu hắn nôn ra đi nhanh lên, như thế lề mề chẳng lẽ còn chờ người khác mời người ăn cơm hở. Vương nam cũng hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay chùi miệng ba liền nói, bạch đầu thúc ta không sao, quấy dày, vậy chúng ta đi về nghỉ trước. Nhưng lúc này bạch đầu thúc hô một tiếng chờ một chút, nói đã đến liền không cần vội vã đi, bạch tuộc chết hắn xác thực rất khó chịu, muốn tìm người tâm sự, chúng ta tới vừa vặn, còn có, hắn phòng bên trong có rượu thuốc, vừa vặn có thể mượn Vương Nam sát một chút. Ta cùng Vương Nam đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, hai mặt nhìn nhau, đây chính là hồng môn Yến A, nếu như chúng ta hai đi vào, có thể hay không cũng thay đổi thành bàn ăn bên trên kia từng bàn thịt heo. Bạch đầu thúc nhìn chúng ta chậm chạp không chịu tiến, vội vàng phất phất tay, gọi chúng ta đừng lề mề, tranh thủ thời gian tiến đến, tại loại kia cái gì đâu. Vương Nam nhìn ta liếc mắt, Giống như đang trưng cầu ý kiến của ta, hiện tại Bạch Đầu Thúc biểu lộ đã có biến hóa vi diệu, nếu như ta lại không tiến, đoán chừng sẽ bị hoài nghi. Ta nhẹ gật đầu, vỗ một cái xe lăn, ra hiệu hắn tiến đi, chết thì chết, hai chúng ta hắn một cái, hẳn là sẽ không dễ dàng động thủ, mặc dù ta là phế. Vương Nam đẩy ngạo mạn thôn thôn đi theo Bạch Đầu Thúc lưng về sau, đi vào phòng về sau, cả phòng đều là mùi thịt, ta nhìn thoáng qua cửa phòng bếp trước phát hiện kia còn lưu lại một chút màu đỏ vết tích, đoán chừng là máu không có lau khô. Đến, vừa vặn cả một bàn thịt, các người tới theo giúp ta ăn chút uống chút. Bạch đầu thúc ngồi trở lại bên cạnh bàn ăn, sau đó đối với chúng ta vẫy tay, ra hiệu tới. Vương Nam lại trần trừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đẩy ta đi qua, ta nhìn lướt qua trên mặt bàn thịt, phát hiện đã không có những người kia bộ vị, không biết hắn là ăn sạch, còn là lúc nào ném, chẳng qua nghe kia mùi thịt ta cảm giác cổ họng có chút ngứa, trong dạ dày rời sông lấp biển, nếu không phải cắn chặt hàm răng đã sớm phun ra. Ăn a, à, lăng lấy làm gì? Bạch đầu thúc cho chúng ta một người thịnh một chén lớn, sau đó gọi Vương Nam ngồi xuống. Vương Nam nhìn một chút trong chén thịt, hít sâu một chút, dùng sức nuốt nước miếng, ta nhiều sợ hắn lại phun ra. Ta không đói, bạch đầu thúc, Vương Nam lắc đầu cự tuyệt nói. Ta cũng đi theo Vương Nam lắc đầu, cũng nói không đói. Bạch đầu thúc nở nụ cười, cái kia nụ cười là đời ta gặp qua nhất âm trầm, liền vương nam cũng dùng mình một cái, bộ dáng có chút sợ hãi. a à, không đói, bạch đầu thúc cầm lấy ống khói giật một cái, sau đó như có điều suy nghĩ xem chúng ta, hắn đem một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai lấy, phát ra chật chật thanh âm. Các ngươi có phải hay không vừa rồi trông thấy cái gì? Bạch đầu thúc phun ra một cái vòng khói, còn mang theo mùi thịt, chẳng qua tại chúng ta nơi này lại cảm giác được vô cùng buồn nôn, thậm chí cái này đều không phải hương, mà là hôi thối, khó mà ngăn cản hôi thối. Ta qua loa nở nụ cười, làm bộ không rõ bạch đầu thúc, sau đó nói rất muộn, chúng ta nên đi về nghỉ, phất phất tay ra hiệu Vương Nam đi nhanh lên. Vương Nam vội vàng thay đổi xe lăn, nhưng hắn còn không có đẩy đi ra một bước liền bị ngăn lại, bạch đầu thúc đạp lên xe lăn bánh xe không để chúng ta đi. Bạch đầu thúc, người cái này, Vương Nam thưa dạ mà hỏi, Bạch Đầu thúc ngẩng đầu nhìn xem Vương Nam, hỏi hắn bình thường đối Vương Nam thế nào. Vương Nam vội vàng gật đầu, nói xong thật tốt, đầu lưỡi liền cùng đánh chấm dứt đồng dạng. Những lời khác đều nói không nên lời, sẽ chỉ nói cái chữ này. Trong lòng ta lạc trèo lên một chút, gia hỏa này vẫn là quá non nớt, diễn kỹ thật kém, có rảnh phải làm cho hắn cùng mập mạp học tập một chút. Bạch Đầu thúc đột nhiên phá lên cười, hỏi đã tốt, vậy có thể hay không để hắn nhét đầy cái bao tử. Vương Nam sửng sốt một chút, không rõ có ý tứ gì, nói người một bàn này thì còn chưa đủ ăn. Lúc này ta đột nhiên hô to một câu, đồ đần, hắn muốn ăn ngươi, chạy. Vương Nam biến sắc, dọa đến dùng sức đẩy ta chạy về phía trước, nhưng hắn quên đi bạch đầu thúc vừa rồi dùng chân chống đỡ bánh xe, hắn cái này vừa dùng lực, xe lăn lập tức liền ngã, ta lập tức bay ra ngoài, hắn cũng bị trượt chân trên mặt đất, trong lòng ta hung hăng mắng câu nương, tiểu tử này quá non, đều dọa cho cái dạng gì bạch đầu thúc nụ cười quỷ quyệt một tiếng đột nhiên tại hắn phía sau ghế sofa dưới đáy rút ra một cái dao phay sau đó mặt mày giữ tợn hướng chúng ta chặt đi qua vương nam luống cuống tay chân đứng lên dùng xe lăn làm yểm hộ bạch đầu thúc đao đao đều chém vào trên xe lăn kỳ quái là kia xe lăn thế mà không có chút nào hư hại liền vết đao đều không có bạch đầu thúc cũng có chút giật mình chẳng qua hắn sau đó mắng to một tiếng thứ đồ gì một chân mạnh mẽ đá vào trên xe lăn Vương Nam lập tức ôm lấy xe lăn bay ngược ra ngoài, liền người mang xe lăn quảng cái ngã nhào. Vương Nam bị đá lật về sau, bạch đầu thúc đột nhiên mạnh mẽ chừng mắt ta, cô dao phay bổ về phía ta. Ta trên mặt đất liều mạng bò, nhưng cái tốc độ này quá chậm, trong lòng thẳng hô hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thế mà bị một cái móc chân đại thúc đuổi theo chặt. Bạch đầu thúc một đao hướng ta đầu bổ tới, ta dọa đến vội vàng dùng tay che đầu, nhưng lúc này Vương Nam phát huy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng dơ lên xe lăn mạnh mẽ nện ở bạch đầu thúc trên thân. Bạch đầu thúc kêu lên một tiếng đau đớn, hướng bên cạnh ngã xuống, không đợi bạch đầu thúc chậm tới, vương nam lại một chân đá vào bạch đầu thúc trên lồng ngực, sau đó dùng xe lăn trên mặt đất mạnh mẽ chống đỡ thân thể của hắn không để hắn động đậy, xem ra vương nam cũng không tính chạy trốn, mà là muốn cùng bạch đầu thúc phấn chiến đến cùng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 15